Hello, chào các bác nhé. Nay thì bên em tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ống hút dung dịch nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình hút rượu, hút nước, hút xăng, hút dầu đều được hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái ống dài khoảng là 80 cm như này này, một ống dài khoảng 80 cm. Thì các bác có thể cắt ra làm đôi hoặc là các bác dùng một bên được. Đấy, các bác cắm vào đây cho em thì các bác có thể cắt ra làm đôi hoặc là mình dùng một bên tùy theo nhu cầu và mục đích của mình này. Sau đó thì các bác bơm rượu, bơm dung dịch, bơm các cái loại nước đều được ok hết nhá. Bơm xăng, bơm dầu đều được tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Các bác có cái gì bơm cái đấy cho em. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 30k nhá, 30k. Các bác lên mã giúp cho em đó là hút dung dịch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút dung dịch này. Lên cho em đó là hút dung dịch nhá. Hút dung dịch này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái hút dung dịch như này. Đấy, giá chỉ có 30.000 cho một bộ này thôi. Đầy đủ combo cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là ống hút này, đai rồi đầu bóp này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây các bác này, mình có thể dùng để mình chiết rượu này rồi chiết các cái dòng nước khác đều được hết nhá. Nó rất là tiện luôn. Đó, bơm rượu, bơm chất lỏng đều ok hết này. Đấy bác thấy không? Đấy nó rất là tiện này. Bóp cái là nó chảy ra như này. Siêu tiện dụng luôn. Bình thường nếu các bác phải hút bằng mồm thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, xăng dầu các thứ này, bơm chiết rất là tiện luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 30.000 cho một cái hút dung dịch như này thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khóa dây nhá. Khóa dây thì con này các bác lên cho em là khóa dây. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con khóa dây như này các bác nhé. 80.000 cho một con khóa dây như này, con này thì rất là tiện. Và bên shop thì đang để mặc định mật khẩu của nó là sẽ là dãy số 0 nha. Và các bác chỉ cần xoay đi một số là không mở được rồi. Các bác cho em về số 0 là mở bình thường. Còn khi cài mật khẩu thì các bác theo cái chiều mũi tên này cho em này. Đấy, xoáy cho em theo chiều mũi tên này. Sau đó thì các bác cài mật khẩu, sau đó thì các bác lại xoay trở lại là xong. Đấy, nó rất đơn giản vậy thôi. Thì lên mã giúp cho em đó là khóa dây nhá. Con này thì sẽ là 80k cho một con khóa dây như này. Đấy, lên mã giúp cho em là khóa dây nhá. Khóa dây, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một mã khóa dây như này nhá. 80.000. Đấy, khóa dây 80.000 các bác này. Lên theo là khóa dây 80.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng 30.000. Con này thì nó sẽ không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Con này thì sẽ không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ sử dụng hai cái quả pin con thỏ loại to thì nó rất là tiện ích như này. Các bác chỉ cần lắp pin vào sau đó thì mình sử dụng để mình đánh trứng hoặc là pha chế các loại nước uống thì nó rất là tiện, hoặc các bác dùng để pha cà phê cũng được. Thì mình về mình mua pin mình lắp vào pha cà phê rồi đánh ngũ cốc các kiểu, nói chung là nó rất là tiện. Lên cho em là máy đánh trứng, giá của nó sẽ là 30.000 và không có pin nhá. Cầm anh cái búa bé ra đây nào. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa đinh nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, búa A1 nhá. Đấy, A1 là to đúng không? Đấy thì các bác lên cho em là em có hai mẫu nhá. Đấy, búa A1 và A2 này. A1 thì sẽ là nhỏ và A2 là to này. Đấy. Búa A1 nhỏ thì con này giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80k. Lên cho em là A1 nhỏ này. A1 sẽ là búa nhỏ nhá. Số 1 là sẽ là số nhỏ này. Đấy, số 1 là số nhỏ nhá. Con này thì nặng khoảng 5 6 lạng và chiều dài của nó khoảng là 25 cm. Đấy, nặng 6 lạng, dài 25 cm. Đấy, các bác lên cho em là búa A1 nhỏ, hàng của thương hiệu Asahi. Đấy, hàng nội địa của Nhật và cán thì bằng thép và cái phần cán nhựa, bọc nhựa nha, bằng thép bọc nhựa. Đấy, còn con này là các bác lên cho em là A2 to nhá. A2 to, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con A2 to như này. Đấy thì nó sẽ có hai loại. Con to này thì khoảng 6 7 lạng nhá, khoảng 7 lạng. Đấy, con này thì khoảng 3 4 lạng, con này thì khoảng 6 7 lạng và chiều dài của nó khoảng 30 cm. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt bạc nhá. Các bác lên cho em là dao chặt bạc này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 155.000 đúng không? Hả? Chặt bạc này cơ mà. Các bác lên cho em là dao chặt bạc nha. Con này thì giá của nó sẽ là 165.000. Các bác lên cho em là chặt bạc này. Giá sẽ là 165k nha. 165.000 cho con dao chặt bạc như này. Con này của nó thì cực kỳ là dày dẫn luôn. Chiều dày của nó thì khoảng trên 1 ly nhá. Trên 1 ly. Đó, cán của nó thì tất cả chiều dài của dao thì khoảng trên 30 cm và nguyên phần lưỡi thì khoảng hơn 20 cm nhá. Và cái phần bản của nó thì cực kỳ khủng khiếp luôn. Bản này của nó thì chắc là vào khoảng mười mấy cm thì đấy các bác nhá. Bản này rất là to luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
Lên mã giúp cho em đó là chặt bạc nhá, chặt bạc. Con này thì sẽ là 165.000 cho một con dao chặt bạc như này. Con này dùng thì siêu chất lượng được các bác nhá, siêu chất lượng rồi. Các bác lên cho em là dao chặt bạc, giá sẽ là 165.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con dao gọt 2 nhá. Các bác lên cho em là dao gọt 2. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một con dao gọt 2 như này. Dao hàng này thì nó sẽ là siêu bén cho các bác luôn. Đây con này. Đấy, siêu bén luôn các bác nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả, gọt trái cây rất là ngon luôn. Đấy, thái rau thái diếc cũng được, nó rất là nhỏ gọn, chiều dài khoảng 20 cm. Lên cho em là gọt 2, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho con gọt 2 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con dao, con này thì các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá, dao Thái Đức, giá của nó sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức như này. Hàng made in Germany các bác này. Đấy, made in Germany. Chiều dài của nó thì nó sẽ là khoảng 30 cm nhá, chiều dài khoảng 30 cm. Nguyên phần lưỡi này thì khoảng trên 20 cm. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê đều ok hết nhá. Đó, lên cho em là dao Thái Đức nhá, rất là bén luôn các bác này. Đấy. Siêu bén luôn các bác ơi. Các bác thấy không? Rất là bén luôn. Lên cho em là dao Thái Đức. Con này thì hàng made in Germany này. Đó, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có bo đầu nhá, có bo đầu cán đúc nha, cán đúc có bo đầu liền thân như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là dao Thái Đức, giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con dao Thái Đức như này, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng dao tiếp theo, đó là con dao Thái Lỗ nhá. Các bác lên cho em là dao Thái Lỗ này. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Qua lên cho em là dao Thái Lỗ, giá của nó sẽ là 135.000 nhá. Đấy, dao Thái Lỗ này. Đấy, Thái Lỗ, giá của nó sẽ là 135.000 nhá. 135.000 cho con dao Thái Lỗ như này, ở đây nó có cái lỗ này, cho nên bên em gọi luôn nó sẽ là dao Thái Lỗ nhá. Giá của nó sẽ là 135.000. Con này thì siêu bén luôn. Đấy, và ưu điểm của con này thì cũng rất là đầm tay, thì các bác có thể dùng để mình băm thịt, băm riếc nhẹ nhàng được. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, Atasuki các bác này, made in Japan nhá. Đó, made in Japan. Chữ khắc chìm trực tiếp trên thân dao luôn. Và cũng rất là bén các bác. Đây, rất là bén các bác này. Đó, rất là bén luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 135.000. Lên cho em là dao Thái Lỗ, giá sẽ là 135.000 nhá. Dao Thái Lỗ 135.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ lục giác và bộ hoa thị nhá. Đấy, có lên cho em là bộ lục giác và hoa thị. Thì bên shop có 2 mẫu. Đấy, lục giác hoa thị, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Có lục giác, có hoa thị. Giá thì bộ hoa thị này sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một bộ hoa thị như này con này. Đấy, một ở đây của nó sẽ là có là 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cây tất cả nhá. Nó sẽ có 9 cây tất cả. Và thông số của nó thì nó sẽ là từ con này của nó sẽ là từ 10 này, từ 10 đến 50 nhá, từ 10 đến 50. Đó. Bộ này thì có lên cho em là bộ hoa thị nhá, bộ hoa thị. Giá sẽ là 60.000 cho một bộ hoa thị như này các bác này. Đấy. Bộ hoa thị thì 60.000 các bác nhá. Đấy, còn bộ lục giác thì có lên cho em là lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90.000. Đấy. Thì có lên cho em là bộ hoa thị nhá, bộ hoa thị này. Bộ hoa thị. Bộ hoa thị giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một bộ hoa thị như này thôi. Đó. Đây sẽ là cái bộ lục giác này. Bộ lục giác này thì nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Hàng cũng là hàng của Nhật đây, hàng của thương hiệu Tajima, made in Japan nhá. Lên theo là bộ lục giác 7 màu, cũng bao gồm cho các bác là 9 cây. Và đầu của nó thì nó sẽ là từ 1.5 đến 10 nhá, từ 1.5 đến 10. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. Lên theo là bộ lục giác 7 màu nhá, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ lục giác 7 màu như này nhá. 90.000 cho một bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, các bác lên cho em là lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em là lục giác 7 màu nhá. Lục giác 7 màu này. Lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một bộ lục giác 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử. Con này thì được làm từ sợi carbon nhá, chứ không phải bằng thép nhá, được làm từ sợi carbon. Về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó sẽ là cái phần cản pin vật mũi tên đen này này. Đấy, các bác tháo ra cho em thì bắt đầu pin nó bắt đầu hoạt động nhá. Để tránh cái việc là hàng trong thời gian vận chuyển hoặc là thời gian vận chuyển hoặc thời gian lưu kho nó sẽ bị hết pin. Đấy, cho về rear load này, sau đó các bác bắt đầu đo này. Đây thì nó sẽ có đo đường kính bên trong, đường kính bên ngoài và đo chiều sâu nhá. Đây nó sẽ đo chiều sâu và tổng chiều dài của nó sẽ là 15 cm. 15 cm tức là 150 mm nhá, 150 mm. Và con này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là thước kẹp gem điện tử, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Đấy. Thước kẹp gem điện tử này, kẹp gem điện tử giá sẽ là 100.000. Kẹp gem điện tử này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một
cái con thước kẹp rem điện tử như này. Đó, giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con tô vít hai đầu nhá. Tô vít hai đầu, các bác lên cho em là tô vít hai đầu. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con tô vít hai đầu như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình lắp này. Lắp sử dụng trực tiếp và các bác có thể đảo đầu nhá. Rất là tiện luôn. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Hayabusa của Nhật này. Hayabusa của Nhật, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các bác có thể đảo đầu như này nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái tô vít bình thường nó cũng đã phải mất đi 25-30.000 rồi. Thế mà đây một cái tô vít đảo đầu như này. Đấy, rất là tiện dụng con này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000. Con này thì nó rất là dài luôn và các bác có thể tùy chỉnh theo cái công việc của mình thì mình chỉnh cho dài ngắn tùy theo nhá. Đấy, thì nó rất là tiện. Đấy, thì nó sẽ có là khá là dài luôn, chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá, mười mấy 20 cm gì đấy. Cũng rất là tiện. Lên cho em là tô vít hai đầu. Tô vít hai đầu giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là tô vít hai đầu, giá sẽ là 80.000. Hàng của Nhật các bác này, đây, Japan các bác này. Đấy. Lên cho em là tô vít hai đầu nhá. Tô vít hai đầu. Giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 cho một chiếc, 80.000 cho một chiếc tô vít hai đầu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 cho một con nạo lưỡi như này. Rất là tiện luôn, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng miệng, vệ sinh lưỡi rất là ok. Lên mã giúp cho em là nạo lưỡi, giá của nó sẽ là 20.000 nhá. Lên cho em là nạo lưỡi này. Nạo lưỡi, giá của nó sẽ là 20.000 trên chiếc nạo lưỡi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái bộ lấy dây tai đèn đây. Đấy, thì chọn bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ như này. Đó, và giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một bộ lấy dây tai đèn như này. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác lên mã giúp cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đây nha, bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm là hai cây như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có đèn này các bác. Đấy, mở ra các bác cho lắp cái đầu này vào cho em này. Đấy, có đèn cho các bác luôn, rất là tiện. Đấy, đèn sáng mình rất là dễ lấy các bác nhá. Đây. Đây các bác này, đấy, có đèn luôn không nhá. Bật đèn lên này, rất là tiện này. Đấy. Đấy, bật đèn rất là tiện luôn nhá, tối này. Đấy, cho vào gấp ra bình thường nhá. Đấy bác thấy không? Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Có cả bộ một bộ lấy dây tai khô, một bộ lấy dây tai ướt, có hai bộ luôn. Đấy, một hộp này có hai bộ cho các bác lắp pin vào cho em. Đấy, bật đèn lên này, sáng trưng luôn. Đó. Qua lên cho em là lấy dây tai có đèn nhá. Giá sẽ là 60.000 một bộ này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái con dao. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này là con gì đấy? Con đây là con dao bản to. Bao nhiêu đấy? Các bác lên mã giúp cho em là dao bản to nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của Đức nha, Made in Germany này, hàng của Đức. Lên cho em là dao thái bản to nhá, dao thái bản to. Con này thì chỉ dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Liền thân hết nhá. Liền thân hết bằng thép liền thân. Và có cho các bác là cái phần nhám này. Bo đít bo đầu này. Rất là đẹp luôn. Và cũng khá là bén nhá. Rất là bén luôn con này. Đấy các bác thấy không? Dao thì đều là dòng dao siêu bén cho các bác rồi. Dao rất là bén cho bác rồi. Lên mã giúp cho em là thái bản to nhá. Con này các bác chuyên dùng để thái thôi. Chứ con này không chặt được đâu con nhá. Đấy, lên cho em là dao thái bản to. Dao thái bản to này. Đấy, dao thái bản to, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con dao thái bản to như này. Con này thì rất là đẹp để cho các bác sử dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Qua lên cho em là đồng hồ kìm đa năng. Con này thì giá sẽ là 230.000.
và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Ở đây thì khi các bác nhận hàng sẽ bao gồm cho các bác là một cái hệ thống kim đo này. Đấy, một con đồng hồ này, có kèm sẵn pin luôn nhá, có kèm pin. Và pin này của nó sẽ là pin đúc này. Đấy, và các bác có thể đo ôm, đo ampere, đo các kia chế độ như là đo vôn, đo nhiệt kế, đo AC, đo DC. Nói chung là bác nào làm thợ làm nghề thì biết rồi. Và có kẹp dòng như này, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái đồng hồ kìm đa năng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm đa năng, giá sẽ là 230k. Đó. Đồng hồ kìm đa năng, giá sẽ là 230.000 các bạn. Đó. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng này, kìm đa năng, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Vợ Vấn nhá. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên với bác đó là bên shop về cho các bác cái massage chân nhá. Qua lên cho em là massage chân. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là massage chân nhá. Đó. Massage chân, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con massage chân như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy massage này. Một cái máy như này, kèm cho các bác là một cái thảm các bác có thể lắp vào, sau đó thì mình đặt chân lên là nó sẽ vừa là massage sung điện này, vừa là làm cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ ấn dấu cộng này là máy sẽ chạy này, ấn dấu trừ là máy tắt này, và ấn chữ M này là chọn chế độ này. Dấu cộng là máy lên này, dấu trừ là máy tắt này, và chữ M là chọn chế độ nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thảm, một máy và một cáp sạc nhá. Đó. Thì con này sử dụng rất là đơn giản thôi và nó rất là hiệu quả. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Thảm massage chân công nghệ EMS. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo xa trị liệu cho ngón chân. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo vệ sức khỏe bố mẹ và gia đình. Lên mã giúp cho em đó là massage chân nhá, giá sẽ là 60.000 cho một con massage chân như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó, đèn học chống cận thì đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện ích như này, có sẵn pin và kèm cho các bác một cáp sạc luôn. Đây pin, đây cáp sạc đây các bác nhá. Đấy, đèn học chống cận và nó sẽ có cho các bác là cả cái giá để các bác ấy luôn, giá để các bác đựng bút luôn các bạn. Đây giá đựng bút các bác đặt vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện, một con đèn rất là nhỏ gọn và tiện lợi như này các bác này, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Đó. Con này thì nó sẽ có 3 chế độ này, sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính các bác nhá, sáng trắng, vàng, trung tính, rất là tiện dụng cho các bác đây. Đấy và nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy, một cái hộp đựng bút như này. Hộp đựng bút các bác đặt vào đây cho em này. Đấy. Đặt vào đây cho em, nó rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, đặt cái hộp đựng bút vào đây nữa này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Đây. Đấy cái công tắc của nó đây các bác này. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này và trung tính này. Đấy, đây, trắng vàng trung tính này.
rất là tiện dụng các bác nhá. Đó, nó sẽ có 3 chế độ sáng như vậy để cho các bác sử dụng này đây. Đấy các bác thấy không đây nhá. Và nó là dòng cảm biến nhá, các bác chỉ cần bật này nó lên này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Rất là tiện luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn pin rồi và có cáp sạc nhá. Đấy đây các bác này. Đây. Sáng trắng này, sáng vàng này, trung tính này, các bác này. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Đèn học chống cận nhá. Giá thì hàng đợt này về giá sẽ rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Nhỏ gọn, tiện dụng này. Các bác chỉ cần gặp cái này cho em là xong này, tắt đi này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân cắm sạc như này. Thì các bác cắm vào cái chân sạc đằng sau này cho em. Còn các bác để đựng bút thì các bác đặt ở đằng trước này nhá. Đặt đằng trước này các bác này. Đấy, đặt đằng trước này đựng bút đây. Như trên hình thì các bác này, đấy như trên hình đây. Thì các bác lắp nó kết nối vào đây cho em này. Đấy. Lắp kết nối vào đây cho em. Đó. Đây, các bác lắp vào cái chân này cho em này. Đấy, lắp vào cái này. Nhưng mà cái này thì lúc nào mà mình về thì mình hãng lắp, mình về thì hãng lắp tại vì là cái này thì khi chúng em gửi thì nó sẽ gập vào. Đây. Về mình lắp vào đây cho em là xong. Đấy thì mình cắm ở đây mình đựng bút đựng sách này và nó làm cái giá này cũng rất là chắc chắn luôn. Đó, đây. Trắng vàng trung tính này. Thì các bác có thể dùng để ăn cơm này, học bài này rồi nói chung là làm các công việc đều được, rất là gọn gàng luôn. Đó, ở trong thì nó sẽ có cho các bác là một quả pin hai quả pin 18650 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá, đèn học chống cận. Mẫu mới, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đó, giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 cho con đèn học chống cận này thôi nhá. Các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá, đèn học chống cận. Đèn học này, chống cận này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con đèn học chống cận như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm nữa, đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc. Con này thì nó sẽ rất là tiện dụng cho các bác, sẽ bao gồm cho các bác là một chiếc khăn tắm với kích thước của nó cực kỳ là khủng luôn. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4 nhá, 70 nhân 1m4. Rất là dài luôn. Một chiều của nó là 70 và một chiều 1m4. Và cái giá thì rất ưu đãi này, 70 nhân 1m4. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con khăn tắm Hàn Quốc như này. Đây thì nó sẽ có một mặt bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Thì nó rất là tiện dụng để cho các bác có thể mình sử dụng trong các cái sinh hoạt là như là tắm rồi gội đầu rồi nói chung là lau dọn. Nó rất là tiện, khăn thì to, rộng. Kích thước của nó là 40x70. Đấy, bây giờ các bác đi mua một cái khăn mặt bình thường thôi đã cũng phải là mất đi 20-30.000 rồi. Thấp nhất một cái khăn mặt đẻo thì cũng phải 15-20.000. Thế mà đây một cái khăn tắm to bự như này, 40x70 như này mà giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một con khăn tắm như này, giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi các bác nhá, 40.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc khăn tắm như này, rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bát úp mì nhá, bát úp mì. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con bát úp mì như này. Đấy. Và đây thì con này dung tích của nó thì nó vào khoảng là 400 nhá, 300-400ml. Nói chung nó cũng khá là to luôn. Các bác dùng để pha mì là thoải mái luôn nhá. Dùng để pha mì là thoải mái luôn. Đó, từ 300-400ml thoải mái luôn. Các bác chỉ cần đậy nắp vào này con này. Đấy, đậy nắp vào như này. Mở ra này. Đấy. Đậy vào này. Nắp này của nó thì nó rất là khít luôn, giữ nhiệt, giữ cả được cả nước luôn nhá, giữ được cả nước luôn. Đấy, cho nên là các bác dùng để mình pha mì này và nó có quai bên như này rất là đẹp. Như một cái song luôn nhá, như một cái song luôn. Đó, rất là tiện ích, bên ngoài thì bằng nhựa chống nóng, bên trong thì bằng inox. Rất sạch sẽ, các bác có thể dùng để mình pha mì hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng được. Lên cho em là bát úp mì nhá, bát úp mì này. Bát úp mì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một con bát úp mì như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000 cho một con bát úp mì như này, rất là tiện dụng này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy hút bụi các nhá, hút bụi. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là hút bụi ống nhá. Nó sẽ là một con hút bụi mà nó sẽ có cho các bác là một cái ống rất là dài. Đây. Một cái ống rất là dài như này các bác này, một ống rất là dài như này. Và các cái đầu để các bác kết nối với các cái đây, con này hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, có các cái đầu chổi, đầu ống nhá. Đây. Có đầu chổi này. Có đầu chổi, có đầu ống nhá. Các bác có thể kết nối với các cái đầu để mình sử dụng này. Hút rất là khỏe luôn các bạn. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đây. Để em test cho các bác xem đấy, cái con điện thoại của em này. Đấy.
hút siêu khỏe luôn. Một con điện thoại 2 lạng rưỡi như này, 3 lạng như này mà nó còn hút được các bạn này. Đấy. Rất là mạnh các bạn, rất là mạnh luôn. Đó. Rất là mạnh luôn này. Đấy các bạn thấy không? Đây. Hút những cái điện thoại 3 lạng mà nó còn hút lên được là các bạn biết rồi, rất là khỏe nhá. Và nó sẽ có cho các bác là một cái ống nối như này, một cái ống nối dài như này để các bác có thể hút ở các cái vị trí như là ngóc ngách cửa giá này. Đấy. Chỗ nào được các bác nhá. Đấy, hút lên này, thấy không? Đấy, hút cả cái biển lên lên này các bác biết rồi nhá. Nó rất là khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn. Đấy, thì nó sẽ có ống nối dài như này để các bác hút ở các cái vị trí ngóc ngách này. Rồi có chổi vệ sinh này. Có chổi vệ sinh, có cáp tiếp các thứ đàng hoàng để các bác có thể kết nối với các cái đầu nguồn. Đây, có cáp cắm sạc nhá, cáp cắm sạc cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Giá thì chỉ có 260.000 thôi. Các bác lên cho em là hút bụi ống nhá. Giá sẽ là 260.000 bao sim tận nhà cho bác luôn. Hút bụi ống này, đó. Hút bụi ống 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 260.000 bao sim tận nhà. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái dòng điện thoại hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đấy, đó là dòng điện thoại một sim. Đây. Con này thì nó sẽ là điện thoại một sim này. Đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác này, bao gồm là một cái chân sạc này. Đấy, một chân sạc này. Một chân sạc, một pin và một cục sạc, một pin và một điện thoại như này. Dòng này nó sẽ là dòng một sim nhá. Thì con này các bác lên cho em là điện thoại một sim. Con một sim này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho con điện thoại một sim như này. Đấy. Lên mã cho em là điện thoại một sim, giá sẽ là 150.000. Đó. Các bác lên cho em là điện thoại một sim này. Điện thoại một sim, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con điện thoại một sim như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã điện thoại hai sim nhá. Hai sim thì giá của nó sẽ là 230.000. Đấy, con này nó sẽ là dòng hai sim này. Hai sim đây. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Nokia hết. Tất cả đều có cho các bác là một đốc sạc, một đế sạc này, một cục sạc, một pin và một điện thoại như này. Con này nó sẽ là dòng hai sim nhá. Đấy, dòng hai sim này. Hai sim thì là 230.000 và bao sim tận nhà cho bác luôn. Con này sẽ là dòng hai sim nhá. Đó, con này là dòng hai sim. Thì sẽ bao gồm cho bác là một điện thoại, một sim và một củ sạc. Đấy, dòng này sẽ là dòng 2 sim nhá. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã nữa. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 sim nhá. Điện thoại 2 sim này giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000. Hàng của thương hiệu Nokia 105 này. Nokia 105. Điện thoại Nokia thì siêu bền rồi. Và pin của nó thì dùng cực kỳ là trâu luôn. Các bác cũng biết cái dòng sản phẩm này rồi. Đó. Tiếp theo thì về cho các bác cái dòng điện thoại 4 sim luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại. Các bác lên cho em là điện thoại 4 sim nhá. Đó. Điện thoại 4 sim. Còn 4 sim này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Đây. Đấy. Nó sẽ là một con điện thoại như này này. Đấy. Một con điện thoại cực kỳ chất lượng như này. Con này thì mã này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 sim luôn. Một con điện thoại cực chất lượng và 4 sim như này các bác nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy đây các bác này. Đấy các bác theo. Đó. Rất chất lượng nhá. Nó sẽ kèm cho các bác là một cái ốp lưng luôn. Một. Con này thì không có ốp lưng nhưng mà nó lại có cáp sạc đầy đủ nhá. Đấy, có cáp sạc, có cả củ sạc đầy đủ cho các bác này. Đó đây. Đầy đủ củ sạc như này các bác này. Đây, có cả củ sạc như này các bác này. Đấy, có cả cáp, cả củ sạc như này. Thì hàng nó về theo lô nhá. Lô trước thì kèm ốp lưng, còn lô này thì sẽ có cả củ sạc luôn. Đó, và đây của nó thì nó sẽ là một con điện thoại có cả đèn pin như này các bác nhá. Đây. Con này thì có cả đèn pin luôn. Đây. Đấy, các bác bật lên này, đèn pin siêu sáng luôn nhá. Con này nó là một cái đèn pin chứ không phải là một cái đèn LED đâu nhá. Đây, một cái đèn pin cực kỳ là to và sáng luôn. Rất sáng nhá, sáng trắng luôn các bác này. Đó, nó sẽ là một con đèn pin rọi rất là xa luôn. Và có chụp ảnh, có đèn flash này. Và bật nguồn lên này. Đó, bật nguồn lên. Nó sẽ là dòng bàn phím nhá. Và nó sẽ có tới cho các bác là 4 khay SIM ở dưới đít này. Đây. Có tới cho các bác là 4 khay sim luôn. 4 khay sim này các bác này. Hàng rất đẹp nhá. Đó. Có 4 khay sim thì các bác có thể lắp sim tùy ý. Đấy, các bác có thể sử dụng 4 sim 4 sóng liên tục cũng được. Đây. Lắp sim này, 4 sim 4 sóng này. Đó, pin cực kỳ là trâu luôn. Màn hình sáng đẹp nhá. Các bác có thể sử dụng các tính năng được luôn. Có cả chụp ảnh, chụp biếc hết cho các bác nhá. Đó, chụp ảnh đây. Đấy, chụp ảnh cũng có cả đèn flash liếc luôn. Đây. Rất là ngon nhá.
Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại 4 sim nhá các bác nhá. Đó, điện thoại 4 sim. Giá của nó sẽ là 450k. Rồi, ok. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy rót rượu nhá, máy rót rượu đây. Thì hàng của nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, máy rót rượu này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn và giá thì chỉ có 270.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Lên cho em là máy rót rượu, giá sẽ là 270k bao ship đến tận nhà này, máy rót rượu này. Máy rót rượu nhá. Máy rót rượu 270k nhá. Đó. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy bơm như này nhá, có công tắc này, các bác bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên. Sau đó thì nó sẽ có cho các bác là đây, ở đây thì hai cái chén này là của em nhá. Đấy, còn lại thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một khay như này để các bác có thể bằng inox nhá, để mình đựng rượu vào đây này. Một khay nhựa nữa để các bác cho đá vào đây nhá. Khi mình cho đá vào đây ấy thì nó sẽ rất là tiện ích luôn. Khi các bác cho đá vào đây thì nó giữ lạnh cho rượu này, nó làm lạnh cho rượu rất là tốt luôn. Và các bác chỉ cần đặt lên như này, đặt lên như này, bật công tắc lên cho em. Lưu ý các bác là khi bật công tắc lên thì các bác phải đặt cái cốc sát vào đây nhá, thì nó mới chảy này. Đấy, sau đó thì các bác lại đặt vào này, lại đặt vào nó lại chảy này. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, đây, rất là ngon lành luôn, rót rượu cực kỳ dễ dàng và tiện dụng luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy rót rượu. Con này thì dùng cực kỳ là ngon đấy các bác này. Đấy, đặt vào này, bật công tắc lên này. Đấy, đặt vào sẽ lên này các bác này. Đó, rất là ngon các bác luôn. Đấy, rót đầy tràn luôn nhá. Các bác có thể tùy chỉnh. Đấy, tùy chỉnh. Đây là dây điện. Vì bỏ cái máy xay khô này. Các bác có thể tùy chỉnh cái lượng rượu này cho mình sử dụng nhá. Đấy, nhiều ít là mình tùy chỉnh được này. Đấy, ví dụ như đây là em đang đặt vào này. Đấy. Đây, đấy. Muốn giảm đi này, giảm đi thì lại cho giảm đi là xong. Đó, đây rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là máy rót rượu 270.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lên cho em là máy rót rượu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Thì đây nó sẽ là hàng đựng trong hộp như này. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn, chỉ có 120k thôi. Lên cho em là máy xay khô này. Máy xay khô giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đây, thông số này, 250W này, điện 220V và dòng 50Hz nhá. Đấy, 250W cho con máy xay khô như này. Dung tích của nó sẽ là 700ml các bác nhá, 700ml các bạn. Đó. Và đây thì sản phẩm sẽ là một con máy như này các bác này. Đây là em đã cho gạo vào nhá, cho gạo vào em sẽ xay cho bác xem này, rất là ngon lành luôn. Các bác cắm trực tiếp điện 220. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này các bác này. Để có thấy không? Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Chạy rất là khỏe và êm luôn nhá. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy. Đấy, em cho gạo mà xay nó ra bột luôn các bác nhá. Đấy, kinh. Gạo mà xay được ra bột luôn. Thế mới sợ thì các bác thấy không? Đây. Đấy, em cho gạo mà xay nó ra bột mịn như này các bác này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá 120.000 thôi. Đây, gạo xay ra bột mịn như này các bác này. Các bác có thể dùng để xay đỗ tương này, xay đậu, xay lạc, xay cà phê, xay tiêu, xay điều, xay các loại xay nhá. Nhưng mà con này thì nó chỉ dùng để xay khô thôi nhá, chứ không cho nước vào được đâu. Cho nên các bác lên mã giúp cho em là xay khô nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy xay khô như này. Giá của nó sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một mã máy xay khô như này nhá, 120k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xả chanh này các bác này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là xả chanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là xả tinh dầu xả này, lên cho em là tinh dầu xả. Cái này thì các bác dùng để mình xịt ra như này. Đấy. Xịt ra như này thì công dụng của nó thứ nhất là nó sẽ là làm xua đuổi côn trùng này, khử mùi hiệu quả này, tránh nấm mốc này, hương thơm mang lại cảm giác thoải mái cho căn phòng này. Đấy, lên cho em là xả tinh dầu xả nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả này. Đấy, tinh dầu xả. Giá của nó sẽ là 15k trên một chai và các bác mua từ 3 chai trở lên thì sẽ là bằng 40.000 nhá. 40.000 cho 3 chai và 15.000 thì trên là 15k là trên một lọ nhá, trên một lọ như này. Đấy. Nó sẽ là 15.000 trên một lọ tinh dầu xả như này. Đấy, tinh dầu xả 15k nhá. Còn mua từ 3 lọ thì sẽ là 45k. 3 lọ sẽ là 40.000 cho 3 lọ nhá. 40.000 cho 3 lọ. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tẩy xanh nhá. Con này thì chuyên dùng để mình tẩy son nồi, tẩy ô tô các thứ cũng đều được nhá. Đấy thì nói chung là nó dùng để mình tẩy các cái vết bẩn, đặc biệt là cái vết dầu mỡ ở xoong nồi hoặc là vành bánh ô tô các bác này. Đây, thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem như này. Về nhà các bác cho vào cho nước và sau đó thì mình đánh đi cho em là nó sẽ sạch luôn và rất là hiệu quả luôn nhá. Lên mã giúp cho em là tẩy xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Đấy, lên mã giúp cho em là tẩy xanh nhá. Đó.
tẩy xanh này, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một lọ tẩy xanh này các bạn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn. Quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, rất là ok các bạn nhá. Giá chỉ 25.000 thôi. Cầm cho anh cái bàn là đứng nào. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bàn là mini nhá. Bàn là mini, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một con bàn là mini như này. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một con bàn là như này và có thể gấp gọn được này, có thể gấp gọn được nhá. Có cả điều chỉnh nhiệt độ luôn. Đây, đấy em sẽ cắm thử cho bác xem này. Đấy, có đèn báo, có điều chỉnh nhiệt độ. Đây, đấy, có đèn báo nhá, có đèn báo này. Đấy. Có đèn báo, có điều chỉnh nhiệt độ hết cho các bác nhá. Đấy, đây đèn báo này. Đấy, các bác xoay như này là đèn báo nó lên này. Đấy, như này nó sẽ tắt này. Đấy, tức là lúc nào nhiệt lên thì nó sẽ lên, còn nhiệt giảm thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, chứ không phải là lúc nào đèn cũng sáng đâu. Đó, đây đủ nhiệt độ là nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Đây. Đấy, con này thì độ nóng của nó cực kỳ là nhanh luôn, nóng rất là nhanh luôn nhá. Đấy, em vừa nãy cho có một tí mà nó đã nóng rất là nóng rồi các bác này. Đấy, rất là nóng rồi đấy. Các bác thấy không? Đấy, rất là nóng luôn, sờ tay vào đã nóng bỏng rồi. Đó, thế nên là con này dùng rất là nhanh luôn. Thì con này các bác dùng để mình là quần là áo khi mà mình ở nhà hoặc là đi du lịch biết, con này nó sẽ có cả hơi nước luôn. Đấy, rất là nóng thôi nhá. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Thì ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái phần này. Cái phần này, cái phần cán này để các bác cho cái ấy vào đây cho em này, cho cái nước vào đây. Đấy, cái phần cán này là cái phần quai cầm này, các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây. Đấy, các bác cho nước vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng tính năng phun nước bình thường thôi. Đấy, phun nước bình thường. Khi phun nước thì các bác chỉ cần là nhấp như này thôi. Nhấp này, đấy, nhấp này là nước nó sẽ ra này. Rất là tiện luôn nhá. Thì là rất là ngon luôn. Đấy, là rất là phẳng và ngon nhá. Đấy, em vừa nãy cắm có một tí mà nó đã nóng chút đi rồi các bạn này. Nóng lắm các bạn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 135.000 cho một con bàn là như này. Đấy, có thể gấp gọn như này nhá. Có thể gấp gọn như này. Con này thì nó sẽ là dùng điện 220V này. Đấy, điện từ 200 đến 240V nhá. Đấy, công suất của nó là 700W, 700W các bạn này, nóng rất là nhanh luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là mini nhá, bàn là mini, giá sẽ là, lên cho em là bàn là mini, giá sẽ là 135.000. Đó, 135k cho một cái mã bàn là mini như này. Và nó lên cho em là bàn là mini, giá sẽ là 135.000 cho một con bàn là mini như này nhá. Con này thì cũng có kèm cho bác là hơi nước luôn các nhá. Đấy. Bàn là mini, giá sẽ là 135k. Đó, bàn là mini này. Bàn là mini giá sẽ là 135k nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái bàn là mẫu cao cấp hơn. Đó là bàn là đứng nhá. Qua lên cho là bàn là đứng. Con này thì nó sẽ là chủ yếu là tác động bằng hơi nước là chính nhá. Tác động bằng hơi nước là chính. Và nó là cực kỳ là sạch và phẳng luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy cực kỳ chất lượng như này con này, cực kỳ chất lượng như này con nhá. Hàng cầm cực kỳ là chắc và đầm tay luôn. Đấy, ở đây thì các bác tháo cái lẫy này ra cho em này, tháo lẫy này ra cho em. Sau đó thì mình cho nước vào đây nhá. Đây nó sẽ có cái khay, cái giòn này, các bác cho nước vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng thôi. Rất là tiện dụng các bác này. Đấy. Và con này nó có cả lẫy khóa ở đây này, các bác có thể xoáy ra được đây này. Đấy, có mở khóa ở đây, các bác có thể tháo ra gấp gọn được đây này. Đấy, em cũng không tìm hiểu cái tính năng này lắm đâu. Đó, hàng thì nó sẽ là sử dụng điện 220V này. Đấy, 1500W này, 1500W điện 220V và dung tích đựng của nó sẽ là một cái khay này của nó sẽ là 260ml nước nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện trực tiếp vào, sau đó thì mình cho nước vào là mình là thôi. Và đây nó sẽ có một cái đầu chải như này các bác này. Đấy, đầu chải như này để khi mình là mình vuốt là nó sẽ phẳng luôn. Con này của nó thì dòng là của nó là thuộc là hơi nước nhá, cho nên các bác dùng thì cực kỳ yên tâm luôn, không bao giờ lo bị cháy quần cháy áo, kể cả các bác có để quên. Và ưu điểm của con này thì các bác luôn phải cầm tay để vuốt nhá. Các bác bỏ đứng xuống như này thì nó đã rời ra khỏi quần áo rồi, chứ không phải như cái bàn là kia là lúc nào phải để nằm trên bàn, nhiều khi mình không để ý là sẽ cháy quần cháy áo, nhưng con này thì không. Đấy, cực kỳ yên tâm cho bác luôn. Và giá sẽ là 370.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000. Đó. Bàn là đứng này, giá của nó sẽ là 370k nhá. 370.000 và bao sim tận nhà cho bác luôn. Sử dụng điện 220V. Đấy, các bác chỉ cần cắm điện trực tiếp 220 này cho em là mình sử dụng mình là thôi. Đó, đây thì nó sẽ hơi nóng, hơi nước nó sẽ ra nhá. Đấy, và công tắc ở đây các bác này, rất là tiện dụng luôn. Thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này, đó. Liệu một chiếc bàn là hơi nước hơn 1 triệu đồng bây giờ bán với giá hơn 300k có làm các chị thất vọng? Các chị ơi, các chị đang mua em này với giá thị trường tóm lại này, và bắt đầu mình sẽ bấm cái nút này là các chị ạ. Và nó có hệ thống chống thì nhàn hơn rất là nhiều rồi các chị ạ. Sản phẩm đây. Em bảo các chị ạ, chế độ sạch tay. Đang bán 350.000. Em chỉ
làm ở bên, riêng em phải làm ở bên cho các bạn. Chị nào muốn phản phá, tim vào màn hình mặt tay lên các chị. Thả tim mặt tay lên là em sẽ cắt giảm luôn. Đã bán 350.000, điều chỉnh người ta cũng sẽ có 350.000 giờ. Giá rất là ngon luôn các này, đấy. Ok, cho các chị. Đấy, họ đang bán là 350.000 nhá. Và chưa bao ship, bên em bán thì sẽ là 370.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy là cực kỳ là ngon luôn, hơi nước xịt ra rất là mạnh nha và là rất là thích luôn. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật này. Đây nó sẽ là một con võng cực kỳ chất lượng như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái túi đựng như này nhá. Và một con võng cực kỳ là dày dặn chắc chắn luôn, chất liệu của nó là vải dù của Nhật nhá. Vải dù của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có sẵn dây cho bác luôn này, có sẵn dây đeo như này các bác này. Rất là tiện dụng nha. Và con này thì giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 90.000 cho một con võng dù quân đội Nhật như này thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây mã treo là võng dù quân đội Nhật này. Kích thước thì cái chiều ngang của nó thì nó sẽ được vào khoảng là 7 đến 80cm nhá. Chiều ngang thì khoảng 80cm, chiều dài thì nếu mà tính cả quai này thì nó vào khoảng là 2m2 đến 2m4, và tính nguyên thân võng thì khoảng 1m8 đến 2m nhá. Đấy, khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho một con võng dù quân đội Nhật như này. Vải của nó sẽ là vải dù cực kỳ dày dẫn chắc chắn, và dệt của nó sẽ là dòng dệt 3D thoáng khí nhá. Dệt 3D thoáng khí cho nên các bác nằm thì nó cực kỳ là êm ái, thoáng mát và nhẹ nhàng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các nhá. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội Nhật, rất là đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù này, đấy, võng dù quân đội Nhật này, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đây, em sẽ trưng lên cho các bác xem. Một con võng rất là đẹp như này, banh banh ra. Đấy, banh ra. Đấy, rất là đẹp các bác này. Các bác trông thấy chưa? Đấy, màu sắc của nó rất là đẹp luôn, quai kiếc cực kỳ chắc chắn luôn, và có cả dây đeo như này. Rất là đẹp tuyệt vời như này nhá. Và giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác có thể mua về để đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi đâu cũng được. Rất là tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, ném anh cái điện thoại. Bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình giữ nhiệt các bác nhá. Đấy, lên cho em là bình giữ nhiệt này. Bình con này thì bên shop lên nó là bình thể thao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bình thể thao như này, giá của nó chỉ có 80.000 cho một con bình thể thao như này thôi. Giá siêu rẻ cho các bác, siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, không ở đâu có cho các bác một cái bình đẹp như này mà giá chỉ có 80.000 nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, đi đâu mà mua được một cái bình đẹp như này mà 80k các bác ơi. Đó. Chả đi đâu mà mua được đâu, ở ngoài shop Phạm Huấn này thôi các bác nhá. Đấy. 80.000 cho một con bình đẹp như này, dung tích của nó sẽ là 1 lít cả vỏ nhá. 1 lít cả vỏ này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Inox 316 nhá, su 316 các này. Su 316 có lưới lọc luôn, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. Ưu điểm của con này nó lại có cả quai đeo như này nhá. Có quai đeo thì các bác có thể đeo lên xe này, đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt, đi du lịch đều được hết nhá. Đấy, không có cái quai này thì rất là bất tiện, các bác để đâu nó cũng vướng víu, khó để điều chỉnh nhá. Đấy, nắp xoáy thì sẽ là có gioăng như này nhá. Nắp xoáy có gioăng như này các bác này, nắp xoáy có gioăng như này các bác này. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Đó, có gioăng chống nhiệt chống nước cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. Đó, dung tích của nó là 1 lít cả vỏ, bình thể thao này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bình thể thao như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bọc yên nhá. Các bác lên cho em là bọc yên này. Con này thì yên to, yên nhỏ, yên lớn, yên bé, yên mẹ, yên con, yên SH, yên Novo, rồi yên các loại yên đều vừa hết nhá. Nó là dòng chun co giãn như này. Các bác có thể đai ra đai vào đều được hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một cái bọc yên như này. Thì các cái loại yên xe đều bọc được hết nhá. Con này thì nó sẽ là dòng lưới cước dệt 3D thoáng khí. Khi các bác sử dụng thì nó sẽ gọi là thông thoáng nhá. Chống nóng, chống nước cực kỳ là tốt luôn. Chỉ cần bọc vào yên là xong. Đấy, lên cho em là bọc yên xe, giá của nó sẽ là 80k. Đó. Bọc yên xe giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bọc yên xe như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn các bác nhá. Đấy, ví dụ như cái yên xe của mình này, mình chỉ cần đai vào như này cho em là xong này. Đấy, chống nóng chống nước này. Đấy, giảm nhiệt độ rất là tốt luôn nhá. Nước cho vào cũng khô luôn. Nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần bọc vào cho em như này là xong, là mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có dây chun co giãn, nó cũng rất là tiện luôn. Đấy, và giảm được nhiệt độ rất là tốt luôn. Đặc biệt là mưa thì không bị thấm nước. Đấy, các bác có thể ngồi trực tiếp được luôn nhá. Trời mưa cũng được mà dài nắng cũng được, rất là ok. Mà lại bọc lên nó mới cái xe nó đẹp lên bao nhiêu luôn. Lên trên là bọc yên xe, giá chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Các bác lên cho em là xịt chống thấm thì nó sẽ là một cái dòng bình xịt như này, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k cho một con bình xịt chống thấm như này nhá. 45k cho một bình xịt chống thấm như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn nhá, dùng rất hiệu quả luôn các bác. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên đến 10 năm, chân nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất
cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi. Hello các bác nha, nay thì bên Phạm Vấn lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin nút like, đăng ký kênh và chia sẻ rồi ok. Các số hotline của em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đèn năng lượng ba cánh quá này. Đèn năng lượng ba cánh thì đây nó sẽ là một con đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời và có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này về thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó nhá, tấm pin năng lượng pin dài này, có cả điều khiển từ xa luôn nhá, có cả điều khiển các bác có thể dùng điều khiển từ xa này. Và lưu ý các bác là con này thì mình chỉ để ở cái vị trí thấp thôi và các bác có thể rút ra để mang đi mang lại được, tại vì con này của nó thì khi mà các bác cắm sạc vào thì nó lại không lên nhá, cắm sạc nó không lên. Đấy đây. Mới hôm qua về cái thùng mà trong nhà ấy, nó kia để trong nhà. Một thùng to anh mới bóc mà. Đây, đấy thì con này khi mà các bác cắm sạc vào nó sẽ không lên nhá, cho nên các bác phải rút sạc ra cho em này. Đấy, rút sạc ra là nó sẽ lên bình thường. Ở đây con này rất là sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất của nó là lên tới 500W thôi nhá, 500W đây. Cái này còn là độ sáng bao nhiêu thì tùy theo của các bác thôi. Đó thì mặc định của nhà sản xuất như nào thì em cũng nói như thế thôi, nhưng nói chung là nó cũng rất là sáng và nó có thể xoay chuyển như này các bác này. Đấy, có thể lật đi lật lại như này. Đấy, rất là sáng luôn. Đấy, ánh sáng rộng các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước hoặc là làm các công việc, nói chung là cũng rất là đa di năng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là đèn năng lượng ba cánh, giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Con này thì nó sẽ sử dụng hả? 180.000 các nhá. Đấy, lô này hàng về giá tốt 180.000. Con này thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên nó rất là tiện, các bác chỉ cần là cắm sạc pin năng lượng mặt trời vào cho em là xong. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời như này. Đấy, dây dạ cái thứ đàng hoàng, mà kèm thêm cho các bác là một cái điều khiển nữa để các bác sử dụng luôn. Nó cũng rất là tiện và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời này. Đèn năng lượng mặt trời này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn năng lượng mặt trời như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chai như này nhá, 5 chai như này. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá, dòng nước hoa chiết cho nên là cái dung tích của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái này thôi, nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng mà một hộp này của nó thì nó được tới 5 chai liền các nhá, một hộp của nó được tới 5 chai liền cho nên các bác tha hồ sử dụng luôn. Và nó sẽ là thuộc cái dòng là nước hoa lan như này các này. Nước hoa lan như này rất là thơm luôn. Mùi thơm thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể sử dụng để mình sức ở nhà hoặc là khi đi ra ngoài cũng rất là ok, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, giá của nó chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai như này, bao gồm cho các bác là 5 chai. Nó là dòng nước hoa chiết, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay này thôi nhá. 60.000 cho 5 chai này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này và có kèm cho các bác là cáp sạc nhá. Nó thì nó sẽ có hôm thì lô về màu đỏ, có hôm thì lô về màu xanh đậm, có hôm thì về lô màu quân đội nhá. Hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có kèm một cái cáp sạc như này. Con này thì màu sắc cực kỳ là đẹp luôn và nó bằng nhựa nhưng mà nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, các bác có thể bật lên như này. Và con này có thể điều chỉnh tăng giảm chiết áp nhá. Đấy, vừa tắt bật vừa tăng giảm chiết áp được luôn. Đấy, các bác có thể tắt đi này, bật lên này và tăng giảm chiết áp rất là ok nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, hàng made in Japan con này. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang phân phối tới các bác giá chỉ có 130.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ sử dụng một cái quả pin 18650 nhá. Hết pin thì các bác có thể hỏng pin thì các bác có thể mua thêm pin. Bên em có bán 30.000 quả pin như này thôi.
giá chỉ có 30.000 cho một quả pin này thôi, rất là tiện các nhá. Đấy, và con này thì các bác có thể dùng để decor trang trí phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, rồi nhà hàng khách sạn đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá, đèn mang sông này. Đó, đèn mang sông, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho con đèn mang sông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con massage cánh bướm nhá. Có lên cho là massage cánh bướm, con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân massage này, một máy như này. Về nhà thì nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác bóc cái giấy bóng ra cho em này. Đó, sau đó thì các bác dán trực tiếp cái phần miếng dán này lên lên cái phần cơ thể của mình nhá. Đấy, lên phần cơ thể của mình này. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con máy như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó, lắp cái máy này vào đây này. Đấy, các bác kết nối vào đây cho em. Đó, các bác kết nối vào đây cho em này. Đây, kết nối vào cái phần máy này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó, bật lên này. Bật lên thì là bật dấu cộng này hai lần là máy sẽ chạy nhá. Đấy, và các bác cứ thế mình bật lên. Sau đó thì mình dán vào cho em này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra. Mình dán vào đây. Đây em sẽ dán trực tiếp lên cái phần bắp đùi này cho các bác xem này. Đấy, đây dán trực tiếp lên bắp đùi nhá. Sau đó thì các bác bật dấu cộng này hai lần là máy sẽ chạy này. Đấy, bác thấy không? Máy chạy khỏe luôn. Đấy, đây em mới bật có gọi là cấp độ 1 thôi mà nó đã chạy rung như này được các bác này. Đấy, thì con này nó sẽ là vừa massage xung điện vừa là rung luôn nhá. Vừa rung vừa massage xung điện luôn. Đó, dùng rất là đã các bác này. Đấy, các bác có thể tăng ở đây nhỉ, tăng cấp độ ở đây. Đấy, các bác thấy nó giật cái bắp đùi em kinh không? Đó, thì massage cơ thể rất là tốt luôn. Các bác ấn dấu cộng này thì nó sẽ lên. Ấn dấu cộng là hai lần là máy bắt đầu chạy này. Ấn dấu trừ đến hết là nó sẽ tắt đèn này. Và chữ M này là đổi chế độ nhá. Đó, và các bác cứ dán vào cơ thể này. Chỗ nào đau nhức mỏi thì các bác dán vào cho em để giúp cho nó massage cơ thể này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con massage cánh bướm như này, giá chỉ có 40.000 thôi. 40k cho con massage cánh bướm như này nhá. Đấy, lên cho em là massage cánh bướm, giá sẽ là 40k. Đó. Massage cánh bướm này, đó. Massage cánh bướm nhá. Đó, nó hình cánh bướm như này nên lên cho em là massage cánh bướm nhá. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc massage cánh bướm như này. Rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác sạc pin một cho em là xong. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác. Cái dòng sản phẩm đó là cái lọc rác Thiên Nga nhá. Các bác lên cho em là lọc rác Thiên Nga. Con này thì dùng nó rất là tiện, ví dụ như là các bác ở trong cái chậu rửa bát nhà mình ấy, nó có rác rửa, các bác chỉ cần đưa cái lọc rác này vào, mình đổ rác vào đây, sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện, nó không như là những cái chậu, những cái rổ khác thì nó khó này. Và nó con này thì nó sẽ có cái quai đeo mà mình đeo trực tiếp lên cái phần đầu bếp ga này là xong này, à đầu cái phần vòi rửa là xong. Đó, nó rất là tiện dụng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý, chỉ có 25k thôi. 25k. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga. Lọc rác con này nó sẽ là hình Thiên Nga cho nên bên em gọi nó là lọc rác Thiên Nga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây nha, nếu bình thường các bác dùng những cái rổ như này thì nó rất là mất công và bẩn thỉu này. Đấy, các bác chỉ cần treo vào cái góc cho em. Đấy, rác rồi đồ ăn, đồ uống, thực phẩm, sau đó thì mình đổ rác vào trong thùng, sau đó thì mình lại lấy cái rổ này mình đựng bú rác các thứ luôn, rất là tiện nhá. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái khò, cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây về nhà các bác đẩy cho em cái lẫy khóa này ra này. Đẩy cái lẫy khóa này ra thì mới bật được nhá. Đấy, nó sẽ có lẫy khóa như này, các bác đẩy hết cho em cái lẫy khóa này ra thì mới bật được này. Đây, các bác bấm này nó sẽ lên này. Đấy, bấm này sẽ lên này. Đây lửa con này, đó. Đấy, thấy không? Đó, rất là ngon luôn. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mồi bếp khò, bếp ga, rồi nói chung là để nhóm lửa, nhóm bếp cũng rất là ok. Lên cho em là bật lửa cây, giá sẽ là 40k nhá. Đó, bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Đó, bật lửa cây này, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây nó sẽ có cái lẫy khóa nhá. Có cái lẫy khóa thì về nhà các bác phải thả cái lẫy này ra này thì mình mới bật được này. Đây, qua này. Đó, qua theo. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Chỗ này em nó đang có lửa, đang có gió cho nên là nó bị tắt nhá. Đó. Khóa cái lẫy nào cho em là xong. Đó. Để phòng trẻ con nhá các bác nhá. Và có điều chỉnh ga to nhỏ đây. Đấy, lên cho em là bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng đi nhanh thôi. Đây nó sẽ là một cái đốc sạc và pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Đấy, bên em bán theo combo cả đốc cả pin như này, về nhà các bác dùng pin hết thì mình lại lôi ra mình cắm vào cái đốc sạc này cho em. Đó, cả đốc cả pin là 65.000 nhá. 65.000 cho combo như này và không có bán lẻ nhá. Để lên cho em là đốc sạc kèm pin này. Đó, đốc sạc cộng với lại pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k trên một bộ nhá. 65k trên một bộ, bên em không bán lẻ nhá. Đấy, lưu ý các bác vậy luôn, không bán lẻ, chỉ có bán đốc sạc kèm pin như này thôi. Pin này của nó là pin đồng hồ và pin lắp vào mic karaoke đấy. Nếu các bác mà dùng cái mic karaoke pin dài thì nó đúng là loại này luôn, còn cái mic karaoke mà pin đôi thì em không nói làm gì rồi, còn pin dài thì chuẩn là loại này luôn.
Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là đốc sạc kẹp pin đồng hồ, giá sẽ là 65.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là kia tất của Nike nhá, tất của Nike. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu ghi và màu đen. Đấy, có màu ghi và màu đen. Đấy, các bác lên cho em là tất tất hộp 5 nhá. Đây nó sẽ là một cái loại tất cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực tốt luôn, chống hôi chân, chống nấm mốc, rồi nói chung là chống các loại chống luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì sẽ là 80.000. Đấy, tất hộp 5, một hộp là 5 đôi và giá sẽ là 80.000, có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 này. Tất hộp nhá, đựng trong hộp như này, tất hộp 5, hộp của nó là 5 đôi và giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho 5 đôi tất như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là kia ví các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Đấy, ví xanh, cầm cho anh là cái ví hồng này. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh, một con ví xanh như này thì nó sẽ đầy đủ các cái bộ phận cho các bác này, bao gồm như là lấy dây tai này, nặn mụn này, rồi mài móng này, rồi nạo gót chân này, có cả nạo gót chân và có thứ cho các bác là 4 cái bấm móng luôn nhá. 4 cái bấm móng như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, 4 bấm móng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 thôi. Lên cho em là bộ móng xanh nhá, à ví xanh nhá. Con này thì các bác lên trực tiếp cho em là ví xanh luôn. Ví xanh giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh này. Ví xanh giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví xanh như này nhá. 100.000 cho một em ví xanh như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 cái bấm móng này. 4 bấm móng này, rồi lấy dái tai này, nặn mụn này, rồi nạo gót chân nhá, có cả nạo cả mài luôn. Cái này để mài này, các bác thay cái lưỡi này đi để mài này, rồi kìm kéo, rồi nhíp nhổ các thứ, nhổ râu. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con ví xanh như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái ví hồng nhá. Các bác lên cho em là ví hồng. Con ví hồng này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là 60.000 cho một con ví hồng như này. Đấy, 60.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ cũng đầy đủ cho các bác luôn, 3 cái bấm móng này, một kéo, một kìm, rồi nặn mụn, rồi tẩy, rồi mài móng, rồi lấy dái tai, cái thứ cũng đầy đủ combo cho các bác. Nhưng mà cái này của nó thì nó sẽ ít chi tiết hơn, nó không có cái nạo gót chân mà chỉ có 3 cái bấm móng thôi. Đấy, thì con này nói chung là dùng cũng ok thôi, hàng đẹp chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, lên cho em là ví hồng nhá, có hai mẫu, một mẫu ví xanh và mẫu ví hồng. Các bác lấy mẫu nào thì lấy, tùy theo nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác thôi. Đấy, tiền nhiều thì sản phẩm nhiều, tiền ít thì sản phẩm ít nhá. Lên cho em là ví hồng nhá, lên cho em là ví hồng này. Đó. Ví hồng giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một con ví hồng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn nhá, bật lửa la bàn. Màu của nó là màu vàng gôn rất là đẹp này. Đấy, một con màu vàng gôn rất là đẹp. Và nó sẽ là một con bật lửa kèm la bàn này, kèm khui bia, rồi kèm móc khóa luôn. Hàng đa di năng nhá. Đấy. Con này thì bật lên thì nó sẽ có đèn lên này. Đấy, bật lên, khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn lên như này. Đó, có đèn lên và đèn của nó cũng là đèn 7 màu luôn, rất là đẹp này. Đấy, đèn lên 7 màu luôn. Bật lửa la bàn, móc khóa, rồi khui bia nhá. Đấy, rất là nhiều chức năng cho một con bật lửa như này. Đấy, có dây móc khóa đeo cho bác luôn nhá. Có cả dây móc khóa đeo như này, rất là tiện này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bật lửa la bàn như này nhá. Màu vàng gôn rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là bật lửa la bàn, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. Đấy, lên cho em đó là bật lửa la bàn này, bật lửa kèm la bàn luôn. Thì lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Bật lửa này, la bàn này. Đấy, giá của nó sẽ là 120.000. Bên shop có mấy mẫu cơ, cho nên các bác lên đúng tên đúng mã cho em. Rồi ok. Hello, chào bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Lưu ý các bác như những cái lưu ý mà em đã lưu ý ở những cái lưu ý lần trước các bác nhé. Đó. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức, con này thì nặng khoảng 5-6 lạng gì đấy. Hàng của thương hiệu Winling của Đức đây, made in Germany các bác này. Đó, và con này thì để em test thử dọc giấy xem có bén không nhá. Ai chà. Cũng khá là bén các nhá. Đấy. Một con dao chặt mà dọc được giấy như này là ok rồi các nhá. Đấy. Hàng của nó thì ưu điểm của nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn nhá. Có đánh nhám chống dính này, chiều dài khoảng là gần 30 cm. Đấy, phần lưỡi thì khoảng gần 20 cm và bản của lưỡi dày khoảng dài thì rộng khoảng 8-9 cm nhá. Con này dùng để băm chặt thịt gà, chặt nói chung là chặt xương trâu, xương bò đều được hết nhá. Đấy, độ đầm nó điếc cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em là chặt Đức nhá. Đấy, lên cho em là chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con chặt Đức như này.
Con này thì cân nặng của nó khoảng 4-5 lạng gì đấy các bác nhá, khoảng 4-5 lạng hoặc có thể là hơn. Đây em cầm thì cũng khá là đầm tay, chặt cực kỳ là chắc luôn. Con này các bác dùng để chặt thịt gà, thịt vịt, xương trâu, xương bò này. Có cái phần này để các bác cái dàn xương này, dàn xương này, rồi có cái phần này để quai đeo này. Đấy, hàng liền thân nhá, thép trắng không gì, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn, và giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá, giá chỉ có 150 cành cho một em như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày hàng nội địa của Nhật, nó sẽ là thuốc đau dạ dày 1234 này. Đó, nó sẽ là dòng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Và các bác cứ uống cho em một liệu trình này của nó sẽ là từ 3 đến 5 lọ nhá. Từ 3 đến 5 lọ là các bác sẽ đỡ hẳn và khỏi dần luôn. Đấy, cái dạ dày này thì nó sẽ là một cái bệnh kinh niên, nó rất là khó để chữa khỏi. Đấy thì các bác làm sao mà ăn uống mình kiêng thêm cánh tránh cái đồ tanh, đồ chua nhá, đồ chanh, đồ tua. Và làm sao mà các bác sử dụng là đều đặn cho em trong vòng liên tục là từ 3 đến 5 lọ là các bác sẽ đỡ rất là nhiều luôn. Thuốc dạ dày hàng nội địa của Nhật nhá. Và con này thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho một hộp như này, bao gồm là 5 vỉ, 1 2 3 4 5, 5 vỉ, mỗi vỉ này là 10 viên, tức là vào 50 viên nhá. Đấy thì các bác uống cho em là ngày 1 đến 2 viên, 3 ngày. Ngày uống 3 lần sau bữa nhá. Đấy. Và uống liên tục trong vòng 7 ngày. Đấy, các bác uống cho em là một ngày là từ 1 đến 2 viên. Đấy, và ngày uống 3 lần, tức là ví dụ ăn xong là các bác uống, ăn xong uống nhá, ăn xong uống cho em. Nếu mà đau nặng thì là mỗi lần uống 2 viên, còn là đau nhẹ thì mỗi lần uống 1 viên cho em và uống sau ăn nhá. Đấy, uống sau ăn cho em. Ăn xong thì mình mới uống. Và uống cho em là từ 3 đến 5 ngày liên tục, sau đó thì các bác dừng xong thì mình lại uống tiếp, và uống cho em một cái lộ trình liên tục là từ 3 đến 5 hộp là mình sẽ đỡ đi rất là nhiều. Cứ nói khỏi thì nó sẽ khó khỏi, tại cái dạ dày nó sẽ là bệnh kinh niên, nó rất là khó khỏi, nhưng mình ăn uống kiêng xem thì nó sẽ đỡ hơn. Lên mã cho em là thuốc đau dạ dày nhá, thuốc đau dạ dày. Giá của nó sẽ là thuốc dạ dày này, giá của nó sẽ là 90.000 trên một hộp nhá, 90.000 trên hộp thuốc dạ dày như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít. Đấy, và nó sẽ có lưới lọc như này, hàng Su 304, cực kỳ là bền bỉ chắc chắn cho bác luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là dòng sơn tĩnh điện như này nhá. Đấy, và bên trong của nó thì nó đây sẽ có một cái lưới lọc này, lưới lọc inox 316 cực kỳ dày dẫn luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, hoặc là hãm chè, hoặc nói chung là dùng các công việc đều được hết, hoặc là đựng nước lọc uống bình thường trên phòng. Đấy, và giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Lên cho em là ấm pha trà, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Đấy, lên cho em là ấm pha trà nhá, giá rất rẻ cho bác luôn. Ấm pha trà này giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, hàng về giá đợt này rất tốt cho bác luôn. 110.000 cho một con ấm pha trà như này, giá rất hợp lý rồi. 110.000 ấm pha trà nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này, cho nên là bên shop gọi nó là súng thư giãn luôn. Các bác nhớ đặt hàng là bảo cho tôi cái súng thư giãn nó hình khẩu súng như này nhá, bóp cò cái là ăn tiền luôn. Đó, lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn, giá của nó sẽ là 160.000 thôi. 160.000 cho một con súng thư giãn như này. Con này thì rung cực kỳ là mạnh và khỏe luôn. Kèm cho các bác 4 đầu rung và một cáp sạc nhá. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng động cơ không chổi than nhá, chạy cực kỳ bền bỉ luôn. Và nó sẽ có 4 đầu cho các bác, khi các bác sử dụng thì nhấn lì cho em. Đấy, khi bật tắt thì nhấp lì nhá. Và nó sẽ có 5-6 cấp độ rung như này các bác này. Đây, các bác xem này. Đấy, rung bật nhà luôn các bác này. Đó, các bác thấy không? Rung rất là mạnh luôn nhá. Đấy, rung khủng khiếp luôn. Đó, thấy không? Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để massage các cái phần khớp tay, khớp chân này. Đấy, khớp gối này, rồi là lưng, cổ, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có chế độ cảm biến nhá. Khi các bác giữ càng mạnh, ấn càng mạnh thì nó sẽ là rung càng mạnh, còn khi các bác thả ra thì nó sẽ lại rung từ từ. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, rồi khớp gan, bàn chân các thứ đều được hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ hình khẩu súng như này, bên em gọi nó là súng thư giãn. Giá sẽ là 160.000 cho một em. 160.000 cho một em súng thư giãn như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Nếu các bác dùng liên tục cho em 2 chân thì sẽ là được 25 lần. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 100 gói thuốc nhá, 100 gói thuốc và 50 miếng dán. Đây, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 2 gói thuốc này. Về nhà các bác bóc cái gói thuốc này ra cho em này, xem kỹ, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhá. Và xem em làm, các bác làm theo để tránh cái trường hợp là các bác cứ gọi điện hỏi lại nó cũng mất công. Đấy, mất công mất thời gian của hai bên. Thì các bác cứ nhớ xem kỹ video này. Đấy, đầu tiên là lấy cho em cái gói thuốc này ra này, một gói này, một bịch này của nó sẽ là 2 gói này. Lấy gói thuốc này ra này, lấy cái miếng dán này ra này, bóc cái phần miếng dán này ra này. Bóc cái miếng dán này ra cho em nhá. Sau đó thì là mình
mình dán cái phần chữ này, dán cái phần chữ này vào mặt dán này, sau đó thì các bác dán lên cái gan bàn chân, gan bàn chân chưa, dán lên gan bàn chân như này đó, và sau đó các bác để qua đêm nhá. Lưu ý các bác là để đảm bảo được cái tính năng là thải độc chân tốt thì các bác dán vào bàn chân cho em như này, dán dọc theo chiều của bàn chân như này nhá. Đây, dán dọc theo chiều gan bàn chân như này, và các bác lưu ý là mình để qua đêm cho em nhé. Để qua đêm thì khi mà mình đi ngủ ấy thì cái bàn chân này nó sẽ là tiết ra mồ hôi này, rồi nó sẽ là cái thuốc nó sẽ ngấm vào gan bàn chân và nó sẽ thải độc cho các bác rất là tốt luôn. Các cái độc tố nó còn lại thì nó sẽ hút ra cho bên ngoài cơ thể nhá. Đấy, và rất là tốt luôn. Thì nó bằng các cái loại ngải cứu và các cái loại thuốc nam của Nhật rất là tốt. Giá thì chỉ có 40k cho một cái hộp như này thôi. Các bác ăn một bát phở là hết một hộp này rồi. Ăn bát phở hết một hộp này rồi mà các bác mua một hộp này thì về các bác dùng đến được 50 lần, cho nên là các bác yên tâm về cái giá trị sử dụng của nó. Lên cho em là thải độc chân nhá, thải độc chân này, thải độc chân giá chỉ có 40k thôi. Thải độc chân giá sẽ là 40 cành cho một con một hộp thải độc chân như này. Đấy, ăn một bát phở đánh tuyệt cái là hết. Thế mà đây mua về mình vừa thải độc được chân, độc tố đi tốt mà lại an toàn, dễ sử dụng có nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con đèn thần tài nhá. Lên mã cho em là đèn thần tài. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, em cũng giới thiệu nhanh cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là khi mà các bác về thì nó sẽ là nó lắp ngược cái này thì các bác đảo lại cho em cái đèn này thôi. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái công tắc nguồn ở đây nhá. Một công tắc nguồn đây, các bác bật cái công tắc nguồn này lên cho cái đèn báo này lên này. Và các bác chỉ cần chạm nhẹ vào đèn nó sẽ lên. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái chiết áp này luôn, cả chiết áp này điều chỉnh sáng tối nhá. Con này thì các bác có thể dùng để ban thờ này, rồi để các cái vị trí mà mình thờ cúng, hoặc là để co trang trí phòng ngủ, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Đấy, hoặc là để trên ban thần tài. Nó kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình rất là tiện luôn. Đó, thì con này hàng cực kỳ đa di năng cho bác luôn, nhỏ gọn tiện lợi, phòng chống cháy nổ cực kỳ là tốt nhá. Hàng pin, hàng điện như này thì nó sẽ không có cháy nổ này, có điều chỉnh chiết áp luôn. Thế nó mới ngon chứ. Và đặc biệt là các bác chỉ cần chạm nhẹ này nó sẽ tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Đấy, lên này, tắt này, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đây, khi các bác sử dụng thì bật công tắc nguồn này lên cho em nhá. Đấy, công tắc nguồn đèn báo lên này. Đấy, lưu ý các bác là phải bật công tắc nguồn lên thì đèn báo nó sẽ lên, thì nó sẽ lên. Đó, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài giá sẽ là 60.000 này, tắt điện đi. Đó. Đèn thần tài giá sẽ là 60k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đâu, cứ để đi, cứ tắt đi. Cái đèn kim nhá. Thì đây nó sẽ là một con đèn như này, về nhà thì cái này bên em bán là 65.000, nó không kèm pin đâu. Đấy, 65.000 mỗi đèn không thôi, về nhà các bác tự mua cái pin con thỏ mình lắp vào. Một quả pin này các bác, ba quả pin này các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng luôn, tại vì con này nó là đèn LED, nó mất hết pin, nó rất là ít các bác nhá. Đấy, gần như là nó có mất không đáng bao nhiêu cả. Đó, thì các bác lắp cho em ba quả pin con thỏ to vào. Sau đó thì mình sử dụng bình thường thôi. Đây, nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, nó sẽ có công tắc đằng sau nhá, có công tắc tắt đằng sau, không dùng nữa thì mình tắt công tắc đằng sau này đi. Dùng nữa thì mình bật lên này. Đấy, và nó sẽ rất là nhiều các cái chế độ giải màu sáng khác nhau nhá. Đây các bác xem này. Ban đêm của nó thì đẹp mê ly luôn. Các bác có thể dùng để đề co trang trí nhà hàng, khách sạn, phòng ngủ. Đấy, rồi rất là các cái khu vực nào cũng được. Các bác muốn đề co trang trí và động được, nó rất là đẹp. Đấy, màu sắc thì nó sẽ là độ phân giải của nó thì nó sẽ là 16 triệu màu luôn. 16 triệu màu và nó sẽ thay đổi như này các bác nhá. Đấy, 16 triệu màu và độ phân giải nó sẽ thay đổi. Đấy, nó cứ đổi màu liên tục như này các bác này. Đấy, tiếp tục nó sẽ đảo màu cho các bác này. Đấy, màu hồng, màu trắng, màu xanh này, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, những cái màu sắc của nó cực kỳ đa dạng và đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đèn kim, giá sẽ là 65.000 không có pin nhá. Minh Minh, bật cho anh tí. Đấy, rất là nhiều giải màu đẹp và rất là xịn sò nhá. Đó. Các bác lên mã Minh ơi. Minh, bật điện lên tí. Lên mã giúp cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn kim này. Đó. Lên cho em là đèn kim nhá, giá của nó sẽ là 60k trên một em nhá. 60.000 à 65.000 xin lỗi các bác nhá. Đấy. Đèn kim giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k. Đấy, 65.000 cho một con đèn kim như này, rất là tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Lên cho em là đèn kim. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng độc lạ và giá thì chỉ có cho các bác là 10 20k thôi. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên trân trọng gửi tới quý bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em, và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng nhá. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán. Không lúc các bác nhận hàng các bác không kiểm tra xong các bác thanh toán xong đến hàng lỗi, hàng hỏng hoặc là có vấn đề gì trục trặc, các bác lại bảo bên em không có trách nhiệm thì nó mất công. Các bác lưu ý giúp cho em. Đang nóng lên rồi. Mã sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop còn 4 cái đồng hồ nữa các bác nhá. 4 cái đồng hồ nữa.
Thì con này thì không biết là nó lỗi máy hay như nào, thì nói chung là hàng không chạy. Đấy thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá 20.000 cho một cái đồng hồ như này. 20.000 các bác nhá. Đấy. Thanh lý giá chỉ có cho các bác là 20k thôi, bán xả lỗ nặng cho các bác luôn. Xả lỗ nặng các bác nhá. Đấy. Một con đồng hồ như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Bên em còn 4 con nữa. Đấy bác nào lấy thì lấy các bác nhá. Đấy còn 4 con nữa thôi. Giá thanh lý cho bác 20.000 cho một chiếc đồng hồ như này. Hàng thanh lý là yêu cầu các bác phải chuyển khoản hết nhá, kể cả 20.000 cũng phải chuyển khoản bên em mới bán. Đó, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thanh lý này. Đồng hồ thanh lý giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k và bên em có 4 cái nhá, còn 4 cái nữa. Đấy 20k trên một cái nhá. Không các bác lại hiểu nhầm 20k 4 cái. 20.000 trên một chiếc như này và em bán là 20.000 một chiếc và còn 4 chiếc là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy chứ còn nhận hàng thanh toán là bên em cũng không bán đâu. Đấy hàng thanh lý rồi. Cho nên là bắt buộc là phải chuyển khoản bên em mới bán cơ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món nhá. Bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Winling, hàng của Đức các bác nhá. Bộ nồi 6 món hàng của Đức đây. Hàng thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện đựng trong một cái hộp như này đây. Hàng của Đức các bác này, Germany nhá, Germany. Đó, hàng của thương hiệu Beijing nhá, Beijing của Đức các bác này. Đấy, En Beijing các bác này. Uy Binh của Đức, nói chung là chữ Đức thì nó lằng ngoằng nó hơi khó đọc. Hàng của Đức các bác nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Germany các bác này, Germany hàng của Đức. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức 6 món này. Bộ nồi Đức 6 món thì con này bên em sẽ bán theo cái chương trình như sau. Đấy, bắt buộc là phải cọc nhá. Đấy. Bắt buộc cọc này. Đấy, bắt buộc cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá. Đó. Bộ nồi này thì bắt buộc các bác phải cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá, cọc 100. Đấy thì giá của nó sẽ là 740k nhá, 740.000. Còn bác nào chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết thì bên em ưu tiên cho bác là chuyển cho em 700.000 thôi. Chuyển cho em 700.000 là em sẽ gửi hàng cho các bác là xong. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi vung lệch như này nhá, nồi vung lệch như này. Hàng thì lưu ý các bác là nó sẽ là một cái dòng hàng đáy 5 lớp nhá. Đấy, đáy 5 lớp như này thì các bác có thể đun được bếp từ này, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Đây, logo của hãng này. Đấy, kính của nó là bằng kính cường lực này. Mặt nắp và quai thì đều là hàng mạ vàng hết nhá, mạ vàng 18 carat. Cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì con này của nó dung tích sẽ là 2 lít nhá. 2 lít quai lệch này. Đấy. Sau đó thì đến cái con này là dung tích là 2 lít quai bằng này, 2 lít quai bằng này. Đấy. 2 lít quai bằng cho các bác luôn. Đó, 2 lít quai bằng này. Tiếp theo là đến con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. 3 lít như này. Đấy. Hàng đế của nó rất dày các bạn, dày lắm luôn. Đấy, dày siêu dày cho các bác luôn. Đấy và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đó, con này thì giá rất hợp lý rồi. Giá chỉ có 700.000 đối với bác nào chuyển khoản hết, còn 740.000 là nhận hàng thanh toán nhưng vẫn phải cọc trước 100. Đó, tiếp theo con này nó sẽ là dung tích của nó là 4 lít các nhá. Đấy, em này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít này. 4 lít cho em này các bác này. Đấy, em này sẽ là dung tích 4 lít nhá. Đấy, dung tích 4 lít cho em này. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì em này dung tích của nó sẽ là hàng cực kỳ là đại luôn, hàng 5 lít nhá. 5 lít này thì các bác có thể luộc một con gà thoải mái quá nhá. Luộc một con gà 2-3 cân là thoải mái luôn. Thoải mái cho các bác luộc một con gà 2-3 cân, 4 cân cũng được. Đó, dung tích của nó sẽ là 5 lít. Đây, 5 lít nhá. Cái này thì em sẽ báo theo lít nhá, báo theo lít để các bác nắm được nhá. Hàng siêu dày luôn, đế 5 lớp này. Đó, các bác có thể đun được 5 loại bếp này. Đấy, bếp ga này, bếp Glassimic này, halogen này, rồi electric này. Đấy, bếp điện, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Và tiếp theo là một con chảo nhá. Đấy, một con chảo trắng đá chống dính. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20 con này thì nó vào khoảng là 28 cm gì đấy nhá. Con chảo này thì vào khoảng 28 cm. Đó, chảo này thì 28 cm các nhá. Đó. 27 28 cm gì đấy. Đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và con này thì có nắp đậy nhá. Đấy, ưu điểm của con chảo này có nắp đậy. Các bác có thể chiên rán này, đồ ăn thừa mình có thể là đậy vung vào là xong. Hoặc khi mình chiên rán có vung đậy như này. Chảo có vung thì mình chiên rán nó sẽ không bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài các bác nhá. Rất là tiện ích cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho Phạm Huấn đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bắt buộc cọc trước 100.000 thì sẽ là 740, còn chuyển khoản hết thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là kìm vàng đa năng nhá. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này các bác này. Lên cho em là kìm vàng đa năng. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ USA các bác này. Đó, lên mã giúp cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000 nhá. Đó. Kìm vàng 130k. Đó, 130k cho. Các bác ấy kìm đỏ đây.
cắm anh kim đỏ, kim vàng, cắm anh kim đỏ đây. Kim vàng sẽ là 130.000 nhá. 100 một chiếc thôi. 130.000 cho con kim vàng như này. Con này thì chức năng của nó sẽ là bấm tuốt dây này, bấm cốt này rồi cắt dây, cắt riêng, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, thì bên shop về đợt này nó sẽ có hai mã nhá, một mã kim vàng và một mã kim đỏ. Chất lượng thì hàng đều là hàng của Nhật, nhưng con kim đỏ này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, một hàng thì là Nhật xuất Mỹ, một hàng là hàng nội địa của Nhật nhá. Thì con kim đỏ này thì bên shop đang bán cho bác với giá là 100.000, còn con kim vàng này là 130.000 nhá, 130.000. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì nó sẽ có một cái lò xo chữ V đẩy này, một cái lò xo chữ V để đẩy ra cho các bác này. Đó, còn con này thì nó khá là trơn rồi cho nên là cũng không cần phải lò xo, mình dùng trực tiếp bằng tay thôi. Nó sẽ có là tuốt dây này, bấm cốt cắt dây này, rồi là xoắn ốc các thứ rất là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì lên cho em là kim vàng, giá sẽ là 130.000. Đấy, còn con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kim đỏ nhá. Kim đỏ giá sẽ là 100, cán là màu đỏ mà, lên cho em là kim đỏ này. Giá sẽ là 100k cho mấy em kim màu đỏ như này thôi. 100.000 các bác nhá. Thì các bác có thể lấy kim vàng hoặc lấy mà lấy kim đỏ thì lấy. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Nồi này thì bên shop lên nó sẽ cái mã này nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, giá sẽ là 10 lít cả vỏ. Giá bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên không dầu nhá, nồi chiên không dầu này. Đấy, nồi chiên không dầu. Cái này của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít này. 10 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 590k nhá, 590.000. 590.000 cho một con nồi chiên 10 lít như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lưu ý các bác là 10 lít cả vỏ nhá, hàng sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, hàng sử dụng điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 1500W nhá, điện 220V. Công suất 1500W, 1500W điện 220V rất là tiện ích luôn ạ. Về nhà thì lưu ý các bác khi sử dụng nhá, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thì nó sẽ có một cái lưới như này các bác này. Để các bác có thể để vào đây để khi mà mỡ màng các thứ nó chảy xuống này. Đấy, và nó sẽ có chân như này luôn, thì các bác để là cực kỳ yên tâm luôn. Đấy, và con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Lưu ý các bác khi mà mình sử dụng ấy thì phải vặn cho em hai công tắc nhá, cả công tắc phút cả công tắc nhiệt độ này thì nó mới lên các nhá. Còn nếu các bác vặn nguyên nhiệt độ không thì đèn nó sẽ không lên đâu. Đấy, lưu ý các bác vậy. Con này thì nó sẽ là dơ le ngắt nhá. Đấy, nó sẽ có dơ le ngắt như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đấy, nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590.000 cho mấy em nồi chiên như này. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh như này nhá. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây là cái con mai so của nó này. Mai so này, cánh quạt này. Đấy, đây là cái cánh quạt này, cánh quạt bên trong này. Và đây thì nó sẽ có cái thoát khí này, thoát hơi đấy các bác nhá. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 590.000 cho một cái nồi chiên không dầu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng thì nó sẽ là rất là dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Inox 304L nhá, 304L con này. Đấy, inox 304 không bắt nam châm luôn. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái. Một cái bộ thìa này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức. Hàng cực kỳ ngon lành, dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá, 55k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 55.000. Đó. Lên cho em là thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đấy, tại vì là em có cả bán lẻ luôn. Hộp thìa Đức này giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái hộp thìa Đức như này bao gồm cho các bác là 5 cái. Cái này thì các bác lên mã cho em là hộp. Bên em có bán lẻ luôn. Có bán lẻ thì nó sẽ là cả môi luôn. Đấy, có bán lẻ thì đây cái lẻ này nó sẽ là 10 bao nhiêu nhỉ? 30. Cái lẻ này thì nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Hàng cũng của thương hiệu Winling của Đức luôn. Nhưng mà hàng này của nó thì nó sẽ là dày dẫn gấp đôi luôn nhá. Dày dẫn gấp đôi luôn các bạn. Đấy, độ dày của nó gấp đôi cho nên nó sẽ đắt hơn. Đấy, nó sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. Đấy, các bác lên cho em là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 30.000. Còn cái này thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức này. Đây, con này. Đấy, cái độ dày của nó khác nhau hoàn toàn nhá. Độ dày của nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy, thì các bác biết rồi. Tiền nào của đấy thôi. Một loại là 30.000 một chiếc và một loại là 55.000 cho 5 chiếc nhá. 55.000 cho 5 chiếc thì các bác bỏ đồng tiền ra nó cũng xứng đáng thôi, và em bán thì nó cũng là hợp lý cho các bác nhá. Đấy, cũng là hợp lý thôi. Các bác trông so sánh hai cái là các bác biết rồi. Thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức thì sẽ là 55.000. Còn nếu các bác mua cái loại thìa mà thìa rời như này thì các bác lên cho em là thìa Đức là được rồi. Thìa Đức giá sẽ là 30.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên. Rồi các bác lên cho em là thìa lẻ nhá, thìa lẻ này. Đó. Thìa Đức lẻ nhá. Đấy, thìa Đức lẻ. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái môi của Đức đây. Môi này thì nó cũng là hàng thương hiệu Winling của Đức.
Con này thì siêu bền rồi, siêu bền, siêu đẹp. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ là không bị đánh dập lõm nhá. Khi mà các bác dùng cái môi mà bị dập lõm thì mình rửa nó rất là lâu sạch và nó sẽ bị đọng nước. Nhưng mà cái môi mà nó dạng như là trơn như này thì khi các bác rửa chỉ cần tuốt qua cái này là xong. Và lòng của nó cũng rất là vũng luôn. Hàng inox 304 bền đẹp, sáng bóng và chắc chắn nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Winling của Đức hai hình người đây. Lên cho em là môi Đức nhá, giá sẽ là 60.000 cho một cái môi Đức như này thôi. Đấy, lên cho em là môi Đức, giá sẽ là 60k nhá. 60k trên một cái môi như này. Đấy, cái môi này thì bên em chỉ có một mã thôi. Các bác lên cho em là môi Đức, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái môi như này nhá. 60k cho một cái môi như này, rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, rất tuyệt vời các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa sứ nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa sứ. Một hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 5 vỉ nhá, 5 vỉ đũa như này. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi như này. Đũa thì bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác có thể dùng là bát sứ, thìa sứ. Đấy, và bây giờ dùng thêm cả đũa sứ nữa là trọn bộ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ là xịn sò luôn. Ưu điểm của con này thì khô nhanh này, không bị nấm mốc vi khuẩn xâm nhập này. Đó, và màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, một vỉ 5 đôi. Lên mã giúp cho em là đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đó, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ như này. Đấy, 60k trên một vỉ nhá, một vỉ của nó sẽ là bao gồm là 5 đôi, 60k trên một vỉ. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá xoay điện thoại nhá. Các bác lên cho em là giá xoay này. Con này thì nó sẽ có kèm cho bác một cái miếng dán như này thì các bác có thể về để mình dán sticker thì tùy theo các bác thôi. Đó, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Con này các bác chỉ cần là để xuống bàn này, sau đó thì mình nâng lên như này. Đấy, nâng lên như này là xong. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cả nâng cái chiều dài này lên được này. Đấy, và có thể điều chỉnh như này thì nó rất là tiện đây. Các bác này, em để cái điện thoại này rất là ngon luôn nhá. Để đứng để nằm đều được hết nhá. Máy tính iPad, máy tính bảng đều ok hết. Thì có thể rút lên như này hoặc các bác có thể nâng lên hạ xuống tùy theo nhu cầu mục đích của mình. Rất là tiện dụng nhá. Đấy, có thể điều chỉnh rất là ngon luôn. Thì lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k. Bỏ cái giá đứng ở đây coi. Lên cho em là giá xoay, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Đợt trước đang là 50k, đợt này cái giá này. Đợt này về cho bác giá còn 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Giá xoay, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con giá xoay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái giá cao hơn một chút, đó là cái giá đứng nhá. Cái giá đứng thì đây, bộ sản phẩm của nó sẽ như này này. Về nhà thì các bác bắt cho em cái chân này vào đây này. Đấy, bắt cho em cái chân này vào đây đã này. Đó, sau đó thì tiếp tục là mình kết nối các cái bộ phận này vào đây cho em là xong. Đây, cái này thì nó sẽ vào đây này. Vào đây, sau đó thì các bác lắp cái chân này xuống này. Lắp cái chân này xuống, cái này thì nó có thể đút lên đút xuống được này, có thể rút lên rút xuống được tùy theo mình điều chỉnh nhá. Đấy, và cái chân này thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Đấy, các bác xoáy cái này vào đây cho em. Con này thì giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Sau đó thì các bác kết nối cái này vào. Đấy, về nhà thì kết nối cái này thì cũng đơn giản thôi. Trẻ con nó cũng làm được, cho nên là các bác cứ nếu mà các bác có tí tuổi rồi mà không làm được thì cứ mang sang nhà hàng xóm mượn mấy cái thằng trai trai ấy, bảo mày lắp cho bác cái giá này là nó sẽ lắp cho các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, cho vào đây cho em này. Đấy, thì con này nó sẽ có cho các bác là tụt lên tụt xuống được nhá. Tụt lên tụt xuống được luôn. Nó cũng rất là tiện đây. Đấy, tụt lên tụt xuống như này rất là tiện các bác này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh tùy chỉnh lên xuống nhá. Đó, đây. Cái này thì các bác xoáy lỏng lỏng một chút để mình có thể mình rút lên hoặc tùy chỉnh lên xuống được. Đó, và tất cả các cái nấc này đều có điều chỉnh được hết nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần lắp đặt cái này cho em là xong. Sau đó thì xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái chân đỡ này vào. Chân đỡ này của nó thì nó khá là nặng luôn để nó giúp cho cái điện thoại của mình nó giữ ở trạng thái là luôn luôn là thăng bằng nhá, luôn luôn thăng bằng như này các bác này. Rất là tiện các bác này. Đấy, thì đây em sẽ lắp điện thoại vào cho các bác xem này. Đấy, đây thì nó sẽ là cái dạng giá kẹp như này. Đây. Đấy các bác theo, đây em để đứng thoải mái nhá. Đấy, hoặc xoay ngang này, hoặc các bác có thể ngửa lên ngửa xuống này, hoặc là mình có thể tùy chỉnh cái này để tăng giảm cái độ cao thấp này. Đấy, xoay chuyển đều được hết nhá. Đó, thì nó sẽ là một con giá như này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể lướt TikTok để xoay đứng như này này, hoặc để ngang như này để xem YouTube này, hoặc có thể xoay chỉnh tùy theo nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Lên cho em là giá đứng nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại, lên cho em là giá đỡ điện thoại đứng. Đấy, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Đấy, giá điện thoại đứng này, giá điện thoại đứng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một con giá đứng nhá. Còn con giá xoay thì sẽ là 40.000. Rồi, ok. Vâng, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Bộ này của nó thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 chậu và 3 rổ, 3 chậu và 3 rổ, nó sẽ đi theo combo như này. Đấy, cứ một chậu một rổ nhá, một chậu một rổ. Cứ một chậu một rổ cho em. Đó. Thì một bộ này nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Thì các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho bác luôn, chỉ có 80k thôi.
Bên mã giúp cho em là rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông 2 lớp, giá sẽ là 80.000. Rổ vuông 2 lớp này. Đó, rổ vuông. Rổ vuông 2 lớp giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 trên một bộ như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 2 lớp như này. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nhựa Việt Nhật nhá. Đấy, rất là mềm và dai luôn các bác này. Đấy, ấn bọt thoải mái luôn, không có hề ấn gì nhá. Rất là ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt thôi. Sẽ cho các bác là 80.000 nhá. 80.000 thì một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một bộ rổ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 cặp nhá, 3 chậu và 3 rổ. Lên cho em là rổ vuông 2 lớp, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Rổ vuông 2 lớp, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo ốp la nhá, chảo ốp la. Thì về nhà các bác lắp cái quai này vào cho em này. Ở đây thì em sẽ gửi kèm cho các bác một cái ốc luôn, kèm cho các bác một cái hai cái ốc vít. Về nhà các bác chỉ bắt vít vào là xong. Đây, bắt vít vào đây cho em là xong này. Đó, em sẽ gửi kèm cho các bác hai cái ốc nhá. Về nhà các bác chỉ cần bắt vít vào cho em là xong. Thì nó sẽ là một cái chảo chống dính tráng đá nhá. Đấy, cũng tương đối là dày các bác, cũng tương đối là dày. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Chảo ốp la này. Lên cho em là chảo ốp la. Chảo ốp la, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho bên em chảo ốp la như này các bác này. Lên cho em là chảo ốp la, giá sẽ là 80.000. Bên em có gửi kèm ốc luôn. Về nhà các bác chỉ cần bắt vít vào xem. Bắt vít vào cho em là xong nhá. Quai của nó thì sẽ là bằng nhựa chống nóng cực kỳ là tốt luôn nhá. Cách nhiệt chống nóng tốt, về bắt vít vào cho em là xong. Khi em gửi thì gửi cho các bác là nó sẽ rời như này để cho các bác nhận cho nó gọn gàng. Hàng thì tráng đá chống dính, nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn nhá. Có cho các bác là 4 ngăn như này, 2 ngăn tròn và 2 ngăn hình trái tim. Thì mỗi lần các bác tráng là được 4 quả trứng hoặc là 4 cái bánh nhá. 4 quả trứng hoặc 4 cái bánh. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tẩy lồng giặt nhá. Các bác lên cho em là tẩy lồng giặt. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là sẽ là 12 viên nhá. Một hộp này sẽ là 12 viên. Thì các bác biết rồi, cái lồng giặt nhà mình mà mình giặt quần áo thường xuyên thì quần áo nó thường là rất là nhiều bụi bẩn, rồi nhiều các cái lông, rồi nói chung là rất là nhiều các cái cặn bã bám trong máy giặt nhá. Thì các bác dùng cái viên này các bác tẩy giặt thường xuyên cho em. Đó. Mới đầu thì các bác cho em từ 3-5 viên trong cái lần đầu tiên, lần thứ hai thì khoảng 2-3 viên. Và sau đó các bác cứ dùng đều đặn cho em tẩy 1 tháng 1 lần và mỗi lần 1 viên nhá. Mỗi lần 1 viên thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đó là các bác sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em là tẩy lồng giặt, giá của nó sẽ là 25.000 nhá. Đấy, tẩy lồng giặt này. Đó, tẩy lồng giặt giá của nó sẽ là 25.000. 25.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 viên nhá, 12 viên luôn. Đó, tẩy lồng giặt nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá. Qua lên cho em là chắn gió bếp ga, chắn gió bếp ga. Con này thì rất là tiện. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000. Đấy, chắn gió bếp ga này. Đó, chắn gió bếp ga. Chắn gió bếp ga nhá. Thì khi các bác mình đun bếp ga ấy, thường nó sẽ hay bị gió nó tốc hoặc là không khí nó bên ngoài nó vào, nó làm giảm cái lực nóng của bếp đi và nó sẽ đẩy cái gió đi thì nó sẽ mất cái ga. Cho nên là khi các bác cho cái này vào thì mình đun nấu nó rất là dễ dàng và giữ lửa rất là tốt luôn. Giữ lửa rất là tốt thì nồi nó nhanh nóng và các bác cũng giảm được cái lượng ga bị tiêu thụ đi. Lên cho em là chắn gió bếp ga nhé. Giá sẽ là 25.000 cho một cái con chắn gió bếp ga như này. Rất là tiện. Về nhà thì các bác đặt chỉ cần xoay lẫy đi cho em là vừa hết nhé. Vừa với 100% các loại bếp ga luôn. Lên cho em là chắn gió bếp ga, giá sẽ là 25.000. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Về nhà thì các bác cứ đặt vào bếp là xong. Đó, thì các bác khi mà mình đun nấu ấy thì nó có cái chắn gió này rất là tiện này, nó giữ nhiệt cho bếp ga của mình nó rất là tốt này. Đó, thì khi bếp ga của mình nó sẽ không bị bay mất nhiệt thì mình đun nấu xong nồi và nó vừa hết với các loại bếp luôn, cho nên rất là tiện và giá chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Các bác lên trên là bộ 5 đĩa tròn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái đĩa. Hàng thì của thương hiệu Winling của Đức, cực kỳ chất lượng rồi. Cái này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi. Thì cũng review nhanh qua cho các bác thôi. Đó. Bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đĩa luôn. 5 đĩa thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Thì cái to nhất của nó thì đường kính của nó sẽ vào khoảng là 24 nhá. To nhất thì khoảng 24 và nhỏ nhất thì khoảng 14 gì đấy, 12 14 gì đấy các nhá. Đấy. Đây, hàng cực kỳ là đẹp, sáng bóng và cũng khá là dày dẫn luôn. Thì các bác có thể mua để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đựng hoa quả, trái cây. Đấy, nói chung là đựng cái gì cũng được, nó rất là tiện. Đấy, thì các bác có thể dùng để đồ ăn sống, đồ ăn chín rồi đựng thực phẩm rất là ngon luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 khay liền như này. Một khay 24 này, một khay 20 này. Đấy, một khay 24, 22, 20 này. Sau đó là đến 18, 16 nhá. 18, 16 tầm tầm đấy. Em cũng không đo chính xác đâu. Nhưng con nhỏ nhất của nó thì khoảng từ 12 đến 16 và con to nhất thì khoảng từ 24. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này.
Đó, bộ 5 đĩa tròn, giá số đang gửi tới bác cái giá đó là 100 mấy nhỉ? 120.000 nhá, 120k cho 5 cái đĩa như này. Tính ra các bác mua vào chỉ mất có hơn 20.000 một chút thôi nhá. Hơn 20.000 một chút, 2 năm là 10. Đấy, mất có hơn 20.000 một chút thôi. Đấy, nhận được cái bộ 5 đĩa tròn đẹp tuyệt vời như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Các bác lên trên là túi nam. Lô này về thì màu sắc cũng rất là đẹp luôn, một cái màu xanh quân đội cực kỳ đẹp như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một cái con túi nam như này thôi. Kích thước của nó thì chiều cao là 25 và chiều rộng là 20. Đấy, và màu thì nó sẽ là màu quân đội rất là đẹp như này, màu quân đội, hàng của quân đội của Nhật nhá, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, đây, hàng quân đội Nhật các bác này. Đấy, rất là đẹp các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, quai đeo quai điếc của nó rất là ngon luôn. Con này thì bên trong của nó sẽ có một ngăn khóa này, có một ngăn khóa này rất là tiện này. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bên ngoài này, kèm thêm một cái lại ngăn phụ nữa bên ngoài nữa này. Đấy, bên đằng sau hông này thì cũng lại có một ngăn phụ nữa này. Rất là nhiều ngăn luôn nhá, có quai đeo quai sách đầy đủ cho các bác này. Khi mình đựng vào thì cái chiều rộng này của nó là lên tới khoảng 10cm nhá, rất là rộng luôn. Thì các bác đựng mà được khá là nhiều đồ nhá, và nó máy trần cũng rất là kỹ càng. Hàng của quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác đây. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam nhá, túi nam. Giá thì bên shop đang gửi tới bác là giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 110.000 cho một cái túi nam như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là túi nam, giá sẽ là 110k. Đó. Lên cho em là túi nam này. Túi nam, giá sẽ là 110k. Kích thước của nó sẽ là 20x20x25 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái máy khoan pin nhá. Các bác lên trên là máy khoan pin. Con này thì nó sẽ là một cái dòng máy khoan rất là đa di năng luôn. Đấy, ở đây thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, một thân máy như này con này. Đấy, một thân máy rất là khỏe luôn. Và con này ưu điểm của nó có thể xoay thành một cái hình thẳng như này được nhá. Thay thành một cái hình thẳng đứng như này được thì các bác dùng nó rất là tiện. Bộ sản phẩm thì sẽ kèm cho các bác là 30 đầu vít này, 30 đầu vít như này. Đó, 30 đầu vít nhá. Đó, nó rơi ra đây rồi các bác này. Rơi lúng cúng lùng phèng ở đây rồi. Đó, đây nó sẽ có cho các bác là 30 đầu mũi vít luôn. 30 đầu vít to nhỏ lớn bé lục giác ba khe mũi khế đầy đủ cho bác luôn nhá. 30 đầu vít nhá. Đó, có cho các bác là các cái bộ mũi vít như này này, có cái bộ vít này các bác sử dụng này. Rất là tiện, lắp trực tiếp ở đây chưa? Đấy, các bác lắp trực tiếp ở đây nhá. Đấy. Các bác lắp trực tiếp ở đây, cái này của nó mới cho nên nó rất là chặt cho này. Đấy. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn, chạy cực kỳ khỏe êm, có đảo chiều nhá. Và ưu điểm của con này thì các bác có thể là xoáy theo hình cái súng như này nhá, xoáy theo hình cái súng này để mình sử dụng này. Hoặc là các bác khi mà mình sử dụng thì mình có thể là xoay đảo theo cái chiều khác tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác thôi. Đấy, có chế độ đảo chiều các thứ con ạ. Tất cả luôn coi nhá. Đấy, lẫy của nó cực kỳ là chặt luôn. Đấy, có cả cái tay ngót nghéo này nhá, có cả tay ngót nghéo để các bác đưa vào các vị trí khó luôn để các bác làm thợ làm nghề thì mình có thể sử dụng này. Đó, và rất là nhiều chi tiết đi kèm nữa. Bộ sản phẩm thì nguyên đai nguyên kiện như này, chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Lên cho em là máy khoan pin nhá, máy khoan pin, chạy bằng pin như này. Bộ sản phẩm thì có cả lục giác lục giếc cho các bác luôn, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Và có hai cái đầu mũi khoan này, có hai đầu mũi khoan như này con này. Đây, hai đầu mũi khoan đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ máy khoan pin như này sẽ là 180.000. Lên mã giúp cho em là máy khoan pin này. Máy khoan pin. Máy khoan pin giá sẽ là 180k nhá. 180k cho một em máy khoan pin nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ T8 nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ T8. Ở đây thì nó sẽ là một đồng hồ hai cái dây đeo để các bác lắp vào và một cái đốc sạc nhá. Đây là con đồng hồ đây. Đồng hồ này thì nó sẽ là đa di năng luôn, rất nhiều chức năng nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, đo nhịp chạy các thứ luôn. Đó, và bên em khi mà các bác nhận được hàng thì đa số là hàng nó đã hết pin rồi. Đấy, hàng hết pin rồi thì về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Bên em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày cho nên các bác yên tâm. Đấy, 100% đa số các bác nhận được hàng đều là hàng hết pin nhá. Ở đây thì nó sẽ rất là nhiều chế độ, nhiều chức năng luôn, chế độ nghe nhạc, hẹn giờ rồi nói chung là đầy đủ này. Đấy, rất là ngon lành này, có đo nhịp tim, đo huyết áp luôn. Đây em sẽ đo nhịp tim cho bác xem nhé. Đấy, em sẽ đo nhịp tim này. Đấy, các bác nào biết về nhịp tim thông số như nào thì giúp cho em tí nhá. Đấy, giúp cho em tí để đọc cho em cái nhịp tim của em xem. Đây, của em là 73 này. Đấy, nhịp tim của em là 73 nhá. Bác nào biết thì đọc hộ em tí nhá. Đó, và đây là cái quai của nó này. Đấy, quai của nó đây các bác này. Đấy, lắp vào rất là ngon luôn nhá. Đây hai cái quai của nó này. Quai bằng cao su nhá. Đấy, quai bằng cao su mềm. Đấy, lắp vào rất là ngon luôn. Các bác có thể đeo vào này. Đeo vào là ok này, mình sử dụng này các bác này. Đó, rất là đẹp nhá, một con đồng hồ xịn sò như này. Đấy, chất chơi chưa? Chất chơi còn rơi chưa? Đấy, có khi em phải đầu tư một cái em đeo. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đo nhịp tim này, nghe nhạc này, đo bước chạy này, nói chung là tất cả các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, trên trời dưới đất nhá. Đấy. Và rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, cảm ứng gạt này rồi rất là nhiều chế độ này. Có các cái chế độ xem giờ này. Đấy, rất nhiều chế độ xem giờ khác nhau nữa nhá. Nói chung là con này dùng thì mê ly luôn các bạn. Đấy, và lưu ý các bác là có thể có những con là bên em gửi đến các bác là nó sẽ hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em sau đó mình sử dụng thôi.
Lỗi bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày, cho nên các bác yên tâm cứ sử dụng đi, test thử đi, lỗi bên em sẽ đổi nhá, nhưng mà trước 10 ngày nhá. Lên trên là đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8 giá sẽ là 170k cho một con đồng hồ T8 như này, 170.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì chỉ có 60 cành cho một con đuôi đèn cảm ứng như này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ốc yếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, và nó sẽ là dòng cảm ứng chuyển động nhá. Đấy, có người đi qua thì sẽ là sáng và người đi lại thì nó sẽ lại tắt các bác nhá. Đấy, có người đến thì sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt. Đây các bác này. Động động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em đấy, lần rất là ngon luôn này, các bác nhá. Đó, thì lên cho em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng giá thì chỉ có 60k cho một cái đuôi đèn cảm ứng này thôi. Có người đi đến thì sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt trong vòng là từ 30 giây đến 5 phút tùy theo các bác để nhá. Các bác để chế độ nào thì nó sẽ tự bật tắt ở chế độ đấy thôi. Các bác để lâu thì nó sẽ lâu, mà các bác để ngắn thì nó sẽ ngắn thôi. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k. Đó, đuôi đèn này. Về nhà các bác xoáy bóng đèn nhà mình vào nhá. Bên em chỉ bán cái đuôi thôi, đuôi đèn cảm ứng nhá. Đó, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho cái đuôi đèn cảm ứng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Lên mã cho em là bếp ga mini. Đây nó sẽ là một cái sản phẩm rất là thông dụng và hữu ích cho các bác luôn. Về nhà thì ví dụ như cái bếp ga mini nhà mình nó khi mà bác dùng con này thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi chơi, đi phượt này, hoặc là đi công tác cũng đều là ok hết nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là đầy đủ các cái chi tiết như này các bác này. Đầy đủ các chi tiết như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rất là ngon lành cành đào cho bác luôn. Mở ra này. Đấy. Con này thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động hết này. Phần kết nối của nó đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn, kết nối dẫn bình ga bằng đồng hết nhá. Đấy, và rất là tiện, nhỏ gọn, cực kỳ chắc luôn, các bác có thể đun nấu những cái xoong to thoải mái. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt hoặc đi câu. Anh em câu được con cá mang lên mình mang đi sẵn cái nồi nữa, thế là cho tí nước lọc và là mình hấp luôn. Anh em hấp là lại làm mang sẵn đi mấy lon bia nữa là anh em lại tưng bừng chiến đấu anh em nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất hợp lý luôn. Đêm đã giúp cho em đó là bếp ga mini, giá chỉ có 100.000 thôi. Bếp ga mini nhá. Bếp ga mini này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái tay nắm cửa nhá. Các bác lên cho em là hít cửa này. Mỗi con hít cửa như này thì giá chỉ có 15k thôi. Lên cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k nhá. Đấy, hít cửa 15k này. Đó. Lên cho em là hít cửa này, giá sẽ là 15k. Thì ví dụ như là các bác cái cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái cửa phòng mà nó vừa cái cữ này thì các bác lắp hết vào cho em. Thì nó rất là tiện dụng, khi mà các bác lắp vào ấy thì nó sẽ gọi là nó rất phù hợp. Khi mà các bác lắp vào thì mình có trẻ con này va đập mạnh hoặc là tay hít cửa silicone. Đấy, khi có trẻ con va đập vào thì nó sẽ rất là an toàn. Và giá thì chỉ có 15k cho một chiếc này thôi. Đây các bác này. Đấy, chọn bộ sản phẩm của nó đây con này. Đấy. Các bác có thể là lắp vào đấy, thì khi mà mình vào nhà tắm, nhà vệ sinh này, hoặc là các cái cửa phòng hiếc cũng được. Đó, nếu mà có gạch men thì nó sẽ hít tốt hơn các bác nhá. Có gạch men là nó hít chặt vào luôn. Còn lại thì các bác sử dụng như bình thường cũng được, nó rất là ok thôi. Thì nó có cái đầu này, khi mà mình có cái đầu này khi mà mình đập vào thì nó cũng chống sốc rất là tốt rồi. Còn nếu mà nó hít được thì tốt, mà không hít được cũng không sao các bác nhá. Đấy, mình có dập cửa dập mạnh nó cũng không có tạo tiếng động mà không ảnh hưởng gì đến cửa nhá. Lên cho em là hít cửa, giá thì chỉ có 15 cành thôi. 15 cành cho một con hít cửa như này nhá, 15k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái bình thể thao nhá. Đấy, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng nội địa Nhật cực kỳ là đẹp nhá. Một con bình như này dung tích của nó sẽ là 1 lít cả vỏ nhá. 1 lít cả vỏ như này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bình thể thao như này nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để giữ nhiệt này, đựng nước nóng, nước lạnh này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm, đi công tác này, hoặc là đi đâu cũng được. Cái dung tích của nó là vừa phải nhá. Và cái giá của nó thì rất là phải vừa luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 80k thôi. Con này thì ngoài chức năng là đựng nước thì em cũng khuyến khích các bác là có thể đựng đồ khô được. Ví dụ như các bác đựng trà này, đựng cà phê hoặc là đựng các cái loại hạt khác thì nó càng giữ ẩm tốt, rất là tiện luôn. Lên mã treo là bình thể thao nhá, có lưới lọc đàng hoàng. Đấy, và giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi.
giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình thể thao, giá chỉ có 80k trong con bình thể thao này thôi. Hàng về theo lô, theo màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đó, thì có khi em quay màu này nhưng mà gửi màu khác là chuyện bình thường. Đó, bình thể thao nhá, lên cho em là bình thể thao, giá của nó sẽ là 80k cho một con bình thể thao như này. Giá 80.000 nhá, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, hàng về theo lô thì nó sẽ có màu ngẫu nhiên thôi, cho nên là bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Chứ cũng không có chọn màu đâu, tại vì là đấy, nó về theo lô các bạn. Có lô thì màu xanh, có lô thì màu inox, có lô thì màu trắng sữa. Nói chung là cũng rất là đẹp và rất tuyệt vời rồi. Giữ nóng giữ lạnh cho bác, và ưu điểm của con này là inox 316 cực kỳ an toàn và tiện dụng luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô, đó là cái con dao vân gỗ các bác nhá. Lên cho em là dao vân gỗ. Lô này hàng về thì giá khá là tốt cho bác luôn. Đó, và hàng rất là đẹp, rất tuyệt vời. Đấy, hàng đựng trong hộp nguyên đai nguyên kiện này các bạn này. Đấy. Một con dao cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Đó, hàng này thì cũng là hàng hệ thống xanh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá, 29-30cm. Hàng thương hiệu Seiki Made in Japan. Đó, hàng dao vân gỗ siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì rất là bén quá này. Đây em chỉ cần là test thử cho các bác xem. Đấy, một cái tờ giấy bóng dai như này mà còn dọc được là các bác biết rồi nhá. Đấy, rất là bén luôn. Bình thường là những cái loại giấy bóng dai như này là rất là khó để mà dọc được rách nhá. Nhưng mà con dao nó rất là bén cho nên là dọc rất là ngon luôn các bác này. Đấy, dọc rách được những cái giấy bóng dai như này là các bác biết rồi. Bình thường đây, những cái dấu giấy bóng mà siêu dai như này thì không thể là dao nào cũng dọc được đâu. Đó. Còn dọc giấy thì quá bình thường thôi nhá. Dọc giấy thì quá bình thường. Ở đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem này. Đó, dao rất là bén luôn nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Đấy, đấy, rất là ngon này. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho một con dao thái vân gỗ như này các bác này. Đấy. Dao thái vân gỗ như này. Đấy. Hàng thương hiệu Seiki Japan này. Đó, hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng dày khoảng gần 1 ly nhá. Bo đầu bo đuôi như này. Cán gỗ nhá, rất là đẹp luôn. Thái thì siêu bén nhá. Đấy, thép của nó sẽ là thép không gỉ, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, lên cho em là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ. Đây, cái vân của nó màu theo kiểu vân gỗ như này. Lên cho em là dao vân gỗ, giá của nó sẽ là 130.000. Lên cho em là dao vân gỗ này. Dao vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con dao vân gỗ như này. Giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là nhang đốt nhá. Nhang đốt. Đấy, giá thì nó sẽ là 40.000 cho một hộp nhang đốt như này. Đấy. Lên cho em là nhang đốt này. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 100 vòng. 100 vòng mà giá 40.000, tức là tính ra là các bác mua, tính ra nó chỉ có mất có mấy trăm con cho một vòng như này thôi. Đấy, mấy trăm con cho một cái vòng nhang trầm như này. Và giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Một bịch, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 100 vòng nhá. 100 vòng, và mỗi cái vòng này của nó sẽ là 2 vòng. Đấy, tức là nó sẽ có 50 vòng đôi. 50 vòng đôi là thành là 100 vòng đơn nhá. 100 vòng đơn mà chia ra 40.000. Tính ra vào chỉ có mấy trăm con cho một vòng như này thôi. Hàng thì của nó sẽ là hương trầm tự nhiên nhá. Đấy, hương trầm tự nhiên siêu thơm luôn, rất là thơm. Và dòng này của nó nén rất là chặt cho nên là khi các bác dùng nó rất là thích. Thời gian đốt của nó thì khá là lâu. Nếu các bác sử dụng trong cái môi trường mà ít gió nhá, nó có thể cháy cho các bác là từ 2 đến 3 tiếng. Còn nếu mà thời gian mà khu vực nào mà nhiều gió một chút thì nó sẽ cháy khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nhá. Tùy theo cái lưu lượng gió nhá. Đấy. Và nó rất là khỏe, chạy rất là thơm. Đấy, hương rất là thơm luôn. Đấy. Lên cho em là nhang đốt nhá, nhang trầm đốt này. Đó. Nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp như này bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá, 100 vòng luôn. Rất là nhiều, 100 vòng nhang trầm đốt mà giá chỉ có 40.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái bình xịt inox nhá. Đấy, bình xịt inox như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình xịt lên các cái khu vực như là bị khu vực các bề mặt như là nó bị ăn mòn này, bị dỉ sét này. Đấy, các bác dùng ở bên tàu biển tôi biết các thứ đấy là các bác xịt vào cho em. Đây, đấy thì khi mà xịt vào thì nó sẽ là có một cái lớp inox như này. Một cái lớp inox này nó sẽ phủ tráng đều trên bề mặt này các bác này. Đấy, nó sẽ tráng đều trên bề mặt như này. Các bác thấy không? Đó đây. Nó sẽ tráng đều trên bề mặt như này nhá. Đấy, tráng đều sáng bóng trên bề mặt như này thì nó giúp cho phủ trên các cái bề mặt rất tốt, nó giúp cho là chống dỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác dùng các cái thiết bị hoặc là hàng rào hoặc là bờ tường nha các bác. Đấy, các cái thiết bị sắt, đồ sắt mà đang bị dỉ sét. Đấy, hoặc là các cái đồ mà bị bong chốc thì các bác xịt vào cho em. Đó đây, nó sẽ phủ thành một lớp màng inox lớn như này, sẽ phủ lên bề mặt rất là tốt nhá.
lên cho em là chai xịt các bác nhá. Đấy, lên cho em là bình xịt inox nhá, lên cho em là xịt inox đó. Lên cho em là sơn inox đi. Đó, sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một một hộp sơn inox như này. Đấy, các bác lên cho em là sơn inox nhá. Đấy, xịt nó nhiều tên quá rồi. Lên cho em là sơn inox, giá của nó sẽ là 80.000 cho một kia bình sơn inox như này, rất là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một số cái mã đồ siêu tầm nhá, đồ siêu tầm đây. Đó thì cũng rất là nhiều mã cho các bác xem và lựa chọn luôn. Đó. Thì đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái con đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là cái mã đó là cái con thiên nga này, một con thiên nga rất là đẹp này. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim và mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, một con thiên nga như này. Rất là đẹp luôn. Kích thước của nó thì nó sẽ chiều cao vào khoảng trên 10 cm. Đấy, chiều rộng của nó cũng khoảng trên 10 cm nhá. Bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy. Cái này các bác có thể quăng quật đánh rơi giết thoải mái luôn, không lo bị vỡ, không lo bị bong chốc sứt mẻ nhá. Và nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng. Em bảo hành màu nguyên vẹn như này cho các bác trong vòng 5 năm luôn. Đấy, bảo hành cho các bác trong vòng 5 năm luôn. Các bác có sử dụng liên tục trong vòng 5 năm, màu sắc vẫn nguyên như này, không hề thay đổi luôn. Đó. Lên cho em đó là thiên nga nhá. Đấy, lên cho em là gà tàn thiên nga, con thiên nga. Giá của nó thì sẽ là 190.000 cho con gà tàn thiên nga như này. Đấy, lên cho em là gà tàn thiên nga này. Đấy, gà tàn thiên nga giá của nó sẽ là, lên cho em là gà tàn thiên nga nhá. Đấy, cái sơn inox em vừa xịt nó khô luôn này. Thiên nga giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con gà tàn thiên nga như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp tăm nhá. Đấy, cái hũ tăm. Các bác lên cho em là hũ tăm đồng nhá, tại vì em có cả cái hũ tăm bằng nhựa nữa. Thì lên cho em là hũ tăm đồng. Hũ tăm đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000. Đây nó mang vào rồi. Mang vào rồi. 95.000 nhá. Đây này. 95.000 cho một cái thùng 95.000 cho một cái hũ tăm bằng đồng như này nhá. Đấy, chất liệu của nó là hợp kim mạ đồng. Nhưng mà thôi em cứ lên là hũ tăm đồng để khi mà các bác đặt hàng cho nó dễ. Đấy thì các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây nhá. Bỏ tăm vào đây cho em này. Đấy, ấn vào mở ra này. Rất là đẹp luôn. Lên cho em hũ tăm đồng nhá, rất là đẹp. Con này thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 95.000. 95.000 cho một cái hũ tăm bằng đồng như này. Hàng của nó sẽ là hình hoa cá chép rất là đẹp luôn. Đó, lên mã cho em là hũ tăm đồng nhá. Tuyệt vời ông mặt trời luôn các bạn. Đấy, hũ tăm đồng, giá của nó sẽ là 90.000. Đó, 90k cho cái hũ tăm đồng này. Hũ tăm đồng nhá. Đấy, lên cho em là tăm đồng này. Đó, tăm đồng. Tam đồng giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái tam đồng như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái khay giấy các bác này. Đấy, khay giấy bằng đồng đây. Đấy. Một cái khay giấy bằng đồng rất là chất lượng như này các bác này. Đấy, một cái khay giấy bằng đồng chất lượng như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200 khay giấy này bao nhiêu nhỉ? Chưa. Lên cho em là khay giấy các bác nhá, khay giấy rất là đẹp luôn. Nó cũng bằng hợp kim mạ đồng như này. Đấy, chiều dài của nó lên cho em là khay giấy nhá. Đó, khay giấy này. Giá của nó sẽ là 230k nhá, 230k. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là chiều dài thì vào khoảng là 25 nhân với lại 13 nhá. 25 nhân với 13 cm. Đó, 25 nhân 13 cm. Giá là 230.000. Một con khay giấy bằng đồng này, rất chất lượng các bác luôn. Hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn và chất lượng nhá. Và giá rất hợp lý cho bác luôn. Có nam châm hít này, hoa văn hoa lá cành cực kỳ đẹp luôn. Chiều cao được khoảng 7-8 cm, chiều ngang của nó thì vào khoảng là 13 cm và chiều dài được khoảng là 23 đến 25 cm. Rất đẹp dày dặn chắc chắn cho bác luôn và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là khay giấy nhá, khay giấy giá thì sẽ là 230.000. Đó. 230k cho một cái khay giấy như này. Rồi ok. Ấm LED pháo hoa bên shop lại cập nhật để gửi tới các bác nhá. Đó. Rất là kinh điển luôn các bác nhá. Một cái siêu phẩm rất là kinh điển để gửi tới các bác luôn. Đó, đây. Chế độ nháy rất là nhiều luôn các bác nhá. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Bùm. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Rất nhiều chế độ với nhiều biểu màu khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, em đang điều chỉnh cho các bác xem đây. Đấy, tay em đang bấm điều khiển để điều chỉnh nhá. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Đó. Nháy ra nháy vào này, thu ra thu vào này, rất nhiều chế độ luôn. Đó, con này dùng thì cực kỳ là đã các bác nhá. Đó, rất là đã luôn. Đấy, rất nhiều chế độ với nhiều cái kiểu nháy khác nhau. Đó, em đang hello chào bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm rất là hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái LED pháo hoa nhá. Các bác lên cho em là nháy pháo hoa đi, nháy pháo hoa tại vì nó có nhiều chữ LED rồi. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá. Đấy. Nháy pháo hoa này. Đó, giá thì năm nay về giá rất là tốt cho bác luôn. Năm ngoái bên em bán là 250.000, năm nay 250k nhá. Về cho bác giá chỉ còn là 180k thôi. 180k cho một bộ là nháy pháo hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần như này để về các bác cắm này. Đấy. Cái này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em nhé. Đó, và một cái lõi này. Một cái lõi thì các bác cắm đúng phần tia cho em. Đó, và một bộ điều khiển nhé. Đấy. Sản phẩm sẽ combo 3 món như này nhé. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB, ổ cắm điện thoại nhà mình nhé. Đó. Đây em sẽ cắm kết nối cho bác xem luôn. Nó sẽ có một cái phần dây như này. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Bỏ cho anh cái kéo ở đây nè. Đấy, thì các bác cứ cắm cho em từng cái một nhá. Đầu tiên là các bác cắm cái này vào cổng USB này. Đấy, cắm cái này vào cổng USB cho em. Đó. Cắm cái này vào cái cổng USB các bác nhá. Đó. Thì đây, các bác cắm vào cái cổng USB cho em. Đó. Khi mà mình các bác cắm vào ổ USB là nó sẽ lên như này nhá. Nó sẽ lên nháy như này các bác này. Bật cái quạt. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, các bác lưu ý là cắm cái USB, cắm cái ổ điện vào, cắm cái đầu USB này vào cái ổ chân cắm sạc nhá để cho nó lên nhá. Đấy, khi đã lên rồi thì các bác bắt đầu là mình lấy kéo mình cắt cái này ra cho em này. Cái này nó là dạng là LED nháy và nó dán nhá. Thì khi các bác kết nối ấy, thì đầu tiên là các bác cắm cho em là khi mà nó vào cái phần này là nó là cái phần cái đuôi nhá. Cái phần đuôi thì các bác cắm đúng vào cho em vào cái rắc của con ấy này, cái chân màu vàng này. Đây, cắm đúng vào cái chân màu vàng này cho em. Đó. Cắm cái chân màu vàng này cho em nhá. Đấy. Nó sẽ có là cái chân màu vàng như này. Thì các bác cắm vào thì cái này nhiều khi nó dán nó sẽ bị lệch. Thì các bác kết nối cho em thì nó chỉ có một trong hai cái chân này thôi. Thì nó sẽ có là một trong hai chân. Thì các bác cứ kết nối làm sao cho nó ăn vào là được. Sau đó thì các bác tiếp tục bóc ra nhá. Nó sẽ có các cánh như này. Và các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em. Cắm nối tiếp vào cho em như này. Đấy, ví dụ cắm mà cánh này nó lên là ok. Vậy như này là lên rồi các bác nhá. Đấy, như này sẽ là lên rồi các bác này. Đó, thì ví dụ như cái này nó sẽ là lên như này này. Đấy, thì sau đó các bác là cứ tiếp tục là mình cắt tiếp ra nhá. Đấy, cắt tiếp ra cho em. Đấy. Thì đây nó sẽ có là các cái phần như này để các bác bóc ra để mình dán lên tường mà. Đó, sau đó thì mình cắt ra, mình lại cắm tiếp vào cho em. Cứ cắm lần lượt như này. Cắm bao giờ đến hết các cánh thì thôi nhá. Đấy, cắm lần lượt như này. Cắm đúng đầu đúng rác cho em. Bao giờ hết cánh thì thôi. Đấy các bác thấy không? Đó. Và cứ bóc ra. Đấy các bác cứ bóc ra như này. Bóc ra này mình cắt ra mình dán vào cho em. Cắt ra mình cắm vào cho nó lên nhá. Cắm vào cho nó lên. Đó, cắm hết lượt rồi cho em. Đấy, đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy, cái video này em sẽ giới thiệu rất là chi tiết nhá. Các bác cứ cắm hết lượt này cho em. Cho cái cánh này nó lên này. Sau đó thì các bác có thể là dán trực tiếp lên tường này, lên phòng ngủ, khách sạn này, nhà hàng để các bác để co trang trí nhá. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ dán lên cho các bác xem nhá. Đấy, tí nữa em sẽ bóc xem là xong là em sẽ dán lên cho các bác xem. Sau đó thì em sẽ điều khiển các cái chế độ cho các bác xem nhá. Đó. Điều khiển các cái chế độ cho các bác xem. Con này thì nó sẽ có các cái cánh như này. Các bác cứ cắt ra nhá. Nó sẽ có phần băng dính để mình dán được luôn. Đấy, nháy rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Giá thì một cái bộ LED pháo hoa như này sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho cái bộ LED pháo hoa như này. Đó. Bộ này thì đỉnh cao luôn, rất là đẹp. Đó, và nó sẽ có các cái cánh như này. Đấy, đây em sẽ cắt ra, sau đó thì em sẽ dán lên cho các bác xem. Đó. Nó sẽ có từng phần này nhá. Cái dây của nó là dây dính này của nó sẽ là hết vòng. Thì các bác về các bác cứ cắt ra hết lượt là xong. Đó. Cắt ra cho em. Đó. Cắt hết lượt ra cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho một bộ LED pháo hoa như này thôi. Đấy. 180.000 thôi nhá. Đó. Nó sẽ có miếng dán như này về nhà các bác dán lên tường cho em là ok luôn. Đó. Các bác cứ cắm lần lượt vào như này cho nó lên hết. Đấy, cho nó lên hết lượt đi. Sau đó thì mình bóc ra mình dán lên tường cho em là ok nhá. Đấy, của nó thì nó sẽ đủ cánh cho anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó. Đủ cánh cho anh em luôn, cho các bác luôn. Đó. Rồi. Sau đó thì nó sẽ khi mà đã lên hết như này rồi nhá thì các bác có thể dùng điều khiển để mình điều chỉnh này. Đây. Đấy, điều khiển thì khi các bác điều khiển thì các bác cắm vào cái ổ USB này cho em nhá. Cắm vào cái chân điều khiển vào cái ổ USB này nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ nháy ra nháy vào này. Các chế độ nháy các kiểu con này điều luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, các màu như này này. Đó, bây giờ em sẽ dán lên tường cho các bác xem nhá.
Đây các bác nhá. Đấy, khi mà mình bật lên là nó sẽ như này các bạn này. Đấy. Và cái điều khiển này thì nó sẽ điều chỉnh được các chế độ nhấp nháy khác nhau nhá. Đấy. Em sẽ điều chỉnh hết các chế độ cho bác xem này. Đó, các bác thấy không? Rất chất lượng luôn nhá. Đó. Đây thì em chỉnh cái chân quay cho nó cố định để cho các bác ngắm nghía cho nó đẹp. Đó, đây. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, và có thể điều chỉnh các chế độ này. Đấy. Các bác thấy không? Rất nhiều chế độ điều chỉnh cho các bác xem luôn. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó, đây từng chế độ một luôn. Chế độ này là chế độ auto này. Đó, auto là nó sẽ tự đổi màu này các bác này. Đấy, chế độ auto này. Đó, chế độ auto này. Tiếp theo thì đến chế độ bắn liên hồi này. Đó. Đấy, cái này là bắn lên nhá. Đấy, cái này là bắn xuống này. Đó các bác thấy không? Đây. Cái này là bắn tung tóe này. Đấy. Đấy, cái này thì lại nháy theo kiểu là theo nhịp này. Đấy, rồi bắn liên tục các bác này. Đó. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất nhiều chế độ luôn các bác này. Đó. Nháy ra, nháy vào nha, rất nhiều chế độ luôn. Con này thì cực kỳ là hit hot luôn nhá. Năm ngoái bên shop bán rất là nhiều các bác nhá. Đó. Nó rất là nhiều cái kiểu nháy, chế độ nháy khác nhau. Đó. Đây là em đang điều khiển bằng cái điều khiển từ xa nhá. Đó đây. Con điều khiển từ xa này các bác này. Đó, em đang bấm điều khiển từ xa để em điều chỉnh đấy. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Đấy. Đây. Đấy, nháy thu vào này, nháy thu ra này. Đó, rất là nhiều chế độ nha các bác nhá. Đó. Đây. Đảo màu các kiểu con này đều luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, nháy vào, nháy ra này, bắn tứ lung tung luôn các bác, đẹp chưa? Đó. Rất chất lượng các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó. Nháy liên hồi luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Ui giời. Tung tóe luôn các bác này. Đó. Bùm. Đấy. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh lựa chọn các bác nhá. Đó, nháy ra, nháy vào này. Bắn lên, bắn xuống này. Ấy, các bác theo. Rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Này thì bên shop về cho các bác cái lô Senkei này. Senkei hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Dao Nhật rồi các cái mã sản phẩm khác. Em lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Senkei bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Senkei bên shop lại tiếp tục về và giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Sen thì bên trong của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật nha, còn cái vỏ này thì về là bên em đặt gia công cái vỏ bên ngoài thôi. Đấy, cái vỏ này thì của Việt Nam mình thôi. Còn chất liệu của nó là sen là hàng inox 3.4, hàng của thương hiệu Tokyo Rapan của Nhật các bác nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Một bộ này của nó thì nó sẽ đầy đủ combo cho các bác như này. Đấy. Không, cần to. Cần to, cần to. Cần bàn 5 cân. Đấy, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sen cây như này. Đây em sẽ lắp đặt chi tiết cho các bác xem. Đó, hàng thì rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Công bố giá cho các bác luôn thì các bác lên mã giúp cho em là sen cây nhé. Giá thì sẽ là 1.350.000. 1.350.000. Lên mã cho em là sen cây này. Sen cây này. Sen cây giá sẽ là 1.350.000 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng khủng cho nên là yêu cầu là cọc trước 200 nhá. Cọc trước 200k này. 200k. Hàng bắt buộc nhá. Đó, bắt buộc phải cọc không nhá. Đó, bắt buộc rồi. Còn không cọc thì bên em không gửi đâu. Bắt buộc cọc sen cây 1.350.000, cọc trước 200.000. Đó, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một cái củ sen rất là khủng luôn. Đó. Một cái củ sen rất là khủng nhá. Củ sen này thì cân nặng của nó vào khoảng là 2,5 cân 2,6 cân nhá. 2,5 cân 2,6 cân trong con củ sen như này các bác này. Đấy. Nguyên con củ này đã 2,5 cân 2,6 cân rồi các bác nhá. Hàng rất khủng bố cho các bác luôn. Đấy, rất khủng bố cho các bác luôn. Hàng này thì bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị nó trưng bày. Cho nên là cái giá rất là tốt nhá. Đây, đấy. Hàng của Tokyo Japan các bác này. Đây. Tokyo Japan các bác nhá. Đây các bác này. Đó, đây. Tokyo in Japan các bác nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ in chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đó, Tokyo in Japan này. Hàng của nó sẽ là Inox M304 nhá. Inox 304M. Tokyo in Japan cho các bác này. Đó.
đây thì em sẽ cân thử cho các bác xem cái con bát này nhá, à con củ sen này nhá. Đấy. Đây các bác nha, đây cái củ của nó đây các bác này. Củ này của nó sẽ là vào khoảng 2 cân rưỡi nhá. 2 cân rưỡi gần 2 cân 6 thì em cứ tính cho các bác là 2 cân rưỡi cho nó sông sinh. Đây, 2 cân rưỡi các bác này. Đấy. 2,5 kg các bác này. Đây. Đấy, 2,5 kg. Các bác trông thấy chưa? Đó, một con củ cực kỳ khủng bố luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật, inox 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Thì đây em sẽ sắp vào cho các bác xem này. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ như này này. Một củ sen 2 cân 4, 2 cân rưỡi như này. Đấy, một củ sen 2 cân rưỡi như này rất khủng bố luôn các bạn. Đây. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Kèm thêm cho các bác là đây, sẽ có cho các bác là một cái tay sen như này. Một cái tay sen như này các bạn này. Đấy, dòng này nó sẽ là một cái dòng sen cây. Các bác có thể là nâng lên tụt xuống đều được hết nhá. Nâng lên tụt xuống đều được. Nó rất là tiện các bạn, rất là tiện luôn, thì các bác có thể nâng lên tụt xuống khi mà mình sử dụng nhà có nhiều người mà có người cao thì các bác có thể cho lên cho nó vừa cái cứng người. Đó đây. Sẽ là như này thôi. Đấy. Cái này thì các bác có thể xả ra nhá, xả ra. Đấy, xả hai cái ốc này ra để các bác có thể kéo lên này. Đấy, kéo lên kéo xuống như này rất là tiện luôn. Đấy. Kéo lên kéo xuống như này cho em. Đấy. Có thể cho dài cho ngắn thôi nhá, cho dài cho ngắn tùy theo. Đó đây, các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngưỡng như này. Một ngưỡng như này để các bác xoáy con này vào đây. Kết nối nguồn nước vào đây. Này. Xoáy cái này vào đây cho em. Cái này thì nói chung là về nhà là các bác cứ bảo thợ là người ta sẽ xử lý cho các bác thôi. Đấy, thời gian bảo hành thì con này bên em bảo hành cho các bác trong vòng là 10 ngày. Đấy, các bác về các bác cứ lắp đặt sử dụng như bình thường. Đó, bảo hành là cho các bác là 10 ngày luôn để các bác sử dụng nhá. Đấy. Lỗi nước gì thì các bác có thể đổi này. Đấy, lắp vào như này cho em này. Sau đó thì các bác tiếp tục xoáy cho em cái bát sen này vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái bát sen này, một dây này, một dây và kèm theo các bác là hai bát này. Nó sẽ có cho các bác là một cái bát to như này, đấy, một cái bát nhỏ, tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, cái bát nhỏ đây, su 304 các bác này. Đây, cái này thì về nhà các bác xoáy vào đây cho em này, đấy. Xoáy cái này ra, đấy, xoáy cái này ra kết nối vào đây cho em, đó, kết nối vào đây, đấy, kết nối vào đây cho em nhá, rất là ok luôn. Đây là cái bát cầm tay nhá, bát cầm tay đây, bát cầm tay thì các bác kết nối vào cái đầu củ nóng lạnh cho em này, cái đầu củ gật củ này, kết nối vào cái đầu củ gật củ này cho em này, đấy, đây cái đầu củ gật củ đây, các bác xoáy này vào đây cho em, đó, giòn riết đàng hoàng, cho các bác xoáy vào ok, đấy, xoáy này vào đây nhá, có giòn luôn nhá, đó, đây có giòn luôn này, tiếp theo là cho các bác một cái bát to này, bát này thì nó sẽ là 9981 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, 99 là 81 cái đầu bát như này. Sau đó thì các bác xoáy vào cái đầu này cho em. Đây, xoáy vào cái đầu này cho em này. Đấy, đây nó sẽ có bảo vệ ốc hết nhá. Có bảo vệ ốc yếc đàng hoàng hết, các bác chỉ về xoáy vào đây. Kết nối vào đây cho em là xong. Đấy. Các bác kết nối vào cái đầu này cho em. Đấy, ok luôn. Đây, kết nối vào đây cho em. Đó, xoáy vào đây cho em nhá. Đây bên nhà các bác xoáy vào đây cho em. Ok. Đó. Thì cơ bản nó sẽ là một cái con sen cây như này các bác này. Một cái con sen cây như này thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ này. Đấy. Một củ, một thân này, hai bát, một bát to, một bát nhỏ này. Và kèm cho các bác là phụ kiện này, rồi giá này, cái giá đỡ này thì các bác tháo ra cho vào giữa này để mình treo cái bát sen bé này. Treo bát sen bé các bác nhá. Đó. Và đây là các cái phụ kiện ốc đĩa các thứ để về các bác kết nối vào. Đó. Và giá thì sẽ là 1.350.000 cho một cái bộ sen cây như này nhá. Đấy, 1.350.000 cho một cái bộ sen cây như này. Đấy thì con này thì bắt buộc phải cọc nhá. Các bác phải cọc trước là 200.000 thì bên em mới đi đơn. Đó, còn không cọc thì hiện các bác là bao giờ cọc thì bên em gửi hàng. Cái này nó là quy định rồi nên là bắt buộc các bác phải cọc thì bên em mới gửi hàng nhá. Đó, thì cái bao bì của nó thì nó không quan trọng đâu. Quan trọng là chất lượng thôi đây. Những cái củ của nó rất là chắc chắn luôn này. Cái này các bác lắp đặt lên thì rất là tuyệt vời luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là con rửa xe pin nhá, rửa xe pin. Lô này thì bên shop về cái hàng của thương hiệu Hitachi các bác này, Hitachi, hàng của Nhật nhá, thương hiệu Hitachi. Đấy, pin của nó đây 32.000 mAh này, 199V này. Đó, kèm củ sạc các thứ đầy đủ cho bác luôn, củ sạc các thứ đầy đủ không nhá.
Đó, củ sạc các thứ đầy đủ này. Đấy, đầu điếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ hướng dẫn chi tiết lắp đặt và test thử cho các bác xem luôn. Test thử cho các bác xem luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đặt này hàng về giá rất là tốt cho các bác luôn nhá. Hàng của thương hiệu Hitachi nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một pin này, một thân máy này, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này, dây dài từ 3 đến 5 mét này. Đầu vòi xịt này, rồi đầu bọt tuyết này các bác này. Đấy. Đây, sách hướng dẫn lắp đặt thì các bác này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, máy rửa xe pin. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rửa xe pin. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, rửa xe pin. Lô này thì hàng sẽ về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, máy rửa xe pin này. Máy rửa xe pin nhá. Con này thì trước shop đang bán là 350k nhá. Đợt này thì lô này về hàng đẹp và giá rất tốt cho bác luôn. Chỉ còn cho các bác là 300.000 nhá, 300k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bao gồm là một thân máy, một pin và tất cả các dụng cụ đi kèm. Đó, giá chỉ còn là 300k thôi. Lên treo là máy rửa xe pin, giá sẽ là 300.000. Rồi ok. Một thân máy này, một thân máy này. Đó, thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào thôi nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nhá, cũng rất là sạch luôn này. Đó. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Thì rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này.
xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó, các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây xuống ao là mình tưới cây rất là tiện, không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây có thấy không, xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok quá nhá. Đó, đây con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này, thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào đây, xịt bọt tuyết này. Đấy, nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không, bọt tuyết để mình xịt mình đấy, rất là ok các bác này. Đó, đây bọt tuyết này các bác này. Đó, xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra gói ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhé. Hàng thì cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhé. Con này thì các bác chuyên dùng để mình cắt rồi cưa nhé. Đấy, nó có cả đây, cả kéo cả cưa như này, về nhà các bác lắp ráp đúng như trên hình này chưa? Lắp ráp đúng như trên hình này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao, giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Kéo cành trên cao này, kéo cành trên cao, giá của nó sẽ là 130k nhé. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 cho một kéo cắt cành trên cao như này. Có phần để các bác đút cán vào này, ốc yếc đầy đủ, dây để các bác đai các bác kéo cắt nhá. Rất đơn giản luôn. Đó, kéo cắt cành trên cao 130.000, em sẽ có cái video cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó, về nhà các bác lắp vào, cho em cái đầu cái cán vào này. Đó, sau đó thì mình cắt này, rất là ngon luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó, cắt này, cắt rất là ngon luôn nhá. Đó, cắt rất là ngon luôn. Đây các bác này, đó, lắp cho em cái cán vào, xoáy ốc vào, sau đó thì mình cắt cưa thoải mái luôn. Cắt cành này, cành to cành nhỏ này, cắt được hết nhá. Đó, cắt xong thì các bác cưa rất ok luôn nhá. Đó, rất ok cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khóa chữ U nhá. Các bác lên cho em là khóa chữ U. Con này thì nó sẽ là một cái dòng khóa hình chữ U như này, khóa khá là to luôn đây, bằng cái đầu ngón tay trỏ của em các bác này. Đấy, con này thì cơ chế vận hành của nó khá là đơn giản thôi, tức là nó không cần chìa, các bác chỉ cần nhớ mật khẩu là xong. Mật khẩu thì bên shop đang để mặc định cho các bác là dãy số 0 như này, còn về nhà các bác có thay đổi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Khi các bác muốn đổi mật khẩu thì các bác mở khóa ra này cho em, tay trái mình cầm khóa như này, tay phải thì ở đây nó sẽ có hai vạch trắng, các bác vặn vạch này đi, sau đó thì các bác để mật khẩu tùy ý 1 2 3 4 5 6 linh tinh và linh tinh đều được hết, sau đó thì các bác vặn cái vạch trắng này lại. Đấy, làm sao các bác nhớ mật khẩu cho em là ok. Mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 9 này, nó dãy số 9 nhá. Đấy các bác thấy không, bây giờ em lắp vào này, em chỉ cần đảo đi một số là đã không mở được rồi, đảo đi một số không là đã không mở được nữa rồi. Bây giờ em cho về thì lại mở bình thường, mở ra rồi thì em lại cài mật khẩu về dãy số 0 nhá. Các bác nhìn hai cái vạch trắng này, đó, em xoay cái vạch trắng này đi này, sau đó thì em lại đẩy hết về dãy số 0 như này, em lại xoay trở lại thì mật khẩu mới mặc định của em bây giờ lại là số 0 nhá, vẫn là số 0 mặc định của nhà sản xuất nhá. Lên cho em là khóa chữ U nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 80.000 cho một con khóa chữ U như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khóa chữ U nhá, khóa chữ U. Thì bên shop về cho bác giá chỉ còn là 85k nhá, 85k lên cho em là khóa chữ U nhá. Đang bán là 95.000, đợt này về cho bác giá sẽ là 85k nhá, khóa chữ U này, đó, khóa chữ U, giá của nó sẽ là 85.000 cho một con khóa chữ U như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ vàng nhá, ổ vàng đây. Con này thì chống va đập thoải mái luôn nhá, chống va đập thoải mái các bác nhá. Đó, chống va đập thoải mái, ấm nước là về hai thùng mà, chống va đập thoải mái cho các bác luôn. Đó, đây con này. Đấy, bằng cao su non. Đấy, nó sẽ là bằng cao su như này, rất là chắc chắn cho bác luôn. Đập phá thoải mái, nó sẽ có 5 ổ như này, 1 2 3 4 5 các bác này. Có 5 ổ nhá, phần trong là của nó đều kết nối bằng đồng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng, giá chỉ có 45.000 thôi. Đó, lên cho em là ổ vàng này. Ổ vàng nhá, giá của nó sẽ là 45k. 45k cho một cái ổ vàng như này. Đó, rất là ngon luôn. Về nhà các bác xoáy cho em cái ốc này ra, sau đó kết nối dây vào đây cho em là xong. Rất chắc chắn luôn. Hàng nội địa của Nhật này, công suất của nó sẽ là 16A và 250V.
Về nhà các bác chỉ cần là xoáy vào đeo như này xong này, rất là chắc chắn luôn nhá. Rất chắc chắn luôn, đập thoải mái các bác này, đập thoải mái luôn các nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ vàng giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 328 đầu và giá thì chỉ có 50.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi. 328 chi tiết các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là to nhỏ, lớn bé, mẹ con, dài ngắn, dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu. Đó, gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp gen co nhiệt như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá rất là tốt nhá. Chỉ có 50.000 trong hộp thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, lần trước thì hết hàng, đợt này mới lại có hàng về cho các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một con kéo như này, hàng của Nhật made in Japan các bác này. Đó. Made in Japan các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật nhá. Của nó sẽ là hàng thép liền thân như này, độ mở cực kỳ là to luôn. Khóa của nó sẽ là khóa chữ V này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Và có cho các bác là cái đai như này rất là ngon các bác này. Đó, rất là ngon luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng ốp gỗ cực kỳ cao cấp luôn. Thép liền thân và ốp gỗ như này, bền vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cắt thì cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngon các bác này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn các bạn. Đây, cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Cắt rất ngon các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đây. Đấy. Hàng made in Japan các bác này. Đây, made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Ở trong cái hộp nó màu đỏ như này, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà rất là đẹp luôn. Đó. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đó. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho cái em kéo hộp đỏ như này, giá quá tốt luôn. Con này năm ngoái bên shop còn bán 270.000 một chiếc nhá. Đó. Năm nay hàng về giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn các bác lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá. Có phải đèn mang sông không? Trăm mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đèn mang sông nhá. Giá sẽ là 130.000, 140.000. Đó. Xin lỗi các bác là 140.000, có kèm một cái cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông. Con này thì rất là tiện luôn. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà nó lại rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy. Mặt sau này thì nó sẽ Zidit này sẽ có là một quả pin 18650 như này, rất là tiện này. Đấy, pin 18650 này về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì nó bằng nhựa nhưng mà cái cách thức sản xuất của nó thì nó khá là đẹp các bạn. Dày dẫn chắc chắn, chuông chắn và rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp và giá thì rất hợp lý nhá. Đây các bác. Về nhà thì con này chỉ việc sử dụng thôi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đó. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cho em cái này lên này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể điều chỉnh sáng tối ở đây nhá. Đấy, có thể tùy chỉnh sáng tối này. Đó. Có thể tùy chỉnh sáng tối ở đây, rất là ngon luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Chỉ có 140.000 thôi. Có thể điều chỉnh sáng tối và tắt luôn này, tắt này, bật này và điều chỉnh sáng tối ở đây. Đó. Các bác có thể dùng để làm đèn ngủ này, đề co trang trí phòng ngủ, phòng khách này, rồi ngoài cổng, ngoài sân vườn đều được hết nhá. Đấy, con này nó có cái lẫy che, có cái mái che như này cho nên là chống được cả nước luôn. Đấy, và nó sẽ là bên trong này của nó sẽ là cái dạng meca nhá, meca. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, có thể tùy chỉnh sáng tối như này, có thể dùng ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều được hết nhá. Hàng made in Japan cho các bác này, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, hàng của Nhật nhá, made in Japan. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em Huấn đó là đèn mang sông các bác nhá. Đấy, đèn mang sông. Giá sẽ là 140.000. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn mang sông 140.000. Đó, đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho con đèn mang sông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em là sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bình 2 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ các bác nhá, 2 lít cả vỏ. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một con bình như này. Đấy. Các bác lên cho em là bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con
90k cho một con bình 20 như này. Inox 304 cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Con này thì chủ yếu các bác dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ thì nói chung con này nó cũng vào khoảng lít 8 lít 9 rồi. Cái vỏ của nó rất là xinh này. Qua này. Đó. Đây. Đấy và các bác bật nắp như này để mình mở ra này. Đấy, con này thì các bác đựng nước lọc, nước uống thì vừa sang, vừa lịch sự, vừa ngon lành. Đấy, ngon lành sạch đẹp cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho một con bình 2 lít như này. Bên em gọi nó là bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20, rất đơn giản thôi. Đó, các bác chỉ cần nhấn nắp này là xong. Các bác có thể dùng để đựng nước lọc này, các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Rất là sạch đẹp, sạch sẽ. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Và giá thì rất là hợp lý cho các bác nhé. Một con bình tuyệt vời ông mặt trời như này. Mà giá bên shop đang gửi tới bác chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con bình như này thôi. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 15 x 15 x 29 nhá. Đấy, dài rộng là đều là 15 và cao là 29 các bác nhá. Đó, cơ bản là như vậy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa sứ các bác nhá, đũa sứ. Cái này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng này nó cũng là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa của nó sẽ là chất liệu là bằng sứ nhá. Đấy mà sứ thì các bác biết rồi. Sứ nó là một cái chất liệu cực kỳ là sạch luôn. Đó. Nó sẽ là một cái chất liệu siêu sạch luôn các bác nhá. Siêu sạch luôn. Đấy thì ăn cơm thì mình thường sử dụng là bát sứ rồi các bác đó. Đấy, bát đũa là mình biết rồi. Bát bằng sứ này, giờ lại có cả đũa bằng sứ đấy nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, con này dùng thì ăn cơm thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đấy. Gắp thì không bị trơn này, thứ nhất là không bị trơn này. Thứ hai là nhanh khô này. Đấy, kháng khuẩn này, rồi chịu được nhiệt độ cao nhá. Đấy, cái này nhiệt độ thoải mái luôn. Các bác dùng để chiên rán xào nấu cũng ok. Một vỉ này của nó là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k trên một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 5 đôi đũa sứ, rất là đẹp luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái con máy trà bếp nhá. Các bác lên cho em là máy trà bếp. Đây, nó sẽ là một con máy như này. Đấy, đầy đủ các cái phần chi tiết cho các bác xem này. Đó. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn, có kèm cả các cái miếng mút như này và có cả miếng dán, có cả đai để các bác dán lên tường luôn. Một con máy như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác có thể dùng để mình trà cọ rửa nhà, tắm nhà, vệ sinh, toilet rồi các cái khu vực khác đều ok hết nhá. Đấy, giặt thảm ra tiếc, máy chạy rất là khỏe và chắc chắn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là máy trà bếp. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000 cho một con máy trà bếp như này. 100 đúng không? Lên cho em là máy trà bếp này. Máy trà bếp giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy trà bếp như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, mình có thể sử dụng để mình đánh dọn bếp này. Rồi thảm này, rồi chậu rửa này, xoong nồi này. Đó, dép guốc cũng chơi được hết nhá. Đó, rất là sạch luôn. Bếp giáp mà mình bị dầu mỡ này, rồi nói chung là tất cả các vị trí nhá, xoong nồi, mâm ấm, chậu chảo, rửa bát được luôn nhá. Đấy, bát đũa kỳ cọ rửa giấy đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Lên cho em là máy trà bếp, giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đánh rửa nhà, tắm nhà, vệ sinh, toilet, bếp giáp này, đó đều ok hết nhá. Đó, đây. Đấy, đánh rửa bếp này, kỳ cọ này, rất là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dòng sản phẩm nữa, đó là cái khăn bếp nhá. Khăn bếp, cái này thì chuyên dùng để lau bếp, còn các bác lau bát, lau đũa, lau mâm ấm, chậu chảo, nồi niêu đều được hết nhá. Đấy, hoặc là dùng để rửa mặt cũng được. Nhưng mà em bán cái này em gọi là khăn lau bếp nhá. Đấy, thì một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 30.000. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Kích thước của nó sẽ là 20 x 20 nhá. 20 x 20, siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái một bịch như này. Các bác lên cho nó khăn bếp nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một bịch bao gồm 10 chiếc. Bên em bán theo một bịch như này nhá. Đấy, bán theo một bịch như này. Lên mã giúp cho em là khăn bếp này. Đó, khăn bếp giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trên một bịch khăn bếp này, bao gồm 10 chiếc các bác nhá. Đó, 10 chiếc. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái hũ gia vị nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì nó rất là hợp lý cho các bác thôi. Chỉ có 15.000 cho một chiếc như này thôi nhá. 15.000 cho một chiếc hũ gia vị như này. Hàng này thì nó sẽ có cả nắp cho các bác luôn. Đấy.
có cả nắp và có thìa thiếc đầy đủ cho bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, đây cái nắp này nó sẽ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác cứ cho cái vào đây chị ạ, cho cái thìa này vào đây, sau đó thì mình xúc như này thôi. Xúc này rất là tiện này. Đấy, sau đó thì mình lại đậy nắp lại, rất là ngon lành cho các bác luôn nhá. Đây, đây nó sẽ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác cho cái thìa này vào đây cho em, sau đó thì mình xúc này, xúc xong mình lại đậy nắp này lại này. Đấy, rất là tiện dụng và sạch sẽ các bác nhá. Nó rất tiện dụng sạch sẽ luôn. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái thìa như này, và cái này nó bằng thủy tinh nhá, nó bằng thủy tinh. Cầm danh cái 6 hũ gia vị đây. Đấy, thì các bác chỉ cần sập cái này là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đó, thì các bác có thể cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại ngũ cốc, các loại hạt vào đây cũng được. Đó, rất là tiện dụng thôi này. Đấy, đậy nắp lại là xong. Nó bằng thìa như này rất là tiện dụng, thì các bác cha nấu thì mình cho mình xúc này luôn, nó rất là tiện. Hả? Có đáp. Đấy, thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Cầm nhanh cái bộ 6 hũ đây. Đấy, lên mã cho em hũ gia vị, một cái bộ hũ gia vị như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 cho một hũ như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hũ gia vị, giá của nó sẽ là 15.000. Đó, hũ gia vị này, đó. Hũ gia vị giá của nó sẽ là 15.000 nhá. 15.000 trên một hũ như này. Mua từ 3 cái thì sẽ tính cho bác là giá 40.000 nhá. 40.000 cho 3 chiếc. Đó, 3 cái là sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đó. Lấy cho anh con dao mình. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ này của nó sẽ bao gồm là 6 chiếc này. Đó, đây. 6 chiếc như này. Đó. Thì cái này nó cũng rất là tiện. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác là 6 cái hũ như này. Về nhà các bác chỉ việc là cho gia vị vào đây thôi. Đấy, con này thì nó sẽ không có thìa, nhưng mà đổi lại thì nó lại có cái các cái dạng nắp lỗ như này. Đầu tiên là lỗ nhỏ này, sau đó lên lỗ nhỡ này và đến lỗ to này. Các bác cho vào cho em. Đấy, cho vào đây. Sau đó thì mình cứ thế là mình lấy thì mình xoay tròn đi. Đấy, các bác có thể cho muối, mắm, hạt tiêu, hạt các cái loại hạt rồi mì chính được hết thôi nhá. Đó, các bác cho hết vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó. Và của nó thì bộ này của nó bao gồm cho các bác là 6 hũ luôn nhá. Bao gồm cho các bác là 6 hũ luôn. Cho nên nó rất là tiện để cho các bác sử dụng các bạn. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho một cái giá xoay kèm 6 hũ gia vị như này. Các bác thấy không? Rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất là xịn sò và tiện ích nhá. Đấy. Rất đẹp, rất xịn sò và tiện ích luôn các bác này. Đó. Bộ 6 hũ gia vị như này. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho bộ 6 hũ gia vị như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bộ này 6 hũ gia vị này. Đó, 6 hũ gia vị nhá. 6 hũ gia vị giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đó, còn cái này thì các bác chỉ lên tên cho em là hũ gia vị không thôi. Các bác lấy bao nhiêu cái thì lấy, còn cái này là bên em bán theo bộ như này. Một bộ này là 6 chiếc, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn thần tài nhá. Các bác lên cho em là đèn thần tài. Trước thì em có bán cái đèn dầu, nhưng mà nó phải lắp pin, nó là ngoằng. Còn cái này thì nó sẽ có sẵn pin sạc, về nhà các bác chỉ cần là cắm sạc vào cho em là xong, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì hàng rất là VIP cho các bác luôn. Rất là đẹp và nó là một trong những cái hàng rất là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đây, về nhà thì các bác lắp cho em cái phần đèn này vào này. Đấy, sau đó thì có công tắc ở đây các bác bật lên này. Và các bác chỉ cần chạm nhẹ này đèn sẽ lên nhá. Đấy, chạm nhẹ sẽ lên này. Chạm nó tắt, chạm nó lên rất là tiện này. Đấy. Các bác không cần phải động tay động chân vào nữa. Có kèm cho các bác một cáp sạc này, về nhà các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và có cả điều chỉnh sáng tối ở cái con này luôn nhá. Có chiết áp điều chỉnh sáng tối luôn. Rất là tiện các bác này. Đấy, tối này, sáng hẳn này. Đó. Có chiết áp điều chỉnh sáng tối luôn các bác nhá. Đây. Đấy, cái này các bác có thể tháo ra được như này. Đấy, tháo rời ra được các bác nhá. Nó có cái lẫy này. Có cái lẫy này rất là tiện này. Có 4 cái lẫy chân lẫy này các bác có thể tháo rời ra được. Tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác nhá. Đấy. Khi vận chuyển cho các bác thì bên em cũng nó đóng gói là nó sẽ xoay ngược như này. Đấy, nó sẽ xoay ngược như này. Đấy các bác nhá. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần lắp ngược trở lại cho em xong, bật công tắc lên nhá. Bật công tắc lên xong chạm nhẹ vào đèn là nó sẽ lên. Trước khi các bác dùng thì các bác phải bật cho em công tắc này cho cái đèn báo nó lên này, chạm nhẹ vào đèn này cái nó lên này. Đấy. Các bác chạm vào đèn này nó lên. Đấy. Đập vào này nó lên, đập vào này nó tắt này, rất là tiện nhá. Đấy, chạm nó lên, chạm nó tắt rất là tiện luôn. Đấy, nhưng các bác phải bật cái công tắc này đèn báo lên đã nhá. Đó, đèn báo lên này thì mới bắt đầu sử dụng được này. Đấy các bác thấy không? Vỗ đít nó cũng lên này. Đấy, rất là ngon nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đấy, 60.000 cho một em đèn thần tài như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng ở ban thần tài này, hoặc là bàn thờ này, hoặc là trang trí decor
Đấy, nhà hàng khách sạn cũng đều được hết, nó rất là đẹp và nó sạc pin rất là tiện. Đèn mã tiếp cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài này. Đó, đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho em đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bảng tô nhá. Các bác lên theo là bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Và cái giá thì nó cũng rất là hợp lý cho bác thôi. Một cái con bảng tô như này. Rất đẹp, rất chất lượng các bác này. Đấy, đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái bút như này. Đấy, và đây có cái công tắc này, các bác mở cái công tắc này lên cho em nha. Mở cái công tắc đằng sau này lên thì mới sử dụng được này. Đó, các bác viết lách thoải mái này, nhấn phát nó hết này. Đấy, viết lách thoải mái cho em luôn. Đó, đây. Đấy các bác nha, rất là tiện luôn, các bác lên các bác gõ là shop Phạm Huấn nhá. Đó, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, xóa đi này. Đấy, viết tô vẽ thoải mái nhá, xong rồi xóa đi này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Để các em nó dùng, nó chơi, nó tránh xa điện thoại, máy tính bảng nha. Một cái trò chơi rất là thông minh. Để các em thỏa sức sáng tạo tô vẽ. Hoặc là các bác làm nhà văn, nhà báo, nhà thiết kế, các bác có thể tô vẽ ở đây, sau đó thì mình xóa đi không sạch, không bị bẩn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là bảng tô. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc bảng tô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em là khay bánh bao nhá. Lên cho em là khay bánh bao. Đấy, nó sẽ là một con khay như này, rất là đẹp luôn. Đó, khay bánh bao nhá. Đồ dùng gia đình cao cấp các bác này. Đấy. Một con khay bánh bao như này rất là đẹp các bác này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái quai như này ở giữa này luôn này các bác này. Rất là tiện này. Đấy. Một con khay hấp bánh bao rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó, có cả cái quai này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, hoặc là hấp bánh bao này, hoặc là chiên xào nấu, gọi là hấp các loại gia vị đều ok hết nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây, đồ dùng gia đình chất lượng cao quá này. Đó. Hấp xôi inox nhá. Đó. Đây, bên này thì các bác dùng đựng hoa quả này, bên này thì các bác có thể dùng để hấp bánh bao này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Siêu dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Các bác lên cho em là khay hấp bánh bao. Giá một con khay bánh bao này giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50k cho con khay hấp bánh bao như này. Lên cho em là khay hấp bánh bao. Khay hấp bánh bao. Đó. Khay hấp bánh bao giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con khay hấp bánh bao như này các bác này, rất là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đũa của Nhật các nhá, đũa của Nhật đây. Đấy thì vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá, vỉ 10 đôi. Và nó sẽ là dòng đũa sợi thủy tinh cao cấp luôn. Đũa được làm từ sợi thủy tinh cao cấp, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các nhá. Đấy. Kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống các cái loại côn trùng các nhá. Đấy, chống nấm mốc, chống các cái loại vi khuẩn xâm nhập các nhá. Giá thì rất là rẻ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì một cái vỉ đũa như này bao gồm là 10 đôi nhá. Các bác lên cho em là đũa Nhật này, hàng made in Japan cho bác luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật 100% là hàng của Nhật, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết này. Chịu được nhiệt độ cao lên tới 200 độ C này, kháng khuẩn 99% luôn, chống nấm mốc, kháng khuẩn nhá. Hàng made in Japan. Đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, lên cho em là đũa Nhật nhá. Lên cho em là đũa Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một vỉ đũa như này bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Lên cho em là đũa Nhật 10 đôi. Giá của nó sẽ là 40k các nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về các bác cái sản phẩm, đó là cái khăn lau mặt của nhá. Đấy, khăn lau mặt như này. Đấy, các bác lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác sẽ là bán theo combo từ 3 chiếc trở lên. 3 cái thì nó sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn mặt như này. Hàng chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô để các bác rửa mặt rất là sạch sẽ luôn. Các bác ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau quần, lau áo, nói chung là lau ở đâu cũng được. Và giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn mặt như này, bình thường các bác ra cửa hàng mua đã phải mất là 20.000 một cái rồi. Mà đây là em bán cho các bác là 20.000 3 chiếc này. Còn các bác mà mua cả bịch như này nhá, giá còn tốt hơn nhiều. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k là bằng 3 cái nhá. Đấy. Còn mua cả bịch như này là sẽ là 10 cái này. 10 cái là sẽ là bằng 60k nhá. 60.000 cho 10 cái như này. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô khăn tắm Hàn Quốc nhá. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, nó sẽ có mấy màu như này các bác này. Đó, ngồi đổi biển đi. Khăn tắm Hàn Quốc nó sẽ có mấy màu này các bác nhá. Đó thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó. Thì nói chung là nó cũng toàn những cái màu
màu đẹp, màu trung tính hết nhá, màu đẹp màu trung tính, rất là sạch sẽ. Đó, thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác nhá. Và giá thì chỉ có 40.000 cho một cái con khăn tắm Hàn Quốc này thôi, 40.000 thôi nhá. Kích thước của nó là 40 nhân với 70 nhân 1m4. Nói chung là các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái khăn tắm to đại như này. Đấy, to đại như này qua này. Đấy. Một cái khăn tắm rất là to luôn. Và nó sẽ có hai mặt nha, một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn như này nhá. Đấy. Một mặt bông thô, mặt bông mịn như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân 7 70 nhân 1m4 nhá. Đấy, hàng rất khủng cho các bác luôn. 70 nhân 1m4. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khăn tắm như này. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, có lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này, đó. Khăn tắm Hàn Quốc đó. Khăn tắm này. Khăn tắm Hàn Quốc giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc nhá. Và kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m40 nhá. 70 nhân 1m40. Đó, rất là to luôn. Và có các màu như này, màu xanh, hai màu xanh. Đấy. Ba màu xanh luôn này, ba màu xanh. Đấy, một màu hồng, một màu trắng. Nói chung là các cái màu màu này không phải màu trắng mà nó là màu be nhá. Màu be, màu này màu tối rất là đẹp màu luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40k thôi. Đó, các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác sử dụng thì một bịch này của nó sẽ bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng liền. Về nhà các bác chỉ cần việc là bóc ra này. Đấy, bóc ra sau đó thì nó sẽ có cho các bác là hai phần. Một phần là cái gói thuốc này, một phần là gói thuốc này. Đấy, gói thuốc này thì được làm từ rất là nhiều các loại thảo mộc khác nhau. Đấy, chuyên thải độc gan bàn chân cực kỳ là tốt luôn. Gan bàn chân thì nó rất là nhiều huyệt đạo và nó rất là nhiều các cái phần độc tố. Và gan bàn chân, về nhà các bác bóc cái gói thuốc này ra cho em. Một gói này của nó sẽ bao gồm là hai túi này, hai túi như này. Sẵn hai túi luôn. Và các bác bóc cái bịch giấy này ra cho em này. Bóc cái giấy dán này ra. Đó. Các bác lấy một tờ giấy này. Đó, lấy một tờ giấy. Hai chân thì lấy cho em hai tờ. Đây, sau đó thì các bác bóc cái này ra này. Đấy, bóc cái này ra. Đó, sau đó thì mình sẽ dán cái gói thuốc này vào đây, dán gói thuốc này vào đây, dán cái mặt chữ này vào phần miếng dán này nhá. Sau đó thì các bác dán vào cái gan mặt chân cho em. Đó, đây. Ví dụ đây là cái bàn chân thì các bác dán vào cái gan mặt chân này cho em. Đó, dán như này nhá. Sau đó thì các bác để cho nó qua đêm nhá, để qua đêm. Đó. Khi mà để qua đêm thì cái thuốc nó sẽ hấp thụ vào cái gan mặt chân nhá. Đấy, và nó sẽ hút các cái độc tố vào gan mặt chân ra thì nó rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một bịch như này luôn. 40.000 một hộp này bao gồm 50 miếng nhá. Đó. Có lên cho em là miếng dán thải độc chân này. Đó, miếng dán thải độc chân. Miếng dán thải độc chân nhá. Thải độc chân. Giá của nó sẽ là 40k trên một bịch nhá. 40.000 trên một bịch này. Bịch này của nó bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng. Nếu các bác dán hai chân thì nó sẽ là được 25 lần. 25 lần cho một bịch như này. Đó. Lên cho em là miếng dán thải độc chân. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đó là cái bóng 10W nhá. À, bóng 3W nhá, 10k một chiếc như này. 10.000 trên một chiếc bóng 3W này con này. Đấy, 3W này. Công suất của nó là 3W, 6.500K nhá. Độ sáng của nó rất là sáng luôn. Công suất của nó là 3W. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Để mình dùng sử dụng trong cái khu vực nào mà không cần chiếu sáng lớn nhưng mà cần sáng liên tục thì các bác sử dụng cho em. Đây. Đấy, bật lên này. Khá là sáng luôn nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi nhá. Các bác có thể để qua đêm qua ngày được. Đấy, ví dụ như để ngoài cửa, ngoài cổng hoặc các khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là hành lang. Khu vực nào mà mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần sáng lắm, chỉ cần là đủ ánh sáng để các bác đi lại ban đêm. Đấy, hoặc là ngoài cổng, ngoài cửa để các bác chống trộm, chống giếc rất là ok. Đấy, công suất của nó là 3W nhé. Công suất của nó là 3W. Qua lên treo là bóng 3W nhé. Bóng 3W giá của nó sẽ là 10k. Đó, lên treo là bóng 3W này. Bóng 3W giá của nó sẽ là 10k nhé. 10.000 trên một quả bóng 3W thế này. Đó, giá của nó sẽ là 10k trên một quả nhé. 10.000 trên một quả bóng 3W thế này. Rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con dao chặt đứt nhá. Con dao chặt đứt con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 đến 5 lạng các bạn. 4 đến 5 lạng mình của nó thì nó sẽ dày khoảng 1 ly rưỡi. Dày khoảng 1 ly rưỡi rất là đầm và chắc chắn luôn. Đó. Con này thì cũng khá là bén đấy các bạn. Để em thử dọc giấy cho bác xem nhá. Đó, đây em dọc giấy cho bác xem nó có dọc được giấy không. À, rất là bén luôn coi nha, rất là bén luôn. Đó. Một con dao chặt mà dọc được giấy như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi, nó rất là bén.
các bác có thể dùng để thái cũng được các bác nhé, để thái cũng được đấy. Con này thì các bác dùng để chặt hoặc là băm cũng ok, tại vì là dao nó có cái độ dày vừa phải và nó không quá nặng nhá. Cân nặng của nó thì nó vào khoảng là 4 đến 5 lạng nhá, 4 đến 5 lạng. Đấy. Đây, hàng liền thân như này, đúc liền thân hết nhá. Dùng để băm chặt cực kỳ là thích luôn. Hàng của Đức siêu bén luôn các bác nhá, rất là bén luôn. Đó. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức này. Các bác lên cho em là chặt Đức nhá. Đó, chặt Đức. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 mấy? Chặt Đức này. Hàng made in Germany không nhá. Đó, made in Germany các bác này. Đó. Dao chặt Đức hàng made in Germany. Đó, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho con dao chặt Đức như này. Các bác lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao, các bác lên cho em là dao hoa nhá, dao hoa. Con này thì các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái cũng ok. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Cán của nó sẽ là cán ốp gỗ và dao của nó sẽ là dao Nhật. Bản của nó thì dày khoảng gần 1 ly nhá. Con này thì chắc là khoảng 3-4 cm gì đấy các bác nhá. Khoảng 3-4 ly gì đấy. Đó. Nặng khoảng 3-4 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cũng rất là bén luôn con này. Con này dùng để thái thì rất là ok luôn. Thái băm chặt thoải mái nhá. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng các bác, rất là nhẹ nhàng. Các bác dùng để băm nhẹ này hoặc chặt cũng rất là ok thôi. Đó, và dao rất là bén nhá. Mình dao cực kỳ là bén cho các bác luôn. Đó. Hàng của nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Đấy, lên cho em là dao hoa. Con này thì vừa chặt vừa thái ok. Chiều dài của nó thì khoảng 30 và chiều rộng của dao thì khoảng là 10. Đấy, lưỡi thì dài khoảng 20 nhá. Đấy, tổng cả cán thì khoảng 30. Lên cho em là dao hoa, giá sẽ là 130.000 cho một con dao hoa như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái cân các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ cân được 5 cân. Đó, cân được 5 cân. Đó, một con cân cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đó, cân được 5 cân các bác nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, 50.000 nhá. Hàng lô này về thì nó sẽ không có kèm pin đâu các bác nhá, không kèm pin đâu. Đó, lô này về thì sẽ không có pin nhá. Đó, lô này về thì sẽ không có pin. Lô này về thì hàng sẽ không có pin đâu các bác nhá. Về các bác tự mua pin thôi. Đấy, nó sẽ là cái pin con thỏi loại nhỏ như này. Đó, về nhà các bác tự mua pin, các bác lắp vào cho em nhá. Đó. Lô này nó về thì nó sẽ không có sẵn pin đâu, cho nên các bác hết sức thông cảm thôi. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con cân này thôi, cho nên là các bác có hết sức thông cảm nhá. Con này có cả chức năng trừ bì luôn. Đây, các bác đặt lên này cho em này. Đấy, sau đó thì mình cân này. Đó, đây nhá, em sẽ cân cái gói thải độc chân này cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, cái thải độc chân này của nó thì nó sẽ là 316 gram nhá, 316 gram. Các bác có thể ấn như này cho nó về không này. Về không sau đó thì các bác lại cân các cái thứ khác như bình thường này. Đó, đây lại cân các bác này. Đó, đây. 304 gram nhá. Đó. Thì các bác có thể là bỏ ra. Đó. Sau đó thì mình lại nhấp cái nút 0 này nó sẽ về 0 nhá các bác nhá. Đó. Lên cho em là cân các bác lên mã giúp cho em là cân 5. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Đấy, cân 5 này. Cân 5. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Không có pin nhá, không có pin. Về nhà các bác tự mua pin thôi, không có pin các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục gửi cho bác cái cọ nồi nha các bác nhá. Đấy, cọ nồi. Các bác lên cho em là cọ nồi này. Cái này thì về nhà các bác cho cái nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây, sau đó thì mình sử dụng để mình kỳ cọ nồi này. Đấy, đánh cọ nồi cái thứ thôi nhá. Đây. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k cho một chiếc nhá. 15k một chiếc. Đó, 15.000 cho một chiếc cọ nồi như này các bác này. Đấy, cái này thì các bác dùng để kỳ cọ xoong nồi rồi rửa bát rồi đũa rất là ok, nó không phải chạm tay, nó rất là mất vệ sinh nhá. Mua lẻ thì sẽ là 15k, còn là mua combo thì 3 cái là sẽ là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40k. Đó, 3 cái sẽ là 40k các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá, kéo cắt ống nước. Con này nó sẽ là cắt được ống 42 trở về nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110k cho một con kéo cắt ống 42 như này. Đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật, chuyên để cắt ống nước 42 cực kỳ là ngon luôn. Ống 42 trở về nhá, cắt ống nước các thứ cực kỳ là ngon và chất lượng luôn. Hàng của Kabushi Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn.
Đó, hàng của Nhật nhá. Đây, hàng của Nhật này, nó rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Kéo ống 42 này, giá của nó sẽ là 110k, 110.000. Rồi ok. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái chảo chiên ngập dầu nha các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Con này thì các bác dùng để chiên nem, chiên tôm rồi chiên rán khoai tây các thứ. Đấy, các cái dòng chiên ngập dầu, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Tráng đá chống dính cho bác này, đường kính 20 cm. Có một cái giá như này để các bác đặt nem, đặt các cái phần gia vị lên. Đấy, ví dụ chiên rán xong thì mình để đến đây cho nó róc mỡ xuống, nó rất là tiện. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá, chỉ có 100 cành thôi. Đường kính là 20 cm, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, rất là dày các bạn, dày lắm. Dày dẫn chắc chắn này, hàng nội địa của Nhật này. Đường kính 20 cm. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu, giá thì chỉ có 100k nhá. 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này thôi. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình con này, rất là tiện luôn các bác nhá. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, tráng đá chống dính, các bác có thể dùng chiên rán được hết các bác nhá, chiên rán được hết luôn. Đó, rất là tiện ích. Và giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có 100.000 cho một cái chảo như này thôi. Các bác nên mua để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chảo chiên ngập dầu giá sẽ là 100k. Đây rồi các bác ơi, Phạm Huấn lại quay trở lại nhá. Và rất là lợi hại hơn xưa luôn các bác nhá. Đó, thì nay bên shop lại về rất nhiều mã hàng mới. Thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like. Đấy, cứ cho em xin một nút like đã, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Phần giới thiệu là 16 giây, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đó, thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng chảo ốp la nhá. Chảo ốp la thì con này dùng rất là tiện này. Ví dụ như là các bác có thể dùng để mình tráng trứng này. Đấy, tráng trứng hoặc là nói chung là mình dùng các công việc đều rất là ok luôn. Tráng trứng con này thì tráng trứng là tiện nhất, hoặc là làm bánh nhá. Thì em lên cái này nó sẽ chảo ốp la. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80.000 cho một con chảo ốp la như này thôi. Về nhà các bác dùng để mình tráng trứng này hoặc là rán bánh rán nước đều ok hết nhá. Con này thì đường kính của nó vào khoảng là 25-27 cm. 25-27 cm, và mỗi một cái chảo này nó sẽ có 4 khuôn này, 2 tròn và 2 trái tim như này. Thì các bác dùng để tráng trứng, ví dụ nhà có bao nhiêu người thì các bác tráng bấy nhiêu quả trứng. Đấy, rất là tiện luôn. Hàng tráng đá chống dính rất là đẹp và cái giá của nó rất là tốt luôn. Đấy, rất là tốt nhá. Hàng thì cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn, chống dính cực tốt luôn. Quai thì nó sẽ là quai bằng nhựa chống nóng và rất là chắc chắn, khá là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Các bác lên cho em là chảo ốp la nhá. Chảo ốp la, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con chảo ốp la như này. Lên cho em là chảo ốp la này. Chảo ốp la, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái chảo ốp la như này. Con này rất là tiện dụng. Đường kính của nó thì vào khoảng là 25-26 cm gì đấy nhá. 25-26 cm gì đấy. Và ưu điểm của nó thì nó sẽ có cho các bác là bốn cái hõm như này để các bác tráng trứng này hoặc là rán bánh nhân biết. Các bác có thể là ví dụ như là mình làm các cái dòng bánh này hoặc là tráng trứng. Em thấy tráng trứng là rất là ok luôn. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên theo là chảo ốp la nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Mọi người đấy, đều sử dụng chảo đá này để rán được nhiều trứng hơn. Đấy. Trứng sẽ không bị dính lại, có lớp phủ chống dính ở khắp mọi nơi. Tráng đá chống dính nhá. Có thể lần 4 cái một lần theo ý muốn. Đơn giản và hiệu quả. Đừng chiên từng của trứng một nữa. Bây giờ mọi người đều sử dụng chảo đá này để rán được nhiều trứng hơn. Trứng sẽ không bị dính lại, có lớp phủ chống dính ở khắp mọi nơi. Bạn có thể lần 4 cái một lần theo ý muốn. Đơn giản và hiệu quả. Đừng chiên từng của trứng một nữa. Bây giờ mọi người đều sử dụng chảo đá này để rán được nhiều trứng hơn. Trứng sẽ không bị dính lại, có lớp phủ chống dính ở khắp mọi nơi. Bạn có thể lật 4 cái một lần theo ý muốn. Đơn giản và hiệu quả. Đừng chiên từng của trứng một nữa. Bây giờ mọi người đều sử dụng chảo đá này để rán được nhiều trứng hơn. Trứng sẽ không bị dính lại, có lớp phủ chống dính ở khắp mọi nơi. Bạn có rất là ok nhá. Đấy, các bác dùng để chiên trứng rồi làm bánh em biết rất là ok. Tráng đá chống dính siêu tuyệt vời luôn. Và ưu điểm của con này cái giá nó rất là rẻ nhá. Khi em gửi thì cái quai nó sẽ rời này, về nhà các bác lấy tô vít các bác lắp vào cho em như này thôi. Nó rất đơn giản nhá. Nói chung là hàng này rất là xịn sò, dày dẫn chắc chắn mà giá rất rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Hàng của thương hiệu Clear, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, Clear hàng sản xuất ở Thái Lan. Đó, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này, Bangkok Thái Lan qua này. Đây. Bangkok Thái Lan của nhá. Đó. Bangkok Thái Lan. Con này thì giá rất hợp lý cho bác nhá, chỉ có 80k cho một lọ dầu gội đầu như này thôi. Nó sẽ có màu xanh và màu trắng này. Đấy, màu xanh và màu trắng thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Màu xanh thì dành riêng cho nam, màu trắng thì nam nữ đều dùng được hết nhá. Và giá chỉ có 80.000. Dung tích của nó sẽ là 450 lít cho một cái lọ dầu gội đầu Clear Thái như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, sạch dầu, thơm mát, hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, chi sốc nguồn gốc rõ ràng luôn, hàng made in Thái Lan con này. Đó, sản xuất ở Bangkok Thái Lan nhá.
lên mã giúp cho anh em là dầu gội đầu Thái, dầu clear nhá, dầu gội đầu clear, dầu gội clear nhá, dầu gội clear này. Đó, clear. Giá của nó sẽ là 80k trên một lọ nhá. 80.000 trên một lọ clear như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Các bác lên cho là sạc nhanh iPhone. Hàng này thì công suất của nó là 20W nhá. Đấy thì các bác em có hai dòng, một dòng là sạc nhanh iPhone, một dòng là củ sạc iPhone nhá. Thì các bác lưu ý cho em, tức là cái sạc nhanh iPhone này nó sẽ có cả sạc cả dây nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Đó, sạc nhanh iPhone nó sẽ là một củ sạc. Củ sạc kèm dây như này nhé, củ sạc kèm dây như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái sạc nhanh iPhone như này nhé. Cái này là có củ sạc kèm dây luôn, thì công suất của nó là 20W, hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhé, California này, đấy California, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, thương hiệu của iPhone thì các bác biết rồi, đó, iPhone 14 Pro Max này, đó iPhone 14 Pro Max nhé, rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì giá sẽ là 60k, thì con này thì các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhé, đó. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone này. Đó, sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là củ sạc iPhone nhá. Cái này thì nó chỉ có củ thôi. Đấy, nó chỉ không có dây cắm vào điện thoại đâu. Nó chỉ có củ như này. Đấy, có củ như này thôi nhá. Thì sẽ có hai chân USB và hai chân Type-C. Đó, thì con này ứng dụng của nó khá là cao luôn. Hàng thì của nó cũng là hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ các bác này. Đấy, iPhone 14 Pro Max 20W. Và có 4 cổng sạc các nhá, 4 cổng sạc. Thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, sạc nhanh iPhone khác mà củ sạc đa năng khác. Các bác lưu ý giúp cho em để khi mình đặt hàng tránh nhầm lẫn nhá. Đó. Cái này thì em không lên là iPhone mà em lên là củ sạc đa năng nhá. Lên cho em là củ sạc đa năng này. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chân USB và 2 chân USB và 2 chân Type-C như này nhá. Đấy, dây dài thì khoảng 1 mét, rất là ngon lành luôn. Thì các bác lưu ý cho em là sạc nhanh iPhone là chỉ dùng cho điện thoại iPhone thôi, nó là củ kèm dây. Còn là củ sạc đa năng thì nó sẽ là một cái củ về nhà các bác tự cắm vào dây nhà mình nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm bộ ba nước hoa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Khi các bác được nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy. Thì nếu mà bác nào mà lấy phải cái hộp mà em đã bóc siêu rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Còn khi các bác nhận được hàng nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ ba nước hoa cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Bộ bao gồm cho các bác là 3 lọ nước hoa, mỗi lọ thì dung tích của nó sẽ là 30ml nhá. 30ml các bác này. Đấy, 30ml các bác nhá. Đó, mỗi lọ dung tích của nó 30ml. Và nó sẽ có 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau. Đấy, nam nữ đều dùng được hết nhá. Nam nữ đều dùng được hết. Đấy, nó sẽ có màu đen, màu vàng và màu hồng. Đấy, mùi của nó thì mùi thơm dịu nhẹ, rất là dễ chịu. Đấy, thơm dịu nhẹ, mùi thơm ngậy, dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Rất là hấp dẫn luôn. Nờ niếc rất là đẹp này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà cho gia đình, người thân hoặc người yêu, rất là ok luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Một bộ này của nó bao gồm là 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau. Mỗi lọ của nó sẽ là 300ml các bác nhá. Đấy. Ưu điểm là các bác được tới 3 lọ luôn với 3 mùi hương khác nhau. Rất là đẹp nhá. Đẹp lịch sự. Đựng trong hộp như này các bác có thể mua để làm quà cho anh em, bạn bè, người thân, nam nữ đều dùng được hết nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em là bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa này. Đó, bộ ba nước hoa Nhật, giá của nó sẽ là 150k cho 3 chai nước hoa như này. Tính ra vào chỉ có 50.000 cho một chai nước hoa thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thuốc trị diệt dán nhá. Đấy, con này thì siêu diệt dán rồi. Hàng thì nó sẽ là bán chạy số 1 của Nhật Bản luôn. Đó đây, bán chạy số 1 đứng đầu Nhật Bản luôn các nhá. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm là 12 viên. Đấy, đây các bác này. Đấy, nó sẽ là cái dạng viên và của nó sẽ là viên sinh học nhá. Đấy, sinh học nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đó. Đây, thì về nhà các bác bẻ rời ra cho em, từng viên một các bác bẻ rời ra để mình. Ở đây thì nó sẽ là thuộc dạng là thuốc sinh học cho nên nó rất là an toàn, không độc hại với người sử dụng nhá. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác thôi, chỉ có 50.000 cho một hộp 12 viên như này thôi. Các bác lên cho em là hộp thuốc dán nhá, hộp thuốc dán. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp 12 viên như này. Đấy, con này thì nó sẽ là trị dán to, dán nhỏ này, trứng dán này, rồi dán tổ các thứ hết được hết này. 1 2 3 4 này, 4 loại dán luôn, về nhà các bác
bẻ ra từng viên một, nó có 12 viên. Đấy, chị diệt dán dứt điểm cho các bác luôn. Đó. Đấy, các bác cứ để vào trong khu vực ví dụ như là tủ bếp này, tủ quần áo này, rồi các khu vực nào kiến dán hay trú ẩn là ok nhá. Đấy, lên cho em là hộp thuốc dán giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là hộp thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 50k. Đó, hộp thuốc dán nhá. Cầm cho anh cái lọ thuốc dán ra đây. Hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong cái hộp thuốc dán như này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, giá của nó sẽ là 50.000. Đó. Ngoài ra thì bên thuốc, bên shop có cả cái lọ các nhá. Đấy, cái lọ này thì nó sẽ là thuốc diệt kiến dán tận gốc này. Đấy, con này thì các bác cứ nhỏ vào cái đường đi của nó cho em. Đấy, cách dùng thì rất đơn giản thôi. Các bác nhỏ cho em là từ 5 đến 7 giọt này vào các cái khu vực như là đường đi này, hoặc là những cái nơi vực mà kiến dán trú ẩn nhá, là nó sẽ lan truyền và nó chết cả đàn luôn. Đó. Cái này thì bên shop bán là 10.000 cho một lọ như này, và bên shop bán từ 3 lọ trở lên nhá, bán từ 3 lọ trở lên. Đó, các bác lên mã giúp cho em là lọ thuốc diệt dán nhá. Đấy, thuốc diệt dán kiến này. Đấy, thuốc diệt kiến dán nhá. Đấy thì con này nó sẽ là dòng lọ, còn cái kia nó sẽ là hộp. Đấy, một lọ này của nó thì nó sẽ là bằng ngón tay cái, nó như lọ thuốc nhỏ mắt ấy nhá, như lọ thuốc nhỏ mắt ấy, bằng ngón tay cái như này. Các bác lên cho em là lọ thuốc dán nhá, lọ thuốc dán này. Lọ thuốc dán. Lọ thuốc dán giá của nó sẽ là 10k trên một lọ, và bên shop bán từ 3 lọ trở lên nhá. Đó, còn cái này thì nó là hộp rồi. Cái này các bác lên cho em là hộp nhá. Đấy, một loại là lọ. Hộp thì nó sẽ là 50k trên một hộp 12 viên. Còn lọ này thì nó sẽ là 10.000 cho một lọ thuốc như này các bác nhá. Đấy, 10.000 một lọ thuốc như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đó là cái viên giặt xả quần áo nhá. Các bác lên cho em là viên giặt xả quần áo. Một hộp này. Một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 5 gói nhá, một hộp là 5 gói. Thì bên shop bán lẻ sẽ là 20.000 cho một gói như này. 20k trên một gói như này. Cái này thì nó rất là nhiều công dụng luôn, rất là nhiều công dụng cho một cái gói viên giặt xả như này. Các bác lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả này. Cái này thì vừa giặt vừa xả luôn. Viên giặt xả giá của nó sẽ là 20k trên một bịch như này. 20k trên một bịch nhá. Đó, còn mua cả hộp thì sẽ là 80k trên một hộp. 80k trên hộp thì nó sẽ có cho các bác là 5 bịch nhá. Đấy, một hộp thì sẽ là 5 bịch. Đấy. 80k trên hộp trên 5 bịch nhá. Còn là mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch, một bịch là 20 viên. Bịch là 20 viên thì các bác khi mà các bác dùng mình sử dụng ấy, thì mình có thể là sử dụng cho em là từ 3 đến 5 viên tùy theo lượng quần áo nhá, tùy theo lượng quần áo. Thì tính ra các bác mua lẻ thì mới có mất có 1.000 viên thôi, còn một lần giặt thì các bác mất khoảng 2-3.000 hoặc 5.000 tùy theo. Đó. Thì công dụng của nó thứ nhất là sạch này, đấy, sạch này, đấy. Sạch thơm này. Thứ hai là tẩy trắng này, đấy. Sạch thơm và tẩy trắng nhá. Đó, sạch thơm tẩy trắng. Đấy, sạch thơm tẩy trắng luôn, rất là tiện dụng nhá. Thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Đó. Thì một bịch hoặc một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 bịch. Thì các bác có thể mua theo hộp hoặc là mua lẻ cũng được. Một hộp này sẽ là 80k nhá, 80k trên một hộp như này. Còn mua lẻ sẽ là 20k trên một gói nhá, 20k trên một gói. Đó, còn mua cả hộp này thì sẽ là 80k trên một hộp nhá. 80k một hộp. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái xịt RP7 nhá. Các bác lên cho em là xịt RP7. Con này thì hàng nó sẽ là công nghệ của Australia và sản xuất ở Thái Lan nhá. Công nghệ của Australia, sản xuất ở Thái Lan. Đó, thì về nhà các bác xịt lên các cái bề mặt, ví dụ như là các cái khu vực nào mà nó bị rỉ sét này, hoặc là bị đây, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, làm ngưng hẳn tiếng kêu phát ra từ các vật liệu cọ sát này, rồi là bôi trơn này các bác nhá. Đó. Lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 35.000. Đó. Lên mã giúp cho em là xịt RP7 này, xịt RP7. Giá của nó sẽ là 35k cho một 35k cho một hộp xịt RP7 như này nhá. 35.000. Đó, 35.000 cho một hộp xịt RP7 như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì cũng rất là tốt cho bác luôn. Rồi ok. Ẩm LED pháo hoa bên shop lại cập nhật để gửi tới các bác nhá. Đó. Rất là kinh điển luôn các bác nhá. Một cái siêu phẩm rất là kinh điển để gửi tới các bác luôn. Đó, đây. Chế độ nháy rất là nhiều luôn các bác nhá. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Bùm. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Rất nhiều chế độ với nhiều biểu màu khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, em đang điều chỉnh cho các bác xem đây. Đấy, tay em đang bấm điều khiển để điều chỉnh nhá. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Đó. Nháy ra, nháy vào này, thu ra, thu vào này. Rất nhiều chế độ luôn. Đó. Con này dùng thì cực kỳ là đã các bác nhá. Đó, rất là đã luôn. Đấy. Rất nhiều chế độ.
với nhiều cái kiểu nháy khác nhau. Đó, em đang hello chào bác nhé. Hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm rất là hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái led pháo hoa nhé. Các bác lên cho em là nháy pháo hoa đi, nháy pháo hoa tại vì nó có nhiều chữ led rồi. Lên cho em là nháy pháo hoa nhé. Đấy, nháy pháo hoa này. Đó, giá thì năm nay về giá rất là tốt cho bác luôn. Năm ngoái bên em bán là 250.000, năm nay 250k nhá. Về cho bác giá chỉ còn là 180k thôi. 180k cho một bộ là nháy pháo hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần như này để về các bác cắm này. Đấy. Cái này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em nhé. Đó, và một cái lõi này. Một cái lõi thì các bác cắm đúng phần tia cho em. Đó, và một bộ điều khiển nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ combo 3 món như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB ổ cắm điện thoại nhà mình nhá. Đó. Đây em sẽ cắm kết nối cho bác xem luôn. Nó sẽ có một cái phần dây như này. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Bỏ cho anh cái kéo ở đây nè. Đấy thì các bác cứ cắm cho em từng cái một nhá. Đầu tiên là các bác cắm cái này vào cổng USB này. Đấy, cắm cái này vào cổng USB cho em. Đó. Cắm cái này vào cái cổng USB các bác nhá. Đó. Thì đây, các bác cắm vào cái cổng USB cho em. Đó. Khi mà mình các bác cắm vào ổ USB là nó sẽ lên như này nhá. Nó sẽ lên nháy như này các bác này. Bật cái quạt. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, các bác lưu ý là cắm cái USB, cắm cái ổ điện vào, cắm cái đầu USB này vào cái ổ chân cắm sạc nhá để cho nó lên nhá. Đấy, khi đã lên rồi thì các bác bắt đầu là mình lấy kéo mình cắt cái này ra cho em này. Cái này nó là dạng là led nháy và nó dán nhá. Thì khi các bác kết nối ấy, thì đầu tiên là các bác cắm cho em là khi mà nó vào cái phần này là nó là cái phần cái đuôi nhá. Cái phần đuôi thì các bác cắm đúng vào cho em vào cái rắc của cái chân màu vàng này. Đây, cắm đúng vào cái chân màu vàng này cho em. Đó. Cắm cái chân màu vàng này cho em nhá. Đấy. Nó sẽ có là cái chân màu vàng như này. Thì các bác cắm vào thì cái này nhiều khi nó dán nó sẽ bị lệch. Thì các bác kết nối cho em thì nó chỉ có một trong hai cái chân này thôi. Thì nó sẽ có là một trong hai chân. Thì các bác cứ kết nối làm sao cho nó ăn vào là được. Sau đó thì các bác tiếp tục bóc ra nhá. Nó sẽ có các cánh như này. Và các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em. Cắm nối tiếp vào cho em như này. Đấy, ví dụ cắm mà cánh này nó lên là ok. Vậy như này là lên rồi các bác nhá. Đấy, như này sẽ là lên rồi các bác này. Đó, thì ví dụ như cái này nó sẽ là lên như này này. Đấy, thì sau đó các bác là cứ tiếp tục là mình cắt tiếp ra nhá. Đấy, cắt tiếp ra cho em. Đấy. Thì đây nó sẽ có là các cái phần như này để các bác bóc ra để mình dán lên tường mà. Đó, sau đó thì mình cắt ra, mình lại cắm tiếp vào cho em. Cứ cắm lần lượt như này. Cắm bao giờ đến hết các cánh thì thôi nhá. Đấy, cắm lần lượt như này. Cắm đúng đầu đúng rác cho em. Bao giờ hết cánh thì thôi. Đấy các bác thấy không? Đó. Và cứ bóc ra. Đấy các bác cứ bóc ra như này. Bóc ra này mình cắt ra mình dán vào cho em. Cắt ra mình cắm vào cho nó lên nhá. Cắm vào cho nó lên. Đó, cắm hết lượt rồi cho em. Đấy, đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy, cái video này em sẽ giới thiệu rất là chi tiết nhá. Các bác cứ cắm hết lượt này cho em. Cho cái cánh này nó lên này. Sau đó thì các bác có thể là dán trực tiếp lên tường này, lên phòng ngủ, khách sạn này, nhà hàng để các bác để co trang trí nhá. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ dán lên cho các bác xem nhé. Đấy, tí nữa em sẽ bóc xem là xong là em sẽ dán lên cho các bác xem. Sau đó thì em sẽ điều khiển các cái chế độ cho các bác xem nhé. Đó. Điều khiển các cái chế độ cho các bác xem. Con này thì nó sẽ có các cái cánh này. Các bác cứ cắt ra nhá. Nó sẽ có phần băng dính để mình dán được luôn. Đấy, nháy rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Giá thì một cái bộ led pháo hoa như này sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Đó. Bộ này thì đỉnh cao luôn, rất là đẹp. Đó, và nó sẽ có các cái cánh như này. Đấy, đây em sẽ cắt ra sau đó thì em sẽ dán lên cho các bác xem. Đó. Nó sẽ có từng phần này nhá. Cái dây của nó là dây dính này của nó sẽ là hết vòng. Thì các bác về các bác cứ cắt ra hết lượt là xong. Đó. Cắt ra cho em. Đó. Cắt hết lượt ra cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho một bộ led pháo hoa như này thôi. Đấy. 180.000 thôi nhá. Đó. Sẽ có miếng dán như này về nhà các bác dán lên tường cho em là ok luôn. Đó. Các bác cứ cắm lần lượt vào như này cho nó lên hết. Đấy, cho nó lên hết lượt đi. Sau đó thì mình bóc ra mình dán lên tường cho em là ok nhá. Đấy, của nó thì nó sẽ đủ cánh cho anh em cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó. Đủ cánh cho anh em luôn, cho các bác luôn. Đó. Rồi. Sau đó thì nó sẽ khi mà đã lên hết như này rồi nhá thì các bác có thể dùng điều khiển để mình điều chỉnh nhá. Đây. Đấy, điều khiển thì khi các bác điều khiển thì các bác cắm vào cái ổ USB này cho em nhá. Cắm vào cái chân
điều khiển với cổ USB này nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ nháy ra nháy vào này, các chế độ nháy các kiểu con này đều luôn nhá. Nó rất là ngon luôn. Đấy, các màu như này này. Đó, bây giờ em sẽ dán lên tường cho các bác xem nhá. Đây các bác nhá. Đấy, khi mà mình bật lên là nó sẽ như này các bạn này. Đấy. Và cái điều khiển này thì nó sẽ điều chỉnh được các chế độ nhấp nháy khác nhau nhá. Đấy. Em sẽ điều chỉnh hết các chế độ cho bác xem này. Đó, các bác thấy không? Rất chất lượng luôn nhá. Đó. Đây thì em chỉnh cái chân quay cho nó cố định để cho các bác ngắm nghía cho nó đẹp. Đó, đây. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, và có thể điều chỉnh các chế độ này. Đấy. Các bác thấy không? Rất nhiều chế độ điều chỉnh cho các bác xem luôn. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó, đây từng chế độ một luôn. Chế độ này là chế độ auto này. Đó, auto là nó sẽ tự đổi màu này các bác này. Đấy, chế độ auto này. Đó, chế độ auto này. Tiếp theo thì đến chế độ bắn liên hồi này. Đó. Đấy, cái này là bắn lên nhá. Đấy, cái này là bắn xuống này. Đó, các bác thấy không? Đây. Cái này là bắn tung tóe này. Đấy. Đấy, cái này thì lại nháy theo kiểu là theo nhịp này. Đấy, rồi bắn liên tục các bác này. Đó. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất nhiều chế độ luôn các bác này. Đó. Nháy ra, nháy vào nha, rất nhiều chế độ luôn. Con này thì cực kỳ là hit hot luôn nhá. Năm ngoái bên shop bán rất là nhiều các bác nhá. Đó. Nó rất là nhiều cái kiểu nháy, chế độ nháy khác nhau. Đó. Đây là em đang điều khiển bằng cái điều khiển từ xa nhá. Đó đây. Con điều khiển từ xa này các bác này. Đó, em đang bấm điều khiển từ xa để em điều chỉnh đấy. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Đấy. Đây. Đấy, nháy thu vào này, nháy thu ra này. Đó, rất là nhiều chế độ nha các bác nhá. Đó. Đây. Đảo màu các kiểu con này đều luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, nháy vào, nháy ra này, bắn tứ lung tung luôn các bác. Đẹp chưa? Đó. Rất chất lượng các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó. Nháy liên hồi luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Ui giời. Tung tóe luôn các bác này. Đó. Bùm. Đấy. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh lựa chọn các bác nhá. Đó, nháy ra, nháy vào này. Bắn lên, bắn xuống này. Ấy, coi theo. Rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhé, hàng của thương hiệu Mega Hau, được phân phối và nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Mega Hau nhé. Đấy, có địa chỉ đàng hoàng, có tem bảo hành các thứ đàng hoàng, các bác yên tâm sử dụng nhé. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và con này thì nó sẽ là một trong những cái dòng ấm cực kỳ là chất lượng nhá. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một cái con lưới lọc inox như này, inox 304 nhá, một con lưới lọc inox như này. Thì con này dùng nó rất là thích, ví dụ như các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại chất mình pha chế vào đây thì mình bỏ vào, sau đó thì mình đậy nắp lại là mình đun thôi. Thì nó rất là tiện. Ví dụ các bác pha chè, pha cà phê, pha các cái loại hạt các thứ đều ok hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là công suất của nó sẽ là 2000W này, sử dụng điện 220V và 1.8L nhá, 1.8L. Đấy, dung tích của nó là 1.8L, rất là thuận tiện cho bác sử dụng luôn. Mắc của nó là 1.8L nhá, hàng trắng hàng bằng thủy tinh nhá. Bằng thủy tinh thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đây em sẽ test thử đun cho bác xem này. Đấy. Đây khi mà đun thì nó sẽ đây em sẽ cho nước vào đun cho bác xem nhá. Đấy, cái này thì em vừa lấy cho nước vào rồi. Đó, đây các bác này. Đây. Cho nước vào ấm này. Đó, cho nước vào ấm nhá. Sau đó thì đây em phải cho nước sôi vào rồi. Đây các bạn này, đấy, bật là nó sẽ lên này. Khi bật đèn, khi mình đang đun mà bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh này nhá. Đấy, nó sẽ lên màu xanh như này này các bạn này. Đó, thì rất là nhanh sôi luôn các bạn nhá. Đấy. Khi đun bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh như này. Dung tích của nó sẽ là 1.8L nhá. Con này thì nó sẽ là hàng xuất đi rất là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, Ý này, Italia, Hàn Quốc này, rồi Ả Rập này. Đó, hàng xuất đi mấy chục nước luôn. Rất là uy tín các bạn này. Đó, dung tích của nó là 1.8L nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Điện 220V 50Hz, công suất của nó sẽ là 2000W nhá. Siêu nhanh sôi luôn nhá, siêu nhanh sôi luôn. Đấy. Thì khi mà nó đun thì nó sẽ là có cái đèn màu xanh ở đây. Đây, có cái đèn màu xanh này các bạn này. Đấy, có cái đèn màu xanh đây các bạn này. Đấy, còn khi mà nó ngắt thì nó sẽ mất cái đèn. Đó, sẽ là tự ngắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Hàng thì các cái phần kết nối này của nó đều là 100% là bằng đồng hết nhá. Đấy, các phần kết nối điện này đều bằng đồng hết này. Kết nối điện bằng đồng hết cho nên các bác dùng nó rất là thích luôn. Đó. Kể cả cái phần đế này cũng thế này, cái phần đế này.
Đấy, kết nối điện bằng đồng và có bo inox như này, rất là đẹp, sáng bóng đẹp này. Kết nối lấy điện đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng vàng au luôn, rất là đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức, giá của nó sẽ là 290.000 thôi, giá cực tốt luôn. Đấy, ấm siêu tốc Đức nhá. Đó. Ấm siêu tốc Đức này, đó, ấm siêu tốc này, bỏ ra anh cái ấm Hàn luôn. Ấm siêu tốc Đức này, giá của nó sẽ là 290k nhá, 290k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán nhá. Đó, con này thì dung tích của nó sẽ là 1,8 lít. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác một cái phần lưới lọc như này nhá. Đấy, có một cái phần lưới lọc như này thì các bác cho trà, cho cà phê, rồi ngũ cốc, rồi các kiểu con này điều vào đây, rất là ok, rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, giá này cũng rất là hợp tình hợp lý và sản phẩm cũng rất là chất lượng nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một cái dòng ấm của Hàn Quốc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc, công suất thì 1500W, điện 220V, và con này thì nó to hơn, dung tích của nó sẽ là 2,5 lít. Con này thì nó sẽ là một dòng ấm siêu tốc bình thường thôi, nó sẽ không có lưới lọc nhé, không có lưới lọc. Đấy, và bên trong của nó thì bằng inox đây, 2,5 lít này, bên trong của nó bằng inox nhá. Đấy, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn, bên trong bằng inox siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây. Đấy. Hàng thì sẽ là điện 220V này. Đấy, 50Hz này, 1500W và 2,5 lít nhá. Rất là ok cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn, dung tích 2,5 lít, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây. Đấy, khi đun thì khi cắm điện mà thì nó cũng có đèn báo các bạn. Đây, sẽ có một cái đèn báo ở đây các bạn này. Đấy, có đèn báo xanh này. Đây, màu xanh các bạn này. Đấy, em tắt đi này. Màu xanh ở chỗ tay em che này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ nhìn hơi tối một chút, qua màn hình thì nó không rõ lắm đâu. Đây các bạn này, màu xanh này. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc Hàn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Hàn Quốc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc. Đó, có ấm của Đức, ấm của Hàn. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái giá cả thì cũng khá là hợp lý cho các bác lựa chọn thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng kéo rất là chất lượng cho các bác nhá, rất chất lượng. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho bác, hàng nội địa của Nhật này, cực kỳ là cao cấp luôn. Japan nhá. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần cho em cái đầu ấy vào đây, cái đầu cái xào hoặc cái típ ở đây là xong. Đó, thì mình cắt thôi. Và đây nó sẽ có thêm cái đầu cưa nữa, về nhà các bác lắp cưa vào là xong. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá, kéo cành này. Đấy. Kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao. Bên shop bán rất là nhiều mẫu kéo cho nên là các bác lên đúng mã cho em, 130k nhá. 130.000 cho cái kéo cành trên cao như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp cho em một cái xào và cái đầu này thôi, sau đó thì mình lắp đầu cưa vào là mình cắt thôi, nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Các bác có thể cắt được những cành nhỏ, cành to thì mình lại lấy cưa ra mình cưa luôn. Đó, sẵn đầu cưa như này rồi, về nhà chỉ cần lắp vào cái xào này là xong, rất là tiện dụng các bác này. Đấy, cắt này, cắt thì nó có dây có quai đeo cho mình rồi, có dây có quai đeo, có tay cầm. Đấy, cắt rất là ngọt luôn, thì vừa cắt vừa cưa mà cái giá nó rất là hợp lý, chỉ có 130.000 cho cái bộ sản phẩm này thôi. Các bác nên mua nhé. Đây, dây dù thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét để các bác đưa lên cao nhé, và có cưa luôn. Đấy, có lò xo cắt đẩy cực kỳ là ngon, giá chỉ có 130.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô, đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox, bên shop thì bán theo combo như này. Một hộp này của nó sẽ là 100 cái nhá, 100 cái, hàng của thương hiệu Guda của Nhật, và nó sẽ là dòng lưỡi cắt đỏ nhá. Đấy, lưỡi đỏ là một trong những dòng lưỡi cực kỳ cao cấp rồi. Một hộp này của nó là 100 chiếc nhá. Hộp này 100 viên, 100 lưỡi các bác nhá, 100 lưỡi. Đây, kích thước của lưỡi là cái thông số này các bác nắm cho rõ này. Đấy, 107 nhân với lại 1.2 này. Đấy, cái đường tròn này của nó là 107 này, tròn này 107 này. Chiều dày là 1.2 và chiều rộng của lưỡi là 16mm nhá. Đấy, 16mm đó. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bên shop bán theo combo nhá. Bán lẻ thì sẽ là từ 5 chiếc trở lên. Mên lưỡi cực kỳ là dày luôn, mên lưỡi cực kỳ là dày cho nên các bác cắt thì không bao giờ lo bị vỡ lưỡi và bị bật vào mặt. Đấy, nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá. Đấy, ví dụ nó bị quăng quật thì nó sẽ sụn ra. Đấy, chứ không bao giờ nó bị bay cả mảng vào mặt đâu. Đó, hoặc bay cả mảng ra ngoài rất nguy hiểm nhá. Đó, và cái lưỡi cắt này thì nó sẽ có 3 loại là xanh, đỏ và vàng. Xanh, vàng, đỏ, vàng, đỏ, xanh. Thì lưỡi đỏ này là lưỡi cao cấp nhất rồi. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đó. Lưỡi cắt sắt inox này. Đó, lưỡi cắt sắt này.
Đấy, inox này. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. 5 cái thì sẽ là 35k này, 5 cái là 35.000. Đấy. Và một dây này của nó là 25 chiếc này, 25 chiếc nhá. Đấy thì bán theo dây. Đó, ví dụ như là 5 cái này, 5 cái là bằng 35k nhá. Đó. Một dây là 25 cái là sẽ là bằng 130.000. Đấy. Và 50 cái thì sẽ là bằng 220k và bao ship nhá. Và 100 cái thì sẽ là 380k và cũng bao ship luôn. Đấy thì mua càng nhiều giá càng tốt. 100 cái là 380.000, tính ra là vào chỉ mất 30.000 ship, còn có 35.000, tức là vào có 3.500 cho một cái thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. 3.500 cho một lưỡi như này. Đấy, bác nào làm thợ làm nghề thì nên mua cả hộp này luôn. Đấy, có hộp sẵn như này về nhà các bác đựng nó cũng rất là ngon. Đấy, rất là tiện dụng này. Đấy, có hộp sẵn này rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình xịt inox nhá. Các bác lên cho em là xin lỗi các bác là xịt chống thấm nhá. Để xịt chống thấm thì nó sẽ là một cái dạng bình xịt như này. Đấy. Và con này thì nó cực kỳ là hiệu quả luôn khi các bác xịt lên các cái bề mặt này. Đấy, xịt lên các bề mặt như này. Đấy. Nó sẽ là thuộc dạng cao su non như này. Khi xịt lên các bề mặt thì nó sẽ phủ, nó sẽ là nano nhá. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái phần bị thấm rột này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng nano bọt như này. Đấy. Và nó sẽ phủ lên các cái phần thấm rột nhá. Và nó rất là hiệu quả luôn. Đấy, các bác thấy không, em vừa xịt xong mà nó đã phủ kín các cái phần khe kẽ như này rồi. Đó, và các bác để khô là nó sẽ rắn như đá luôn nhá. Thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong công nghệ chống thấm rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bình xịt chống thấm như này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá của nó sẽ là 50k xịt chống thấm này. Giá sẽ là 50.000 cho một bình như này. Đó, xịt chống thấm. Xịt chống thấm này. Đó. Xịt chống thấm giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trên một cái bình xịt chống thấm như này. Dung tích của con này thì nó sẽ là 450ml nhá. 450ml các bác dùng thì rất là ok. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, sản phẩm test thực tế cho các bác xem luôn nhá. Xịt ra thực tế cho bác xem luôn này. Đấy, nó sẽ phủ lên các cái phần vết nứt này. Đấy, vết nứt vết thấm rột ở trên tường, trên các cái bề mặt rất là ok. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Các bác này. Đó. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông. Đó, rất là ok luôn các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Các bác lên cho em là đèn bão đây. Đấy các bác này. Đấy. Cái phần em vừa xịt đây này. Đấy, nó khô dần và nó sẽ thấm, nó sẽ phủ lên các cái phần bị vết nứt nhá. Đấy, nó là cao su non cho nên là nó có sự đàn hồi rất là tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn bão này. Con này rất là tiện luôn. Đấy thì mưa gió bão bùng các bác có thể dùng để mình sử dụng này. Con này thì hai chức năng, vừa là đèn sáng này, vừa là quạt mát luôn. Quạt của nó rất là mát các nhá. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó kêu rất là mạnh luôn. Đấy, vừa làm quạt vừa làm đèn được luôn. Đó đây. Và có tấm pin năng lượng mặt trời để các bác có thể sạc năng lượng mặt trời đề phòng khi bão gió mất điện nhá. Rất là tiện này. Đấy, ăn cơm ăn nước các bác chỉ cần kéo lên như này hoặc treo lên cho em rất là tiện luôn. Quai sách như này rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con đèn như này thôi. Vừa làm đèn vừa làm quạt mát rất là tiện luôn. Đấy, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy, ngoài ra thì ở đây các bác còn có thể lắp được cả pin con thỏ nữa nhá. Các bác có thể lắp được pin con thỏ nhỏ nữa, các bác có thể lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây nếu như mà hết pin năng lượng mặt trời. Đó, đề phòng mất điện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Quạt thì rất là mát và đèn thì rất là sáng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho một con đèn bão như này. Lên mã cho em là đèn bão, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con bình thể thao các bác nhá. Các bác lên cho em là bình thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80k cho một con bình 1 lít như này thôi. Lên cho em là bình thể thao. Bình thể thao này các bác có thể dùng để đi tập mà thể dục thể thao này, hoặc là đi học, đi chơi, đi làm, đi công tác đều được hết nhá. Đấy, bình dung tích của nó 1 lít, giá sẽ là 80k cho một con bình như này. Đấy. 80.000 nhá. Con này thì giá quá là hợp lý cho các bác rồi. Đây, nó sẽ là một con bình như này các bác này. Bên shop về thì nó sẽ là màu theo lô, có lô thì nó sẽ là màu inox và có lô thì nó sẽ là màu đỏ nhá. Đấy, có lô thì màu đỏ, có mô lô màu inox. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lô này thì nó về thì toàn bộ là màu inox hết nhá. Màu inox sáng bóng rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì giữ nóng giữ lạnh này, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn.
có một cái quai bằng da như này, quai bằng da này để các bác đeo rất là tiện này. Đấy. Và đây là cái nắp của nó này, nắp gioăng cao su hết nhá. Và hàng này thì nó sẽ là inox 316 các bác này. Đấy. Inox 316 thì là một trong những cái dòng inox cực kỳ là an toàn cho các bác sử dụng đồ ăn đồ uống nhá, là rất là an toàn luôn. Inox 2 lớp nhá, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đó, hàng rất chất lượng và tuyệt vời cho các bác. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý rồi. Chỉ có 80.000 cho một cái bình thể thao này thôi. Dung tích là 1 lít nhá. Các bác có thể mua để mình sử dụng hoặc là cho con cháu nhà mình mang đi học, đi làm, đi công tác đều được hết. Cái giá nó rất là hợp lý, chỉ có 80.000 thôi cho một cái bình như này. Inox 316 này, tốt cho sức khỏe này. Đó. Và giữ nhiệt tốt này, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng theo mặc định của nhà sản xuất đây. Thì các bác lên mã giúp cho em là bình thể thao nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con bình thể thao như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình thể thao này thôi. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cà lê 8 đầu nhá. Các bác lên cho em là cà lê đỏ. Cà lê 8 đầu đỏ này, giá của nó sẽ là 100 cành. Đó. Cà lê 8 đầu đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100.000 nhá. 100 cành cho con cà lê 8 đầu đỏ này. Đây, sản phẩm sẽ là một con cà lê như này. Hàng nó sẽ là thuộc dòng hàng bãi Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Hàng bãi Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Một con này thì nó sẽ có 8 số nhá, sẽ có 8 kích thước khác nhau. Đầu tiên của nó sẽ là số của nó sẽ là, đầu tiên sẽ là 8 10 này, 8 10 11 13. Đầu nhỏ này sẽ là 8 10 11 13 nhá. Kích thước của nó sẽ là 8 10 11 13. Và đầu to này của nó sẽ là 14 17 19. 14 17 19 nhá. 14 16 17 19, 14 16 17 19 các bác nhá. Đó. Thì đây là các cái kích thước phải nói là rất là phổ thông, các cái loại ốc phổ thông để các bác có thể dùng mình sửa chữa lặt vặt trong gia đình, hoặc các bác nào làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Có bi có cá này, các bác có thể dùng để xoáy dọc như này hoặc là xoáy ngang tay như này. Đấy, có thể là dùng xoáy dọc xoáy ngang tay như này tùy theo. Đấy, có thể xoáy dọc như này hoặc là xoáy ngang tay đều được hết nhá. Hàng mạ chrome, thép mạ chrome sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn. Hàng rất chất lượng nhá. Đó. Rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, và nó sẽ là một cái dạng là đầu như này. Các bác chỉ cần sập ốc là xoáy là xong thôi. Lên mã giúp cho em là cà lê 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100 cành nhá. Đấy. Cà lê 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100.000 cho con cà lê 8 đầu đỏ này. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Nó sẽ là một con vòi như này. Đấy, giúp cho các bác tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Và đây thì nó sẽ là một con vòi kèm thêm cho các bác là 3 cái cút nối luôn nhá. Một vòi kèm 3 cút nối như này. Thì về nhà các bác có thể là kết nối với các cái đầu dây và đầu nguồn nước nhà mình. Đây, một đầu này thì các bác kết nối với dây, sau đó thì kết nối vào cái này cho em này. Đó, kết nối vào đây cho em. Đó, rất là ok luôn nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Thì đầu này sẽ điều chỉnh để giúp nước chảy theo kiểu hoa sen hoặc là như nào đấy thì tùy mình điều chỉnh nhá. Đấy, tùy mình điều chỉnh cái đầu vòi này, rất là tiện luôn. Và tất cả các phần kết nối này của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết các bác nhá, đều bằng đồng hết. Rất là chắc chắn luôn, đầu vòi xịt cũng bằng đồng hết luôn. Đấy, thì kết nối về nhà các bác kết nối vào các cái nguồn dây như này, các nguồn dây như này các bác này, giúp tăng lực áp lực nước rất là tốt luôn. Lên mã giúp em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, vòi đồng tăng áp. Giá sẽ là 50.000. Vòi đồng này, tăng áp này. Vòi đồng tăng áp, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mà bây giờ đã 20.000 một lần rồi đấy à. Đấy, gặp trời mưa dầm, cứ 3-4 ngày lại phải đi rửa. Tính ra một tháng tốt hơn 300.000 tiền rửa xe. Các đấy, bác à, rất là tiện nhá. Mua máy rửa xe xịn sò thì cũng tốt. Cái này của họ thì rồi. Nó không có đai nhá, của em có cả đai cho các bác luôn. Đấy. Rửa xe tăng áp xịt này rất là mạnh này. Thấy cũng ổn áp phết các bác à. Chắc do nhà em gần đài nước nên đấy, họ còn bán 79.000 luôn. Con xe gì ớt nên rửa tại nhà như thế này cho tiết kiệm ạ. Với lực nước thế này thì rửa xe ok rồi đấy ạ. Tưới cây, xịt rong rêu cũng được ạ. Đấy, rất là mạnh luôn. Ở chỗ luôn các nhá. Bác, rửa xe máy một lần tốn bao nhiêu rồi ạ? Chỗ em dưới quê mà bây giờ đã 20.000 một lần rồi đấy ạ. Gặp trời mưa dầm, cứ 3-4 ngày lại phải đi rửa. Tính ra một tháng tốt hơn 300.000 tiền rửa xe. Các bác ạ. Mua máy rửa xe xịn sò thì cũng tốn vài triệu rồi, lại tốn tiền điện nữa. Em mới dứt bộ vòi rửa xe tăng áp này 79.000, thấy cũng ổn áp phết các bác ạ. Chắc do nhà em gần đài nước nên lực ra rất mạnh. Nhà có một con xe CZ ớt nên rửa tại nhà như thế này cho tiết kiệm ạ. Với lực nước thế này thì rửa xe ok rồi đấy ạ. Tưới cây, xịt rong rêu cũng được ạ.
Đó, rất là ok nhá. Lên cho em là vòi đồng tăng áp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho con vòi đồng tăng áp này. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng xịt chuột nhá. Các bác lên cho em là xịt chuột này. Đấy, con này thì chuyên xịt chuột. Chuyên xịt chuột coi nhá. Đấy, nhà bác nào mà có chuột mà hay nó trú ẩn trong nhà hoặc là các cái đường đi lối lại thì các bác xịt vào cho em. Đó, xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Giá sẽ là 35k cho một lọ xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Hàng nội địa của Nhật này, hạn sử dụng năm 2026. Hàng này thì bên Nhật nó chuyên sử dụng trong các cái thành phố lớn nhá. Nó bán rất là nhiều luôn. Có lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Giá của nó sẽ là 35k. 35k trong chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn này. Có kèm cho các bác một cái đầu vòi xịt như này nhá. Có kèm các bác một cái đầu vòi xịt này rất là ok luôn. Lên mã cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn, giá sẽ là 35.000. Đấy, chuột nó sẽ bỏ đi hết luôn các bác này. Đó, bên Nhật nó chuyên dùng trong các khu vực như là nhà các cái khu vực thành phố lớn này hoặc là nhà hàng khách sạn này. Đấy, nơi nhiều chuột trú ẩn nhá. Đó, và các bác nhà dân mình cũng dùng ok. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái chai xịt muỗi nhá. Các bác lên cho em là xịt muỗi nhá. Con này thì cũng là hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên đuổi muỗi rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Đấy, con này ngoài xịt muỗi thì nó còn đuổi được cả muỗi, cả kiến, cả rán nhá. Muỗi, kiến, rán, nhưng mà trọng tâm thì vẫn là muỗi nhá. Trọng tâm thì vẫn là muỗi. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là xịt muỗi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. 40.000 cho một chai xịt muỗi như này các bác nhá. Các bác lên cho em là xịt muỗi, giá của nó sẽ là 40k. Cũng có kèm cho các bác một cái đầu vòi xịt như này các bác này. Các bác lên cho em là xịt muỗi, giá sẽ là 40.000. Đấy, con này thì chuyên muỗi, kiến và rán thì các bác cứ xịt vào cho em là hết luôn các bác nhá. Đó, đặc biệt là muỗi các bạn. Đó, thì con này giá sẽ là 40.000. Các bác cứ xịt ra khu vực nào mà nhiều muỗi. Đấy, nhiều muỗi, nhiều kiến, nhiều rán là ok. Lên cho em là các bác lên cho em là xịt muỗi nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, giá của nó sẽ là 40k. 40k cho chai xịt muỗi này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái giỏ. Các bác lên cho em là giỏ hái hoa quả nhá. Đấy, các bác lên cho em là vợt hái hoa quả này. Vợt hái hoa quả. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một cái vợt này và hái hoa quả như này. Con này cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác lên cho em là vợt hái hoa quả này. Đó. Vợt hái hoa quả này. Vợt hái hoa quả nhá. Đấy, vợt hái hoa quả. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái vợt hái hoa quả như này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Thì về nhà các bác chỉ cần là lắp cho em một cái đầu ống tiếp hoặc là một cái cành cây vào đây. Đấy, một cái cành cây vào đây, một cái xào vào đây. Sau đó thì ví dụ các bác bứt xoài, bứt ổi, bứt nhãn, bứt các loại quả thì các bác sập vào đây cho em là ok. Sau đó thì mình giật đi. Đó. Giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Hai trái cây đây các bác này. Đa năng tiện dụng. Sản phẩm không thể thiếu cho nhà nông mùa thu hoạch. Các loại quả như này các bác chỉ đưa vào là mình giật là xong. Đấy. Có thể hái được loại quả ở mọi độ cao. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Siêu bền đẹp, thao tác đơn giản, lắp đặt dễ dàng, nhanh. Rất là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ba móng Đức nhá. Các bác lên cho em là bộ ba móng Đức thì đây nó sẽ là một cái dòng chuyên để các bác vệ sinh chân tay. Vệ sinh móng chân, móng tay nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt. Chỉ có 100k cho cái bộ ba bấm móng Đức như này thôi. Bình thường nếu các bác mua bình thường thôi đã cũng đã phải mất mấy chục nghìn một cái rồi. Mà đây bên em bán một cái bộ hàng của Đức xịn sò như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức như này. Đấy, bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng nhá. Đấy, một cái bấm to này, một cái bấm nhỏ này. Đấy, và một cái bấm khóe nhá. Một cái con này nó có thể bấm được cả khóe luôn. Đấy, bấm được cả khóe như này. Đây, để đưa vào cái khóe tay, khóe chân mình bấm nhá. Đấy, bộ ba bấm móng như này. Và hàng này của nó thì nó sẽ có cả cái phần để cho các bác đựng các cái phần móng chân, móng tay nó rơi vào đây này. Đấy, cắt thì khi cắt nó sẽ rơi vào các nhá. Thì các bác chỉ cần bấm đi cho em là xong. Đây. Đấy, các cái khóe tay, khóe chân các bác đưa vào mình bấm này thì nó rất là tiện nhá. Đấy, ví dụ bác nào mà có những khóe tay, khóe chân thì mình đưa vào mình bấm đi. Đó. Rất là tiện luôn. Hoặc là các bác có thể dùng hai con này, tổng là ba con nhá. Tổng là ba con cho một cái bộ bấm móng như này. Ba con như này, bấm rất là ngon luôn, có cả bấm cả mài cho các bác nhá. Cả bấm cả mài luôn. Rất là ngon. Và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, bấm thì thôi rồi luôn các bác. Đấy. Rất là sắc bén và ngon nhá. Và giá thì shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý thôi. Đó, bấm rất là ngon nhá. Các bác lên cho em là bộ
bộ ba bấm móng nhá, bộ ba bấm móng Đức, giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đó, 100k cho bộ ba bấm móng Đức như này. Đấy. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Đó. Bộ ba móng Đức này. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba này. Bộ ba móng Đức. Móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một hộp bộ ba móng Đức như này. Rất là tiện dụng luôn để cho các bác sử dụng mình vệ sinh móng tay móng chân. Đấy, làm đẹp rất là tuyệt vời luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi tưới cây nhỏ giọt nhá. Các bác lên theo là phễu tưới cây nhỏ giọt, nó sẽ là một con phễu như này. Thì về nhà các bác chỉ cần là xoáy vào cái chai coca hoặc là chai nước cam, sau đó thì mình cho cái này xuống này. Đấy, xoáy vào đây sau cho xuống, sau đó thì mình cắm vào các cái phần cây các bác nhá. Đấy, các cái phần kia gốc cây để cho nó nhỏ giọt dần ra, nhỏ giọt dần ra. Đấy, để mình mùa hè hoặc là mình đi công tác xa mình không tưới được thì mình dùng cái này cho em, nó rất là tiện. Giá thì bên shop bán từ 3 chiếc trở lên nhá. Các bác lên cho em là phễu tưới cây. Đấy, 10.000 một chiếc, bên em bán từ 3 chiếc trở lên là 30.000 nhá. Đấy. Bán từ combo 3 cái trở lên. Đấy. Lên mã giá cho em là phễu tưới cây. Phễu tưới cây nhá. Đó, phễu tưới cây. Phễu tưới cây giá của nó sẽ là 10k trên một cái, và bên em bán là từ 3 cái trở lên. Đấy. Bán từ 3 cái trở lên nhá, 10k trên một cái. Và bên em bán từ 3 cái là bằng 30k nhá. 3 cái bằng 30.000. Đấy, không bán lẻ, một cái bán từ 3 cái trở lên nhá. Các bác có thể mua từ 3 chiếc trở lên. Đó, không bán lẻ một cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy đọc thẻ các bác này. Con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, và về nhà nó sẽ là dòng sạc pin nhá, dòng sạc pin. Đấy, con này thì giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Lên trên là máy đọc thẻ, giá thì chỉ có 100.000 cho một con máy đọc thẻ như này thôi. Đấy, nó sẽ có là 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau nhá. Cây cối này, xe cộ rồi con vật rất là ok luôn nhá. Đó, đây. Các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, và rất là đơn giản, rất dễ sử dụng thôi. Đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Thì đây về nhà thì nó sẽ làm con máy như này, và các bác ấn cho em cái nút nguồn này lên này. Đây cái nút nguồn đây. Các bác ấn cái nút nguồn lên, nút nguồn đây nhá. On up này. Đó, on up đấy, các bác ấn lên. Đây ví dụ thì em cho xe chữa cháy vào này. Xe chữa cháy. Fire engine. Đấy, tức là có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh và cả ấy nữa các bác nhá. Đấy, cả tiếng động luôn. Train. Đấy, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Và rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau này, xe cộ này, cây cối này, rồi là xe cảnh sát. Police car. Đó, có mô phỏng hình ảnh âm thanh luôn các bác nhá. Xe cứu thương, ambulance. Đó, thì cái bộ sản phẩm như này giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 tròn. Các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhé. Về nhà thì các bác chỉ cần sạc pin và là mình sử dụng thôi. Đấy, đây nó sẽ có là 112 cái thẻ với lại 224 chủ đề, 224 từ vựng khác nhau các bác này. Đấy, và rất là nhiều chủ đề nhé. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy đọc thẻ như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy đọc thẻ như này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô nước hoa các bác nhá, nước hoa. Đó, các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là nước hoa của Chanel nhá, một mẫu là nước hoa của Chanel, và một mẫu là nước hoa của Gucci nhá. Hàng thì cực kỳ là thơm các bác nhá, hàng cực kỳ là thơm luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Nước hoa này bao nhiêu nhỉ? Hàng thì khi mà bên shop gửi cho các bác sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Bỏ tranh kia con dao thì. Khi bên em gửi cho các bác là nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, thi thoảng thì mới có một cái hộp em quay thì nó mới bóc ra thôi, còn đại là nguyên đai nguyên kiện 100%. Đấy, đầu tiên thì em lên cho bác cái lọ Gucci nhá. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Anh nhá, hàng sản xuất tại Anh. Đây, made in UK các bác này. Đó, hàng sản xuất tại Anh Quốc nhá. Đó, và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác lên theo là nước hoa Gucci nhá.
giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Hàng siêu thơm cho các bác luôn. Đấy, siêu thơm cho các bác luôn nhá. Đấy, rất là thơm. Các bác lên cho em là nước hoa Gucci nhá. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Đấy. Các bác lên cho em là nước hoa Gucci. Giá của nó sẽ là 130k cho một lọ nhá. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là 100ml các bác nhá. Dung tích của nó sẽ là 100ml các bác này. Đó, đây. Hàng sản xuất tại Anh các bác này. Made in UK nhá. Made in UK. Hàng Gucci các bác nhá. Đấy. Địa chỉ, mã tem, mã vạch đàng hoàng nhá. Truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn, có cả trang web đàng hoàng. Lên cho em là nước hoa Gucci. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một lọ như này. 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của Chanel nhá. Đây. Lọ Chanel này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, bác nào lấy một cặp này thì bên em sẽ bao ship cho bác này. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp nhá. Đây các bác này, nó made in France này. Đây. Made in France nhá. Đó. Hàng sản xuất tại Pháp, cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thì sẽ là một lọ nước hoa như này các bác này. Đó. Dung tích của nó cũng là 100ml. Đấy, hàng của thương hiệu Blue Chanel nhá, rất là thơm luôn. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ, dễ chịu và lưu hương rất là lâu nhá. Đấy, lưu hương rất là lâu luôn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Đấy, thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. 120.000 cho một lọ nước hoa Chanel như này. Dung tích của nó cũng là 100ml. Hàng nguyên đai, nguyên kiện, mã tem, mã vạch đàng hoàng nhá. Truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đấy, nguyên cái khâu đóng gói của nó cũng rất là chất lượng các bác này. Đây. Đấy, đây, mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây, made in France các bác này. Đó. Made in France nhá. Đó. Made in France. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120k nhá, 120k. Đấy, thì lên cho em là nước hoa Chanel này. Đấy, lọ Chanel này thì giá sẽ là 120.000. 120.000 cho lọ Chanel như này các bác nhá. 120.000. Và lọ Gucci này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Lên cho em là nước hoa Gucci giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là một cái dòng keo cực kỳ đặc biệt luôn. Đó, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp và đặc biệt luôn. Con này thì bên shop bán cho các bác theo combo nhá. Bên em bán từ 3 lọ trở lên. Đấy, bán từ 3 lọ trở lên nhá, từ 3 tip trở lên. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên cho em là bộ, các bác lên cho em là 3 tip keo vàng nhá. Lên mã cho em là 3 tip keo vàng, giá sẽ là 20.000. Đó. Bên em bán từ 3 lọ trở lên. Đấy, cho nên các bác lên cho em là 3 tip keo vàng. Giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 tip keo vàng như này. Con này thì các bác có thể dán đồ trang sức này, dán đồ gỗ này, dán đồ da này, dán đồ sành sứ này và dán được cả điện thoại các thứ luôn. Đó, một lọ này của nó thì nó sẽ là 3 gram nhá, 3 gram. Đó, hàng của thương hiệu Soauto nhá, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là 3 lọ keo vàng nhá. Lên cho em là 3 lọ keo vàng. 3 lọ keo hoặc là 3 típ keo vàng nhá. 3 típ keo vàng này. Đó, lên đúng tên cho em luôn, 3 típ keo vàng giá sẽ là 20k nhá. Bên em bán từ 3 típ trở lên, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Đấy, con này thì các bác chuyên để dán các cái bề mặt như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ và điện thoại này. Đấy. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 3 tiếp keo vàng này sẽ là 20.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Minh ơi, đưa anh cái dây đi. Cái đuôi lò xo các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A. Giá sẽ là 35.000 cho một cái đuôi lò xo A như này. Đấy, 35k. Con này thì sẽ có đóng ngắt các bác này, đóng ngắt trên tay như này rất là tiện này. Đấy, có đóng ngắt trên tay như này rất là tiện luôn các bác thấy không? Đây, rất là tiện. Minh. Đấy nhanh cái dây. Có đóng ngắt trên tay rất là tiện như này nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo này. Đưa ra cái đầu dây. Và dây đầu xoáy của nó sẽ là E27 là đầu phổ thông nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn.
lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, được không? Đấy. Đuôi. Đấy. Đuôi lò xo A này, đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35.000 nhá, 35k cho một cái đuôi lò xo A như này. Đây em sẽ cắm thử cho các bác xem này. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác chỉ cần cắm kết nối như này, sau đó thì mình xoáy bóng vào này, xoáy bóng vào là xong. Đó. Có công tắc nhá. Các bác có thể tắt bật công tắc như này. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Và ngoài ra thì bên shop có bán quả bóng 3W này nhá. Quả bóng 3W này thì đang bán là 10.000 nhá. Đấy, 10.000 cho một quả bóng 3W như này. Đấy. Quả bóng 3W này sẽ là 10.000. Đấy thì các bác có thể mua nguyên đuôi hoặc là mua kèm thêm cả bóng cũng được. Bóng này là 10.000 nhá. Các bác có thể để các cái khu vực mình hay sử dụng này, đi lại nhiều thì quả bóng này là 10.000, còn cái đuôi lò xo A này thì sẽ là 35.000 trong cái đuôi này. Có thể ngoắt nghéo được rất là tiện này. Đấy, ngoắt nghéo xoay vòng được luôn, rất tiện các bác ạ, dùng rất là ngon. Có công tắc đóng ngắt, giá chỉ có 35.000 thôi. Còn bóng này là 3W nhá. Công suất của nó là 3W. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 10k nhá. 10k cho một quả bóng 3W như này. Công suất của nó sẽ là 3W nhá. Đó, 3W. Giá sẽ là 10k. Tiếp theo thì con này cũng khá là sáng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Kích thước thì con này chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm gì đấy. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm. Con này thì nó có cả lắp pin nhá, có cả lắp pin và có cắm các bác có thể dùng pin hoặc là cắm trực tiếp dây cáp sạc như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cái lớp màng dây bóng bảo vệ về nhà thì các bác bóc qua cho em. Đó, đây và các bác cắm pin cho em này. Sau đó thì cắm vào cái chân cổng USB nhá. Cắm vào chân cổng USB là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện các bác này. Đấy, cắm chân cổng USB này nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ là hàng có cả tính năng hẹn giờ này rồi nói chung là đầy đủ các cái chức năng cho các bác luôn. Đấy. Chọn giờ này, đấy, nhiệt độ này, có cả báo nhiệt độ nhá, 27 độ C này. Chiều dài của nó khoảng 5 cm, chiều cao khoảng 5 cm, chiều dài này khoảng 13 đến 14 cm. Đó, đây. Có các chế độ, rất là nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nhá. Đó. Đây. 31 độ C này rồi on up hẹn giờ các kiểu con là điều luôn. Đấy. Và số của nó rất là to rõ ràng nhá. Đấy, số to rõ ràng luôn. Thì các bác có thể tha hồ mình lựa chọn nhá. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED, giá thì sẽ là 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k nhá. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 13 đến 15 cm gì đấy các bác nhá. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k. Con này thì tính ứng dụng rất là cao, các bác có thể dùng đa chức năng, mình vừa dùng làm đồng hồ, xem giờ, xem thời tiết. Đấy, cập nhật nhiệt độ cũng như là các bác có thể gọi là hẹn giờ, tắt bật hoặc dùng làm đèn ngủ được luôn. Đấy, số nó to rõ ràng như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá của nó sẽ là 140k cho một con đồng hồ LED như này, 140.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc. Con này thì nó có thể xoay 360 độ được, có ốc ác các thứ cho các bác đàng hoàng nhá. Đấy, đầy đủ ốc gen giếc các thứ đàng hoàng, xoay 360 độ luôn. Đây, xoay 360 độ, hàng hợp kim nhá. Nó là bằng thép nhá, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. 80.000 cho một con vòi bạc như này, hàng bằng thép nhá. Và đây nó sẽ có điều chỉnh các cái chế độ nước được luôn. Xoay để các bác ngoắt nghéo ở trong chậu rửa mình rửa mặt. Rồi rửa chậu rửa, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc, nó màu bạc cho nên em gọi nó là vòi bạc. Giá của nó sẽ là 80k cho một con vòi bạc này. Tính ứng dụng cực kỳ là cao luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, con này thì các bác lắp vào mình có thể xoay 360 độ này để mình rửa mặt này. Đấy. Rất là tiện nhá. Đó, nó sẽ có một cái gen như này. Chậu rửa nào thì nó có cái loại gen này hết. Về nhà các bác cứ thế mình lắp vào cho em là xong. Rất là tiện luôn. Đó, xoay 360 độ để các bác dùng để mình rửa mặt này rồi vệ sinh này. Đấy, rất là tiện nhá. Lắc léo được nhá. Và có điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau nữa. Dùng để gội đầu này, đánh răng, rửa mặt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, cho nước ra chậu nhá, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đấy,
giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì các bác chỉ dùng cho ô tô được thôi, cho nên là bên em gọi là bơm tẩu ô tô nhá. Nhiều bác về các bác lại sử dụng vào, bác lại về đặt về dùng cho xe máy là không dùng được đâu. Con này chỉ chuyên dùng cho ô tô thôi, cho nên bên em gọi là bơm tẩu ô tô nhá. Hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lưu ý các bác khi sử dụng thì mình sẽ tháo cái này ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ là đầu vòi này. Và đây nó sẽ là cái chân tẩu này để các cắm vào ô tô nhá. Cắm ô tô, con này chỉ bơm ô tô thôi. Đấy, lưu ý các bác là bơm tẩu ô tô thì chỉ bơm ô tô, không bơm xe đạp, xe máy ở đâu các bác nhá. Lưu ý các bác như vậy, chỉ bơm ô tô thôi. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái đầu tẩu để mình cắm vào ô tô. Và cái dây của nó sẽ là dạng dây vải như này. Ngoài ra của nó thì nó sẽ là công tắc bật ở đây nhá. Trước khi bật thì bật xong, thì khi bật lên rồi thì các bác muốn bơm hơi thì các bác phải nhấp ở đây cho em nhá. Nhấp ở đây này, cái nút này là nút cấp hơi này. Đấy, chứ không phải là bật lên cái là hơi nó lên luôn đâu. Đấy, bật lên máy đã chạy nhưng mà các bác phải nhấp ở đây nhá. Đấy, nhấp ở đây để hơi nó lên này. Đó, hàng của thương hiệu Toyota này, Toyota. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên xem là bơm tẩu ô tô nhá, bơm tẩu ô tô. Cái này chỉ dùng cho ô tô được thôi chứ không dùng cho các cái thiết bị khác là thôi. Các thiết bị khác là không dùng được nhá. Các bác lưu ý giúp cho em. Đó, chỉ dùng cho ô tô thôi. Thế cho nên là em lên là bơm tẩu ô tô nhá. Đó, giá của nó sẽ là 180k. Đó. Bơm tẩu này. Bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180k. Con này thì chỉ bơm ô tô thôi các bác nhá. Chỉ bơm ô tô nhá. Đó, chỉ bơm cho ô tô thôi, không bơm chỗ khác được. Tại vì là cái đầu tẩu này chỉ cắm vào ô tô thôi. Nhiều bác không cứ tưởng là về nhà lại cắm điện thì không được các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm đồng nhá. Đấy, bộ chuyên ấm đồng. Bộ này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và cái giá thì nó cũng rất là hợp lý thôi. 400k cho một cái bộ chuyên ấm đồng như này. Đấy, đợt này hàng về thì nó sẽ là lại là hàng mã đáo thành công nhá, hàng mã đáo thành công đây. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, 6 cái chén nhá. Đấy. Một chuyên này. Đó. Bao gồm cho các bác là một chuyên 6 chén nhá. Có cái dòng 5 chén đấy các bác nhá. Có dòng 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn. Dòng này của nhà em nó sẽ là dòng 6 chén. Các bác lưu ý vậy cho em. Đó, một chuyên 5 chén. Dòng này của nó sẽ là thuộc dòng 6 chén nhá. Dòng 6 chén thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, một chuyên. Và có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, bộ này của nó thì nó sẽ là hàng mã đáo thành công nhá. Mã đáo thành công. Rất là đẹp luôn. Đó, 8 con ngựa như này. Hoa văn hoa lá cảnh rất là đẹp. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá. Tất cả đều bằng đồng hết. Các bác dùng cực kỳ chất luôn. Đó, mã đáo thành công. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Hoa văn rất là đẹp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên ấm đồng nhá. Bộ chuyên ấm đồng. Giá thì chỉ có cho các bác là 400.000. 400.000 cho bộ chuyên ấm đồng như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Bộ bao gồm cho các bác là một chuyên 2 4 6 chén nhá. Đấy, có shop thì họ bán cho các bác cái bộ chỉ có 5 chén thôi. Bộ 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn đấy các bác nhá. Đó, lên cho em là bộ chuyên ấm đồng. Bộ chuyên ấm đồng này. Đó, chuyên ấm đồng. Bộ chuyên ấm đồng giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi, ok.